Linh Chu, Phong Phi Vân. Tập 3. Một là sử thi cấp thiên tài, một là thiên tài bình thường, hoàn toàn không cách nào có thể so sánh được. Trong lòng Phong Phi Vân tuy là có chút giật mình nhưng cũng không hề nhụt chí, dù sao thì hắn tu luyện cũng chính là bất tử phượng hoàng thân, mỗi lần tăng lên một tầng thứ thì thiên tư cùng thể chất liền tăng lên một bước dài, bây giờ hắn mới chỉ tu luyện thành công bước thứ hai của hoán huyết mà thôi. Nếu có thể luyện thành bước thứ ba của hoán huyết thì bất luận là tu vi hay thiên phú đều phát triển nhảy vọt, hoàn toàn có thể có cơ hội đuổi theo đám người Đông Phương Kính Thủy, thậm chí hơn hẳn bọn họ. Cảnh Phong Đại Chí Sư thấy vẻ mặt của Phong Phi Vân không ngừng thay đổi, cười nói. Phong Tiểu Hữu, dù sao thì ngươi cũng đừng tức giận, suy cho cùng thì thiên tài như Đông Phương Kính Thủy đều là nghịch thiên tồn tại, trong thiên hạ cũng chỉ có mấy người, không cần thiết phải ép buộc mình so bì với bọn họ. Có theo đuổi cũng là chuyện tốt, nhưng mà nếu như theo đuổi quá cao thì thường thường làm bị thương đều là bản thân mình thôi. Cảnh Phong Đại Chí Sư mang theo một giọng nói khuyên giải, an ủi. Phong Phi Vân khiêm tốn cười nói. Những đạo lý này tiểu tử hiển nhiên biết. Cảnh Phong Đại Chí Sư nhìn vào ánh mặt trời chói chang ở trên đầu, Hồng Nha Phi Hạm đã hấp thụ đủ nhiều huyền dương tinh hoa của ánh sáng mặt trời, đang từ từ hướng về màn trời mà bay lên. La Lão Hán đã sớm được những chiến sĩ cổ cương mời lên trên Hồng Nha Phi Hạm, bao giờ cũng chỉ còn lại Cảnh Phong Đại Chí Sư, La Ngọc Nhi và Phong Phi Vân đang cáo biệt nhau. Có một câu nói không biết có nên nói hay không. Cảnh Phong Đại Chí Sư vốn đã định lên thuyền khởi hành, nhưng mà sau cùng vẫn là không nhịn được mà hỏi. Tiền bối cứ nói đi, đừng ngại. Phong Phi Vân cười nói. Cảnh Phong Đại Chí Sư thấp giọng nói. Cô gái Đông Phương Kính Nguyệt này bất luận là ý chí hay thiên tư hoặc là dung mạo đều là độc nhất vô nhị trong thiên hạ, nếu như nàng thật sự có lòng muốn cùng ngươi kết làm trăm năm cũng rất tốt, thật ra thì ngươi cũng có thể suy tính lại, dù sao. Nếu như leo lên một cái cây cao như gia tộc Ngân Câu, đối với tiền đồ tương lai của ngươi sẽ rất rộng mở, là 100 điều lợi mà không một điều hại. Trong mắt Cảnh Phong Đại Chí Sư chớp động ánh sáng của trí tuệ, cũng không biết trong lòng lúc này rốt cuộc đang mưu đồ cái gì nữa. Phong Phi Vân cũng là dở khóc dở cười, thứ nhất, dựa theo thái độ của Đông Phương Kính Nguyệt đối với hắn thì đó hẳn là không phải tự mình đem hắn tháo thành tám khúc thì không thể tháo gỡ được mối hận trong lòng nàng. Thứ hai, dù cho đầu của Đông Phương Kính Nguyệt bị đập trúng mà đối với Phong Phi Vân thật sự có tình cảm thì Phong Phi Vân cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận nàng. Bởi vì dáng dấp của nàng cùng với Thủy Nguyệt Đình quá giống nhau. Đương nhiên hai loại khả năng này hầu như cũng sẽ không thể phát sinh. Đông Phương Kính Nguyệt thái độ kiêu ngạo thế nhưng chút nào cũng không thể so sánh với Thủy Nguyệt Đình, điểm này Phong Phi Vân tự tin cho là rất hiểu nàng. Việc này cũng không cần tiền bối phải bận tâm. Phong Phi Vân cười nói. Ha ha, xem ra trong lòng của Phong Tiểu Hữu chỉ có càn khôn, lại là lão già ta đã phí lời rồi. Nhưng mà chuyện của ngươi và Đông Phương Kính Nguyệt ta đã thông qua Ngọc Phi phủ báo cho Đông Phương Kính Thủy rồi, hắn bây giờ đã biết muội muội của hắn mặt dày mày dạn yêu ngươi. Điểm này thì ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý một chút à. Cảnh Phong Đại Chí Sư cười đến mức làm cho nụ cười hiền lành ôn hòa lại trở thành nham hiểm. Phốc! Phong Phi Vân thiếu chút nữa muốn té lăn xuống đất, trợn mắt nhìn Cảnh Phong hét lớn. Lão già nhà ngươi nói bậy bạ cái gì đó, ai cho cái lưỡi của ngươi dài đến như vậy hả? Phong Phi Vân vốn đang định sau khi gặp Đông Phương Kính Thủy sẽ bịa ra một lý do khác. Lại không ngờ rằng cái lão hỗn đản Cảnh Phong Đại Chí Sư đó thật sự lại quá bát quái, vậy mà đã sớm báo cho Đông Phương Kính Thủy. Thử nghĩ một chút, nếu một người anh trai đột nhiên nghe được cô em gái băng sơn của hắn có người yêu, hắn sẽ có vẻ mặt như thế nào chứ? Hắn sẽ xúc động chứ? Hay là sẽ ngạc nhiên đây? Hay là sẽ mừng rỡ hả? Ai là mẹ của hắn thì sẽ biết, dù sao lúc này cũng đã bị Cảnh Phong Đại Chí Sư tàn nhẫn này gài bẫy một lần. Phong thiếu gia, chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau không? Tôi nghe nói Phụng Thiên Bộ là một nơi khá xa xôi, người bình thường dù cho là đi cả một đời cũng không đến được nơi đó. La Ngọc Nhi rụt rè hỏi một câu cuối cùng. Phong Phi Vân ngược lại cũng muốn không nghĩ nhiều, ngay lập tức tùy ý nói. Nếu như ta không chết ở trong tay của Đông Phương Kính Nguyệt hoặc là trong tay của Đông Phương Kính Thủy thì có thể chúng ta còn có ngày gặp lại. À, La Ngọc Nhi nhẹ nhàng trả lời. Sau đó lại cúi đầu xuống theo Cảnh Phong Đại Chí Sư bay lên trên Hồng Nha Phi Hạm. Ầm ầm, trận pháp trên Hồng Nha Phi Hạm bắt đầu xoay chuyển làm cho toàn bộ chiếc thuyền đỏ ngầu to lớn đều bị bao bọc lại, dẫn đến không khí xung quanh đều chuyển động thành sinh ra một cơn xoáy.
Nhờ vào sự giúp đỡ của tốc độ gió và động lực huyền dương tinh hoa mà Hồng Nha phi hạm vèo một cái, hướng về ngoài bầu trời xa xôi bay đi. Cho tới giờ khắc này Phong Phi Vân mới chợt chấn động, hình như mới phản ứng kịp với lời nói của La Ngọc Nhi, hướng về phía Hồng Nha phi hạm rời đi hô lớn. Sau này ta nhất định sẽ tới Phụng Thiên Bộ tìm cô, ta đưa cho cô 15 đồng tiền vàng, cô còn nợ ta 15 chén trà, mỗi một chén đều phải trả đủ cho ta. Phong Phi Vân cũng không biết nàng có nghe được hay không, dù sao Hồng Nha phi hạm cũng đã biến mất ở sau đám mây ngũ sắc, biến thành một cái điểm nhỏ màu đỏ sau cùng thì hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Phong thiếu gia mất tích 3 ngày liên tiếp không có một chút tin tức, thành chủ đại nhân không ngừng phát ra 3 đạo công văn bắt buộc những huyện nha xung quanh giúp đỡ tìm kiếm nhưng lại không có một chút tin tức hữu dụng nào. Phong thiếu gia giống như bốc hơi trong nhân gian vậy. Người cao hứng nhất trong chuyện này chính là Phong Tùy Vũ. Hôm nay đầu hắn đội khăn lông vũ, tay cầm một cây quạt giấy bằng cây đàn hương, nhàn hạ ngắm hoa trong sân nhà. Đại thiếu gia, tên tiểu tử Phong Phi Vân này phong mang tất lộ, nhất định là chọc phải người không nên chọc nên bị người ta giết rồi. Một tên hầu rất cung kính đứng bên cạnh, mang trên mặt nụ cười ma quái. Phong Tùy Vũ không lộ thanh sắc, cầm hoa mà nói. Phong Phi Vân, kha kha, hắn mất tích cũng rất tốt, cũng bớt cho ta phải tự mình động thủ. Từ sau khi Phong Phi Vân dẫn thành vệ quân đi tiêu diệt Ưng Chảo Bang thì Phong Tùy Vũ cảm thấy một mối uy hiếp rất lớn, nếu không nhanh diệt trừ Phong Phi Vân thì hắn ngày đêm ăn ngủ không ngon. Nhưng cũng không người nào ngờ tới được tên tiểu tử Phong Phi Vân lại có thể đột nhiên mất tích, thật giống như biến mất trong thế gian vậy, Phong Tùy Vũ muốn chính là cái kết quả này, trong lòng tự nhiên sảng khoái hết sức, hắn cho rằng ông trời cũng giúp hắn rất nhiều. Đại ca, hôm nay thật hào hứng há, ngươi đang cười cái gì vậy? Phong Phi Vân từ bên ngoài cửa chính nghênh ngang đi vào, mang trên mặt nụ cười vui vẻ. Phong Tùy Vũ nghe được giọng nói này cũng là không cười nổi nữa, hắn liền xoay người lại đúng lúc nhìn thấy Phong Phi Vân đang đi tới trước mặt hắn. Phi Vân, mấy ngày nay ngươi đi đâu thế, ta và Nghĩa Phụ đều rất lo lắng cho ngươi. Tuy là trong lòng Phong Tùy Vũ cảm thấy chán nản nhưng hắn đã rất nhanh khống chế được tâm tình của mình, trên mặt hiện ra một nụ cười thân thiện. Việc này, ta chỉ là đi ra ngoài dạo chơi một vòng thôi, đúng rồi, phụ thân đang ở đâu vậy, ta có chuyện gấp muốn tìm cha. Phong Phi Vân nói, Nghĩa Phụ đang ở trong đại sảnh đàm luận chuyện chính sự với một vị khách quý, có lẽ ngươi đừng đi quấy rầy bọn họ. Phong Tùy Vũ chăm chú nhìn chằm chằm Phong Phi Vân, trên mặt càng lúc càng trở nên ngưng trọng, dù sao hắn cũng cảm thấy lần trở về này Phong Phi Vân có chút không giống trước nữa, làm cho hắn cảm thấy rất thâm sâu khó lường. Một người hỗn cật ăn chơi trác táng chờ chết thì làm sao có thể trong vòng mấy ngày ngắn ngủi mà có phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất chứ, lẽ nào hắn gặp phải tiên vận nào đó? Loại chuyện gặp phải tiên vận này cũng không phải là không có, nhưng lại hết sức xa vời, chỉ có người có số kiếp lớn mới có thể gặp phải tiên vận, một bước xung thiên. Phong Tùy Vũ hiển nhiên không tin Phong Phi Vân gặp phải tiên vận, vì vậy dự định thử hắn một lần, dò xét xem rốt cuộc hắn có bao nhiêu cân lượng. Trong lòng Phong Phi Vân lo lắng không yên khi nghĩ đến bà nương chết bầm Đông Phương Kính Nguyệt kia sẽ truy sát đến thành Linh Châu, trong lòng rất vội vã nên đâu thèm để ý đến nhiều như vậy chứ, thắng hướng về đại sảnh mà đi tới. Phong Tùy Vũ nhìn theo bóng lưng của Phong Phi Vân, ngón tay ngắt lấy một cánh hoa màu trắng rồi lén vận linh khí lên trên cánh hoa vốn có màu trắng tức khắc liền bị đắp lên bởi một ánh sáng màu xám xanh. Vèo! Cánh hoa này đang lúc bay ra từ trong ngón tay của Phong Tùy Vũ vậy mà không có một dấu hiệu nào lại hóa thành một đường cong xinh đẹp đâm thẳng vào mạch huyệt Tích Lương, mạch nằm ở ngay sống lưng sau lưng Phong Phi Vân. Đến nay Phong Tùy Vũ đã ở cảnh giới linh dẫn đỉnh phong, nói về tu vi cũng xem như nổi bật, với âm mưu nho nhỏ này của hắn thì hắn tự tin sẽ không bị Phong Phi Vân phát hiện. 3. Linh khí trên cánh hoa này hóa thành một luồng toa tử xâm nhập thẳng vào mạch huyệt Tích Lương của Phong Phi Vân rồi sau đó dần dần mất tích. Ánh mắt Phong Tùy Vũ từ đầu tới cuối đều tập trung ở trên cánh hoa, mãi đến khi linh khí trùng nhập vào mạch huyệt Tích Lương của Phong Phi Vân thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cười thầm. Xem ra là ta đã quá đa nghi, tiểu tử này cũng chỉ như vậy thôi, bị người ta dùng linh khí đả nhập vào trong mạch huyệt Tích Lương thì tu vi kiếp này cũng sẽ không thể nào tiến lên một bước nữa. Cả đời sẽ dậm chân tại chỗ, chỉ ở cảnh giới linh dẫn sơ kỳ mà thôi. Phong Tùy Vũ cho rằng cảnh giới của Phong Phi Vân vẫn là linh dẫn sơ kỳ như trước,
lại không biết trong mấy ngày qua Phong Phi Vân đã kỳ ngộ liên tiếp, đã sớm đột phá đến cảnh giới tiên căn, bây giờ dù cho là Phong Vạn Bằng cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, còn loại cấp bậc tu vi như Phong Tùy Vũ thì hắn chỉ cần một cái tát là đập vũ chết tươi. Chuyện mờ ám của Phong Tùy Vũ hiển nhiên là Phong Phi Vân cảm giác được, nhưng mà hắn lại không dừng chân, chẳng qua là khóe miệng hơi nhếch lên một tí, âm thầm vận chuyển huyết khí trong cơ thể, trong nháy mắt liền làm cho linh khí Phong Tùy Vũ đã nhập vào mạch huyệt Tích Lương bị trùng tán, bức xuất ra ngoài cơ thể. Tiểu tử này ám chiêu không ít, phải tìm một thời điểm thật tốt để so chiêu với mới được. Phong Phi Vân rảo bước mà đi, cũng không thông báo cho ai liền xông thẳng vào trong đại đường. Bất cứ lúc nào bà nương chết bầm Đông Phương Kính Nguyệt cũng có thể sẽ truy sát tới nên Phong Phi Vân cũng không có nhiều thời gian chờ đợi như vậy. Phụ thân, Phi Vân có chuyện quan trọng cầu kiến. Lúc Phong Phi Vân đang nói ra lời này thì đã chạy tới giữa đại đường, ngẩng đầu nhìn lại thì trong đại đường ngoại trừ Phong Vạn Bằng thì còn có một vị trung niên khác. Vị trung niên này ước chừng ngoài 40, da rẻ hơi ngăm đen nhưng lại không mất đi sự nho nhã, hắn là một người rất ý tứ. Trên mặt ngay cả một cọng râu cũng không có, tu kiến nhìn có vẻ hết sức quang khiết, y phục trên người cũng hết sức chỉnh tề, đây hiển nhiên là một vị dòng dõi quý tộc có cuộc sống an nhàn sung sướng. Ngoại trừ Phong Vạn Bằng cùng với vị trung niên này thì các quân sư cùng với Lưu quản gia cũng chia ra ngồi ở hai bên, bọn họ nhìn thấy Phong Phi Vân xông vào trong đại đường thì không những không nổi giận mà ngược lại lại lộ ra vẻ vui mừng. Người có thể bình yên vô sự quay về là tốt rồi. Sắc mặt Phong Vạn Bằng nghiêm túc nhưng trong lòng cũng có chút vui mừng, nói. Phi Vân, mấy ngày nay con đi đâu vậy? Phong Phi Vân hiển nhiên không thể nào nói cho bọn họ biết hắn đã đắc tội với đại nhân vật của gia tộc Ngân Câu, bằng không những người này sẽ bị dọa đến không thể không ngã nhào. Hồi bẩm phụ thân, mấy ngày nay con đều bế quan khổ luyện nghiên cứu binh pháp thao lược, tích cực chuẩn bị cho binh thư thiết hội trong vài hôm nữa, hy vọng có thể bộc lộ tài năng trong đại hội để cho phụ thân dược hãnh diện. Phong Phi Vân chắp tay cung kính nói. Vị trung niên kia từ đầu tới cuối đều quan sát Phong Phi Vân, thấy hắn bình tĩnh trả lời, lúc nói chuyện thì đúng mực, không kiềm được bèn gật đầu cười nói. Không nghĩ tới 3 năm không gặp mà đứa nhỏ Phi Vân này vậy mà trở nên tiến bộ như vậy. Tuổi trẻ mà đã xin quân lệnh san bằng Ưng Chảo Bang, bây giờ ngay cả cửu thái gia cũng đã biết chuyện này, ở trước mặt ta mà một mực khen ngợi người nhân tài này. Nếu như vào 3 năm trước đây thì chỉ sợ dù có đánh chết ta, ta cũng không tin nó có thể có được thành tựu như ngày hôm nay. Gia gia của Phong Phi Vân có hết thảy 3 người con trai, Phong Vạn Bằng là nhỏ tuổi nhất, đứng thứ 3. Vị trung niên này chính là anh em ruột của Phong Vạn Bằng, tên là Phong Vạn Lý, cũng là nhị bá của Phong Phi Vân. Phong Vạn Lý cũng là một vị có thiên tư không tầm thường, là một nhân kiệt, 20 năm trước ở tại cuộc thi Tiềm Long đại chiến của Phong gia. Hắn đã lọt vào top 50, hiện nay đang đóng giữ ở Phong gia bản bộ, ngồi lên vị trí nghị trưởng của Phong gia, coi như là có chút thành tựu. Quan hệ của Phong Vạn Lý và Phong Vạn Bằng rất thân thiết, thường xuyên làm khách mà đến thành Linh Châu, coi như là từ bé đã thấy Phong Phi Vân lớn lên như thế nào nên hiển nhiên hiểu rõ tên tiểu tử này là loại người gì, là xa hoa dâm đãng, ăn chơi đần độn hay gì gì nữa. Trước đây cho tới bây giờ hầu như không coi trọng Phi Vân nhưng lúc này đây Phong Phi Vân lại làm cho hắn hiểu biết được một loại cảm giác mới, thật giống như một người đã thay đổi vậy. Chẳng lẽ tiểu tử này thực sự đã lãnh tử hồi đầu, có thể trở thành một nhân tài? Phong Phi Vân cười nói. Nhị bá đây là đang khen con hay đang làm tổn thương con đấy? Phong Vạn Lý lắc đầu cười. Nếu thật là con thành công thì ta dĩ nhiên sẽ khen con. Nhưng nếu như con chỉ là một người đần độn thì dù cho ta không mắng con cũng sợ là con nhà đầu nhà ta cũng sẽ mắng chết con thôi. Tiên Tuyết muội muội, Phong Phi Vân nhớ tới con nhà đầu ấy, đầu cảm thấy đau nhức. Phong Tiên Tuyết chính là con gái nuôi của Phong Vạn Lý, cũng là em họ nuôi của Phong Phi Vân, chỉ nhỏ hơn so với Phong Phi Vân 3 ngày tuổi mà thôi. Từ nhỏ bọn họ đã luôn chơi đùa với nhau, có thể nói là thanh mai trúc mã. Hai đứa nhỏ chơi với nhau rất vô tư hồn nhiên nhưng mà từ lúc Phong Phi Vân biến thành một đứa trẻ hư, nhân phẩm tồi tệ thì Phong Vạn Lý không cho Phong Tiên Tuyết được quá gần gũi với Phong Phi Vân. Mặc dù sau đó cũng có gặp mấy lần nhưng mỗi lần Phong Phi Vân đều bị Phong Tiên Tuyết mắng chửi muốn học máu, thậm chí có lần sau khi Phong Tiên Tuyết nghe nói Phong Phi Vân cưỡng đoạt dân nữ thì liền ra tay đánh hắn một trận tàn nhẫn làm cho xương toàn thân hắn bị gãy, nửa tháng không xuống giường được. Từ đó về sau Phong Tiên Tuyết đối với người anh họ nuôi Phong Phi Vân này hoàn toàn thất vọng, cũng không tới thành Linh Châu nữa,
xem như là đoạn tuyệt qua lại. Phong Vạn Lý cười nói. Phi Vân, bây giờ con cũng nên cẩn thận khi đến Tử Tiêu Cổ Thành nha, mấy năm nay Tiên Tuyết đã được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, đã luyện đến tầng thứ tư của Đại Phong Kình, đạt tới cảnh giới tiên căn sơ kỳ, trong lớp tiểu bối đời thứ năm ở Phong gia thì nó được coi như là một trong những nhân vật làm mưa làm gió đó. Hơn nữa trước khi ta đến Thành Linh Châu thì nó cũng đã nói là nếu như con dám đi đến Tử Tiêu Cổ Thành thì nó sẽ lần nữa đánh gãy xương chân của con. Phong Vạn Lý lúc nói đến tu vi của Phong Tiên Tuyết thì có vẻ vô cùng kiêu ngạo, dù sao hắn bây giờ cũng đã đạt đến cảnh giới tiên căn trung kỳ, mà tuổi Phong Tiên Tuyết còn trẻ lại đạt tới tiên căn sơ kỳ, với tu vi trên thì đã bỏ rơi cha con Phong Vạn Bằng ở sau lưng một khoản rất xa rồi, đây chính chuyện hết sức đáng để đắc ý. Trái lại, sắc mặt Phong Vạn Bằng lúc này lại rất khó coi, lúc đầu hắn cho rằng thiên phú của Phong Tùy Vũ đã đủ cao, đủ để một mình đảm đương một nhiệm vụ nhưng lại không ngờ thiên phú của Phong Tiên Tuyết lại đáng sợ như thế, vậy mà đã đột phá cảnh giới tiên căn. Một là linh dẫn đỉnh phong, một là tiên căn sơ kỳ, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Phong Phi Vân cũng không quan tâm, cười nói. Tử Tiêu Cổ Thành con cũng không phải là không thể đi. Nếu như nàng thật muốn đánh gãy chân của con thì con cũng chỉ đành nhận mà thôi. Phong Vạn Lý thấy Phong Phi Vân ung dung thản nhiên như vậy, không khỏi dụi dụi con mắt lần nữa, nói. Lẽ nào con không muốn biết tại sao nó lại nói những lời như vậy? Phong Phi Vân nói. Đúng vậy, tuy là cô ấy hận con thấu xương, nhưng cũng không thể có cái đạo lý vô duyên vô cớ lại muốn đánh gãy chân của con. Phong Vạn Lý đối mặt với Phong Vạn Bằng cười nói. Phi Vân. Con hôm nay cũng coi như đã trưởng thành rồi, hơn nữa lại có dũng khí xin quân lệnh, lập chiến công, cửu thái gia rất là xem trọng con, cảm thấy con đúng là niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta đã bàn bạc rồi, nếu như con có thể đạt được thành tựu trong binh thư thiết quyển hội, biểu hiện toàn bộ tài hoa dồn nén trong người thì cửu thái gia liền tự mình đứng ra chủ trì cho hôn lễ của con với Tiên Tuyết. Nam nhân nếu như sớm thành gia lập thất thì bao giờ cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Phi Vân. Cậu bây giờ cũng chưa ổn định, tâm khí lại nóng nảy thật sự là cần phải có người quản thật tốt mới được. Lưu quản gia gật đầu cười nói. Phong Vạn Bằng hiển nhiên đã đáp ứng chuyện này rồi, cười nói. Việc này cha đã cùng với Lưu quản gia bàn bạc qua, Phi Vân còn có sự thông minh quyết đoán, chính là một người phù hợp để đi lên con đường nhân tài trí sư, nhưng mà thể chất lại không thích hợp tu luyện, đây chính là điểm yếu của con cho nên con cần phải có một người vợ tài đức, tu vi cao cường để giúp con. Chúng ta đã nhất trí cảm thấy tính tình con và Tiên Tuyết rất hợp nhau, nếu các con có thể kết thành vợ chồng thì chính là một văn một võ, quá thích hợp đi chứ. Phong Phi Vân cảm thấy như trên bầu trời quang đãng vang lên một tiếng sét đánh làm đau nhói màng nhĩ của hắn, nói. Tính khí chúng con rất hợp nhau, cô ấy muốn đánh gãy chân của con, cái này giải thích như thế nào đây? Phong Phi Vân quả thật là dở khóc dở cười, hắn thực sự không nghĩ ra được mình với Phong Tiên Tuyết hợp nhau ở điểm nào. Cả đám người Phong Vạn Bằng, Phong Vạn Lý, Lưu quả gia lúc này đều ho khan hai tiếng, vẻ mặt cũng trở nên cổ quái, hiển nhiên bọn họ đã sớm bị chuyện này làm cho bắt bí, mới vừa rồi chẳng qua cũng đã nói xong cả rồi, đã nói qua hết mọi chuyện thì dù cho Phong Phi Vân có đáp ứng hay không thì việc này cũng đã thành định cục rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phong gia là một gia tộc khổng lồ, tổng cộng chia làm 16 mạch trực hệ, hệ thứ có 48 mạch. Nếu nói trực hệ thì chính là chỉ huyết dịch chảy xuôi trong con cháu Phong gia thuộc về ruột thịt với người trong họ, nhưng bởi vì tổ tông khác nhau nên mới được chia làm 16 mạch hệ riêng. Mỗi một mạch hệ riêng đều có vô số con em gia tộc tạo thành thế lực Phong gia ở mỗi một phương, tạo thành một loại hình thức vừa cùng nhau tồn tại mà cũng vừa cạnh tranh với nhau. Căn cứ vào số lượng cường giả và nhân tài của mỗi mạch mà mỗi 20 năm những trưởng lão trong gia tộc sẽ tiến hành xếp hạng cho mỗi một mạch. Vì vậy mới có Tiềm Long đại chiến với binh thư thiết quyển hội. Phong Phi Vân lại thuộc về mạch trực hệ thứ 12 của Phong gia. Mạch hệ này của bọn họ mặc dù không có ở kế cuối trong 16 mạch hệ nhưng cũng có thể xem là cái đuôi trong bảng xếp hạng, cho nên giống như Phong Vạn Bằng vậy, tuy là thiên tư không tầm thường nhưng lại chỉ có thể được bố trí làm một vị thành chủ ở thành Linh Châu mà thôi. Đừng xem một vị thành chủ tựa hồ như rất giỏi. Trong mắt những cao tầng của Phong gia kia thì cách đối xử này chính là không có tương lai, con em trong gia tộc thực sự được coi trọng đều được bố trí đến quân doanh thần vũ, hoặc là phủ quận nha môn, như thế mới có ngày nổi danh. Nói tóm lại một câu,
ở Phong gia thì chỉ có mạch hệ xếp hạng càng cao thì địa vị con cháu trong mạch hệ này mới càng cao, có thể tu luyện đến công pháp việt hảo, thậm chí có thể được khen thưởng một cây linh dược nghìn năm, hoặc là dùng đan dược để tăng thể chất và tu vi lên. Mấy thứ này đều là những mong muốn cố gắng của con em trong gia tộc, có thể nói bất luận thiên tài nào muốn trở thành một nhân vật kinh thiên vĩ địa thì đều không thể rời bỏ khỏi nguồn tài nguyên khổng lồ chất đống này. Giống như Phong Phi Vân vậy, nếu như không phải dùng huyết linh miêu thì cũng không thể nhanh chóng đạt đến cảnh giới như bây giờ, đây chính là công hiệu của dị thảo và linh thảo. Không dùng linh dược và tu luyện công pháp đứng đầu thì cường giả ở đâu ra? Mà đến hôm nay thì Tiềm Long đại chiến và binh thư thiết quyển hôi đã sắp tới rồi, các mạch hệ lớn đều đã bắt đầu mài quyền ken két, âm thầm chuẩn bị tư thế muốn thứ hạng mạch hệ của mình được tăng cao trong cuộc quyền thuật này. Mà những thiếu niên thiên tài kia lại càng muốn dựa vào trận đấu công bằng lần này bỗng nhiên trở nên nổi tiếng, danh chấn thiên hạ. Phong Phi Vân ở tại mạch thứ 12, cái này cũng không phải là nhân vật thiên tài kinh thiên động địa gì. Dựa theo suy tính của mạch chủ Cửu Thái gia thì có thể giữ được hạng thứ 12 cũng khá là gian nan rồi. Mà Cửu Thái gia đã gần đến lúc tuyệt vọng thì ở thành Linh Châu lại truyền tới một tin tức, xuất hiện một người có binh pháp với trí tuệ hơn người, đó chính là Phong Phi Vân, nhất thời làm cho lão già này như nắm được một cây đạo thảo cứu mạng vậy, quyết định trọng điểm bồi dưỡng hắn, thậm chí không tiếc dùng mỹ sắc để khích lệ hắn. Mà việc hôn sự của Phong Tiên Tuyết với Phong Phi Vân ở đây cũng đã được định hết rồi. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Phong Tiên Tuyết lại nói chỉ cần Phong Phi Vân dám đi Tử Tiêu Cổ Thành thì nàng liền đánh gãy xương Phong Phi Vân. Vào lúc giữa trưa, mặt trời nhô lên cao ánh nắng chói chang, khí trời có vẻ khá ngột ngạt, ngay cả cây liễu bố cốc điểu bên cạnh đường lớn cũng mất đi sức sống, bộ dáng có vẻ rất mệt mỏi. Khuông khuông, một chiếc xe có 8 bánh xe bằng đồng được một con sơn lộc toàn thân đầy vải kéo đi, hướng ra khỏi cổng thành Linh Châu. Sơn Lộc Thần Tuấn, Lộc Giác Sừng, giống như là Kỳ Phong. Tiếng bánh xe chuyển động nhanh chóng làm phá vỡ buổi trưa tĩnh mịch, sau khi đi tới trên đường lớn thì trên lưng của Sơn Lộc bỗng nhiên sáng lên bóng của một đạo phù văn, lóe ra ánh sáng màu trắng. Con Sơn Lộc này cao chừng 4 thước, cả người đều phát ra ánh sáng, trong một khoảng thời gian ngắn sức mạnh liền bùng phát lên, tốc độ nhanh không chỉ gấp 10 lần, lôi cổ xe đồng 8 bánh bay đi rất nhanh, chạy ra khỏi thành Linh Châu đã cách xa 10 dặm. Biến mất ở giữa rừng núi. Đây là tật phong phù lục lá bùa gió táp thuộc về phù lục nhất phẩm, một khi dán vào trên lưng của Sơn Lộc thì có thể làm cho nó đi một ngày được 8.000 dặm. Dĩ nhiên công hiệu của tật phong phù lục cũng chỉ có thể duy trì trong một ngày đêm, sau đó linh khí sẽ kiệt quệ, qua ngày hôm sau nhất định phải thay lá phù lục mới được. Phong Vạn Lý ngồi trong xe, nhìn về phía Phong Phi Vân và Phong Tùy Vũ mà giải thích. Tuy là đường núi trồng chành nhưng mà trong xe lại sóng yên biển lặng, thật giống như đang ngồi ở trong khoang thuyền vậy, một chút cảm giác lay động cũng không cảm nhận được. Mặc dù Tiềm Long đại chiến với binh thư thiết quyển hội còn phải hơn 2 tháng nữa mới tới nhưng mà bây giờ con cháu đời thứ 5 của Phong gia đều đã bắt đầu hội tụ ở Tử Tiêu Cổ Thành, gần như đều quay trở về gia tộc sớm hơn thời hạn. Thứ nhất, như vậy thì những con cháu tham chiến này mới có thể tìm hiểu một chút về những đối thủ mạnh để ứng đối trước. Thứ hai, các con cháu mạch hệ lớn cũng phải liên lạc cảm tình với nhau để cùng liên thủ trong Tiềm Long đại chiến và binh thư thiết quyển hội, tránh cho việc thương tổn người nhà với nhau. Những chuyện này dĩ nhiên đều là do mạch chủ của các đại mạch ở sau lưng bày mưu tính kế. Chuyến đi đến đây lần này để rước Phong Phi Vân và Phong Tùy Vũ của Phong Vạn Lý chính là vì vậy, bây giờ là đang trên đường chạy tới Tử Tiêu Cổ Thành. Biểu hiện của Phong Tùy Vũ nho nhã lễ phép, trên người có khí chất nho nhã. Từ từ nói. Tật phong phù lục này vậy mà thần kỳ như thế, luyện chế nhất định rất là khó khăn, cũng chỉ có người kiệt xuất như nhị bá mới có thể luyện chế ra được thần phù như vậy. Trong lòng Phong Phi Vân ngầm chế giễu, tật phong phù lục chẳng qua chỉ là phù lục nhất phẩm mà thôi, Phong Tùy Vũ người này vậy mà lại gọi là thần phù, công phu nịnh hót thật là nhất hạng mà. Tật phong phù lục thật ra cũng không phải là thần phù gì. Nhưng mà nếu muốn luyện chế ra tật phong phù lục thật sự thì ít nhất cũng cần phải có tu vi tiên căn sơ kỳ, hơn nữa cần dùng đến những vật liệu hiếm hoi như ngọc ti chỉ, đại phong huyết nữa mới được. Một tờ tật phong phù lục nếu như lấy đem đi bán ít nhất cũng có thể bán được giá cao đến 100 kim tệ. Phong Vạn Lý nói, 100 kim tệ đối với Phong Phi Vân hay những con em của đại gia tộc mà nói căn bản cũng không coi là cái gì, nhưng mà đối với người thường mà nói thì tuyệt đối là một con số trên trời.
Một tờ tật phong phù lục chỉ có thể dùng được trong một ngày đêm mà phải tiêu hao đến 100 kim tệ tài phú, như vậy có thể thấy được mức độ xa xỉ như thế nào. Đây chính là nguồn tài nguyên mang tầm quan trọng, một gia tộc nếu như thiếu hụt sự chống đỡ của cải thì tuyệt đối không thể nào lớn mạnh được. Các con hiện nay tu vi vẫn còn quá thấp, chờ các con đạt đến cảnh giới tu vi tiên căn tự nhiên có thể mua sắm vật liệu, tự mình luyện chế phù lục. Phong Vạn Lý tiếp tục nói. Phong Phi Vân cầm một góc màn trong cổ xe đồng vén lên, chỉ thấy bên ngoài cửa sổ là rừng cây rậm rạp, núi cao sông lớn đều thu hết vào tầm mắt. Từ lâu đã rời khỏi thành Linh Châu mấy trăm dặm mà hướng về một con đường không biết ở phía trước. Đây chính là đường đi về Tử Tiêu Cổ Thành. Tử Tiêu Cổ Thành chính là phủ thành của Nam Thái Phủ, cũng là một tòa cổ thành lớn nhất phía nam của cả Vương Triều Thần Tấn, chính là nơi mà người tu tiên đều tụ hợp, xà long hỗn hợp, thảo mãng hoành hành. Các đại gia tộc san sát nhau, lại thêm việc có một ít tiên môn đứng đầu cũng tọa lạc trong cổ thành đang rộng rãi thu nhận đệ tử. Thành Linh Châu so với Tử Tiêu Cổ Thành quả thực chính là một địa phương nhỏ lạc hậu ở nơi xa xôi, nhỏ bé chật hẹp không đáng nhắc tới. Phi Vân, Tùy Vũ, đến Tử Tiêu Cổ Thành hai người các con phải an phận một chút, không được phép không coi ai ra gì như ở Thành Linh Châu vậy. Tử Tiêu Cổ Thành chính là nơi tàng long ngọa hổ nhân tài ẩn giật. Chỉ là đại gia tộc giống như Phong gia chúng ta thì có tới 3, 4 cái, trong đó càng có nhiều môn phái tiên đạo bàng đại, thế lực cường mạnh chả hề thua Phong gia đâu. Sắc mặt của Phong Vạn Lý trở nên thận trọng, đặc biệt là lúc nhìn chăm chú về phía Phong Phi Vân thì có một chút ý muốn cảnh cáo, dù sao tiểu tử Phong Phi Vân này đúng là có tiền khoa, hắn chỉ ở thành Linh Châu làm sằng làm bậy mà thôi, cũng không gây ra phong ba gì lớn. Nhưng nếu đã đến Tử Tiêu Cổ Thành mà tiểu tử này còn dám bắt thiên kim tiểu thư của một gia tộc nào đó đem lên giường chơi đùa thì chắc hẳn là đã trêu ghẹo phải nữ đệ tử của một tiên môn nào đó, như vậy thì không phải là gặp phải đại họa không thể không chết sao. Phong Vạn Lý chính là vô cùng không yên lòng đối với Phong Phi Vân, rất sợ người này sắc đảm ngập trời mà làm ra một số chuyện kinh hãi thế tục, như vậy thì đã chọc phải trời rồi. Phong Tùy Vũ nghiêm túc cúi đầu, nói. Đến Tử Tiêu Cổ Thành nhất định hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt của nhị bá, không dám làm trái nửa lời. Phong Phi Vân cũng chẳng muốn quản nhiều như vậy, những lời này của Phong Vạn Lý đã dọa đến Phong Tùy Vũ được nhưng không dọa được hắn, dù sao Phong gia chính là gia tộc đỉnh cấp ở Nam Thái Phủ, ở Tử Tiêu Cổ Thành tuyệt đối nói là một đại thế lực, dù cho thực sự xảy ra chuyện gì đó chỉ sợ cũng không có một đại thế lực nào dám đá chọi đá với Phong gia. Ở tu tiên giới, lợi ích là trên hết. Không có lợi ích tuyệt đối thì đại thế lực không thể nào khai chiến. Trên nguyên tắc mà nói, Phong Phi Vân dù cho có làm ra tai họa gì gì đó thì các cao tầng trong Phong gia cũng có thể giải quyết được, dĩ nhiên còn chuyện chọc tới cô nàng Đông Phương Kính Nguyệt thì lại là chuyện khác, dù cho gia chủ Phong gia tự mình ra mặt thì nàng cũng không thể sẽ mãi chướng. Vừa nghĩ tới Đông Phương Kính Nguyệt, trong đầu Phong Phi Vân đột nhiên liền lóe lên. Hí, lần này nguy rồi, ca ca của Đông Phương Kính Nguyệt. Vị sử thi cấp bậc thiên tài Đông Phương Kính Thủy kia không phải ở Tử Tiêu Cổ Thành sao? Mà đang lúc tim Phong Phi Vân đập mạnh thì bộ bạch y của Đông Phương Kính Nguyệt lại xuất hiện trên thành lâu của thành Linh Châu, nổi bật mà đứng, cái khăn che mặt màu trắng nhẹ nhàng bay bồng bềnh càng làm nổi bật sự duyên dáng yêu kiều của nàng. Trong tay nàng đang cầm Hạo Thiên Linh Kính, quang mang linh kính chiếu rọi khắp bầu trời mênh mông, nhắm thẳng vào nơi xa xôi. Đã không còn có sự che chở của cảnh Phong Đại Chí Sư, Phong Phi Vân, ta xem ngươi làm thế nào chạy thoát khỏi bàn tay của ta. Cánh tay tinh tế nhu mỹ của nàng xoay chuyển một cái liền lấy Hạo Thiên Linh Kính thu hồi lại, đôi cánh bạch sắc sau lưng nhô ra mà bắt đầu khai triển, dáng người yểu điệu hóa thành một đạo cầu vồng bạch sắc, xuyên thủng thanh minh, hướng về hướng đi của cổ xe đồng sơn lộc mà đuổi theo. Quyển thứ nhất thành Linh Châu đã kết thúc, quyển này coi như là nền. Từ quyển thứ hai thì bắt đầu bước vào giai đoạn xuất hiện những điều tuyệt vời, đặc sắc. Sơn Lộc thuần tuấn cộng thêm sự gia trì của tật phong phù lục nên mỗi ngày có thể đi hơn 8.000 dặm, cho đến hoàng hôn ngày thứ bảy thì một dạng núi đã chắn ở trước mặt. Dạng núi màu đen này ngăn trở tầm mắt của người ta, trông có vẻ hồn hậu mà tang thương. Không, đây không phải là một dạng núi, cái này chẳng qua chỉ là tường thành của Tử Tiêu Cổ Thành, tường thành chính là do cự thạch vạn cân xây thành, cao gần mấy trăm trượng giống như là một dạng núi cuồng dã nằm ngang vậy. Ở rất xa là có thể nghe được thanh âm rào rít của sông hộ thành, xung quanh thành có đào một con sông lớn để bảo vệ thành, giống như con hào vậy, dòng nước dũng động,
hơi nước bốc lên cao chẳng khác nào một đám mây mù ở giữa đại dương, rộng đến cực điểm. Đứng ở một đầu của sông Hộ Thành thì chỉ có thể nhìn ra thật xa mới thấy cửa thành ở một đầu khác, quân lính bảo vệ cổng thành chỉ lớn như con kiến thôi. Đã đến Tử Tiêu cổ thành. Chẳng qua chỉ là một tòa tường thành, một con sông Hộ Thành thì đã làm cho người ta cảm thấy đại khí hào hùng rồi. Phong Phi Vân từ trên cổ xe Đồng Sơn Lộc nhảy xuống, đứng ở bên cạnh sông Hộ Thành, hai mắt sinh ra tia sáng như ngọn lửa mà nhìn về phía xa trước mặt, chỉ thấy trong Tử Tiêu cổ thành có từng sợi long khí dũng độc, còn có vũ khí thần mã lao nhanh, quả thật rất chấn động lòng người. Bây giờ hắn dùng chính là Phượng Hoàng Thiên Nhãn, có thể thấy được hy vọng của mọi người, nhìn rõ khắp nơi, hiểu rõ hư không, cách vật thông mục, vân vân. Đây chính là thần thông mà trong mấy ngày đường đi đến đây hắn đã luyện thành. Một khi đạt được cảnh giới tiên căn sơ kỳ liền có thể bắt đầu tu luyện đủ loại linh thông, Phượng Hoàng Thiên Nhãn chính là loại linh thông tu luyện đầu tiên, so với người thường tu luyện thiên lý mục thì chẳng biết là cao siêu hơn gấp bao nhiêu lần nữa. Tuy là bây giờ hắn đối với Phượng Hoàng Thiên Nhãn chỉ mới tu luyện đạt tới trình độ sơ cấp nhưng đã có thể xem được vận khí con người một cách đơn giản, điều tra được thịnh suy của khu vực. Thậm chí có thể dùng mắt thường quan sát tài nguyên khoáng sản ở trong lòng đất. Cái gì quan trọng nhất ở tu tiên giới? Dĩ nhiên là nguồn tài nguyên rồi, bất luận là một gia tộc hay là một người tiên môn, nếu không có nguồn tài nguyên khổng lồ làm hậu thuẫn thì nhất định sẽ rất nhanh bị suy bại. Đây chính là nguyên nhân mà Phong Phi Vân phải tu luyện Phượng Hoàng Thiên Nhãn trước, một khi tu luyện thành công Phượng Hoàng Thiên Nhãn là có thể tự mình đi vào trong sơn giã tìm kiếm tài nguyên khoáng sản. Tuyệt nhiên cũng không nhất định phải xem đến sắc mặt của các cao tầng trong gia tộc. Đây chính là ưu thế của Phượng Hoàng Thiên Nhãn. Thình thịch, ở giữa sông Hộ Thành rộng lớn kia bỗng nhiên chớp động ra ánh sáng chói chang mù mịt, mặt sông vốn còn sóng lớn cuộn trào mãnh liệt thoáng chốc liền sáng lên từng ngọn trận văn bộc phát ra hàn ý lạnh lẽo rét buốt làm cho mặt sông đông lạnh thành băng tinh. Đây là sức mạnh của trận pháp, có thể trực tiếp làm cho sông Hộ Thành rộng lớn hàng ngàn thước bị kết băng đoạn lưu. Phi Vân, lên xe đi, bây giờ có thể qua sông rồi. Phong Vạn Lý ở trong xe đồng kêu lên. Vào ngay. Phong Phi Vân từng bước vào trên xe đồng, lại ngồi trở xuống mà Sơn Lộc thì đã kéo cổ xe đồng chạy băng băng trên mặt băng, nhanh chóng hướng về phía trước. Hướng đến cổng thành Tử Tiêu Phủ Thành bay đi, bởi vì trên cổ xe đồng có in chữ Phong thật to nên những binh vệ ở Phủ Thành tuyệt nhiên cũng không dám vặn hỏi, liền trực tiếp cho đi qua. Lúc tiến vào Tử Tiêu cổ thành thì sắc trời đã tối dần xuống, nhưng mà bây giờ Phong Phi Vân đã tu luyện Phượng Hoàng Thiên Nhãn nên màn đêm đen không thể làm ảnh hưởng đến thị giác của hắn. Nhị bá, chúng ta đây là đi tới bản phủ của Phong gia sao? Phong Phi Vân hỏi. Sau khi tiến vào Tử Tiêu cổ thành thì bước chân của Sơn Lộc chậm lại rõ ràng, cổ xe chạy thoải mái trên đường phố cổ đông nghịt người. Đi xuyên qua từng tòa công trình kiến trúc vô cùng đặc sắc thật giống như vĩnh viễn đều không đi tới được nơi cuối cùng vậy. Phong Vạn Lý uốn gối mà ngồi, cười lắc đầu nói. Phong gia bản phủ nằm ở khu nội thành Chu Tước, chúng ta nếu muốn đi đến đó thì phải đi qua 8 đạo thành môn, đi mất 340 dặm đường, bây giờ chúng ta dĩ nhiên là không đi tới được chỗ đó. Vậy chúng ta đang đi tới chỗ nào? Phong Tùy Vũ cũng không nhịn được mà hỏi. Tiềm Long Biệt Viện. Nơi đó chính là một trong những biệt viện lớn nhất của Phong gia ở Tử Tiêu cổ thành, chuyên tiếp nhận con em trẻ tuổi trong gia tộc trước khi bắt đầu Tiềm Long đại chiến. Các con trước hết hãy đợi ở nơi này mà tĩnh tâm tu luyện, tự nhiên sẽ có người hầu, trinh sát đặc biệt cho các con. Phong Vạn Lý nói. Tâm tư Phong Phi Vân kín đáo, nhẹ nhàng nhíu mày nói. Nghe nói con cháu trực hệ đời thứ 5 của Phong gia cũng đã vượt quá 3 vạn, càng chưa nói đến con cháu của 48 mạch hệ thứ. Một tòa Tiềm Long biệt viện có thể chứa nhiều người như vậy sao? Phong Vạn Lý cười nhạt một tiếng, nói. Phi Vân, dù sao con cũng không nên dùng tầm mắt khi nhìn thành Linh Châu rồi bây giờ lại nhìn Tử Tiêu cổ thành chứ. Nhị bá con đã ở Tử Tiêu cổ thành trọn 40 năm nhưng chẳng qua cũng chỉ là đi dạo hết một số góc trong cổ thành mà thôi. Còn có vô số bí ẩn và không biết mà ngay cả ta cũng chỉ nghe người khác nói mà thôi. Liền lấy Tiềm Long biệt viện ra mà nói, diện tích hơn 3.000 mẫu. Đình đài lầu gác chẳng biết xây bao nhiêu là toàn nữa, bên trong chỉ là người hầu thôi cũng đã đạt hơn mấy vạn. Nhưng mà Tiềm Long biệt viện của Phong gia cũng giống như đình viện mà thôi, ở Tử Tiêu cổ thành ít nhất cũng có trên 100 tòa như thế, mà cái này chẳng qua cũng chỉ là một góc băng sơn ở Tử Tiêu cổ thành. Sự xa hoa và phú quý của đại gia tộc làm cho người ta phải cứng họng,
nguồn tài nguyên chiếm lấy cũng là một con số kinh khủng, như vậy thì vận hành một con quái vật khổng lồ thế này thì phải tiêu hao một nguồn tài nguyên chắc cũng là một con số làm cho người ta phải kinh hồn khiếp sợ. Hèn chi những đại thế lực kia luôn cướp đoạt tài nguyên ở khắp nơi, mà còn không tiếc đánh đập tàn nhẫn sinh linh, âu cũng là vì sinh tồn mà thôi. Trong lòng Phong Phi Vân tuy là xúc động nhưng cũng vì vậy mà vui vẻ, tử tiêu cổ thành khổng lồ như vậy thì dù cho bà nương chết bầm Đông Phương Kính Nguyệt có đến đây cũng chưa chắc tìm được hắn. Có điều, một vấn đề nhức đầu khác lại xuất hiện. Nhị bá, Tiên Tuyết muội muội cũng sẽ không ở Tiềm Long biệt viện chứ? Phong Phi Vân đối với Phong Tiên Tuyết vẫn có chút nhức đầu. Phong Vạn Lý gật đầu cười nói. Con cũng không cần lo lắng quá mức như vậy đâu, cửu thái gia cũng đã sớm cảnh báo nó rồi. Trước khi tham gia binh thư thiết quyển hội thì nếu thật là Tiên Tuyết dám đánh gãy chân của con thì cửu thái gia liền đích thân cắt đứt chân của nó. Vậy sau binh thư thiết quyển hội thì sao chứ? Phong Phi Vân cười khổ nói. Kha kha, khi đó chỉ sợ là các con đã thành hôn rồi. Giữa vợ chồng có chút cãi nhau ầm ĩ cũng là chuyện bình thường thôi. Phong Vạn Lý cười, nói một câu như vậy rồi quay đầu đi hướng khác, không nhìn Phong Phi Vân một cái nào nữa hết, giống như là chuyện này không liên quan gì đến mình vậy. Phong Tùy Vũ ngồi ở bên cạnh từ đầu tới cuối đều không nói câu nào nhưng trong đầu của hắn lại có mưu tính. Phong Phi Vân nếu thật là tỏa sáng ở trong binh thư thiết quyển hội thì nhất định sẽ được các cao tầng trong gia tộc coi trọng. Đến lúc đó còn có chỗ đứng nào cho Phong Tùy Vũ ta không? Hơn nữa hắn có thể cưới Tiên Tuyết muội muội làm vợ, thiên phú tu luyện của Tiên Tuyết muội muội lại cao như vậy, nếu thật như nàng trở thành vợ của Phong Phi Vân thì chẳng phải Phong Phi Vân càng như hổ mọc thêm cánh sao? Không được, tuyệt đối không thể để cho Phong Phi Vân đạt được, lúc cần thiết. Trong mắt Phong Tùy Vũ ẩn hiện sát khí nhưng thu lại rất nhanh, khóe miệng hiện ra một nụ cười khó hiểu, lúc này cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì nữa. Tiềm Long biệt viện có hết thảy 6 đại môn, Sơn Lộc Đồng Sa thì chậm rãi dừng lại ở bên ngoài của một trong những đại môn, Phong Vạn Lý, Phong Phi Vân, Phong Tùy Vũ lần lượt từ trên xe đi xuống. Một tên người hầu từ trong cửa đi ra, dắt cổ xe đi và dẫn đường ở phía trước, tiến vào Tiềm Long biệt viện. Con cháu đời thứ 5 của Phong gia đều đã bắt đầu chạy về lần lượt, đang có màn luyện tập võ nghệ trong Tiềm Long biệt viện, xung quanh có những bó đuốc đốt sáng rực. Lúc này cũng có một vị thanh niên đang so chiêu. Ở bên cạnh một cái ao nước có mười mấy người thanh niên tài giỏi đẹp trai mặc bạch y đang cùng nhau ngồi xếp bằng, trên người lấp lánh linh quang, sau khi thấy ba người Phong Phi Vân thì những người này cũng chỉ hơi liếc mắt một cái, sau đó liền thu hồi tầm mắt và tiếp tục tu luyện. Dọc theo một con đường mòn, cũng không biết phải đi mất bao lâu mới đi tới bên ngoài một tòa lầu các sơn đỏ, bên trong gồm có 5 gian phòng liên tiếp nhau, vừa qua lại vừa tách rời. Được đắp ngói lưu ly, cột nhà đỏ thẫm đứng thẳng, ngay cả cái cầu thang cũng bằng đá cẩm thạch trắng. Cái này chẳng qua chỉ là một chỗ ở bình thường nhất trong Tiềm Long biệt viện nhưng cũng hiện ra hết sự lộng lẫy rồi. Phong Vạn Lý chỉ vào một tòa nhà ở bên phải, cười nói. Căn kia chính là chỗ ở bây giờ của Tiên Tuyết. Phong Phi Vân giật mình trong lòng, theo hướng ngón tay hắn nhìn thấy thì chỉ thấy một gian phòng có cửa đóng chặt. Không có một chút ánh sáng lọt ra ngoài làm cho không khí có vẻ đầy sự đe dọa, dễ nhận thấy bây giờ Phong Tiên Tuyết cũng không có ở bên trong. Chỉ cần nàng không bất ngờ lao tới là tốt rồi, Phong Phi Vân thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, đêm đã xuống, nàng có thể đi đâu chứ? Tại sao vẫn chưa về? Một gian ở bên cạnh nó, đó là do ta đặc biệt chuẩn bị cho con. Phong Vạn Lý vỗ vỗ vai của Phong Phi Vân, cười nói. Phi Vân! Nắm thật tốt cơ hội lần này đi, thừa dịp 2 tháng này các con có thể bồi dưỡng một chút cho tình cảm 2 đứa. Bồi dưỡng cái mốc khô ấy, cùng với một cô nàng bạo lực bồi dưỡng tình cảm còn không bằng việc ôm một con heo mẹ đi ngủ cho an toàn. Phong Phi Vân đến bây giờ cũng còn nhớ rõ nàng từng quyền đánh nát xương toàn thân hắn như thế nào, lúc đó nếu không có Phong Vạn Lý đưa tới đoạn tục thỏa nghìn năm thì e rằng lúc đó Phong Phi Vân cũng không phải đơn giản chỉ là nằm trên giường nửa tháng như vậy đâu. Con cũng không nên có áp lực trong lòng như vậy, tính tình Tiên Tuyết mấy năm nay đã bớt nóng nảy lắm rồi, hơn nữa còn có mệnh lệnh của cửu thái gia, nên nó không dám thực sự đánh cho con tàn phế đâu. Trong lòng Phong Vạn Lý cũng không nắm chắc, dù sao thì hắn so với ai khác cũng là quá hiểu con gái nuôi của mình, nàng chính là một người chướng đô bất mãi, thiên tư tuyệt đỉnh nhưng lại hết sức kiêu ngạo, tất cả thế hệ trẻ ở Phong gia đều không lọt vào trong mắt của nàng. Có thể được nàng xem trọng thì cũng phải là những anh kiệt nghịch thiên 3 hay 5 năm.
Trong lòng Phong Phi Vân mặc dù đối với Phong Tiên Tuyết có chút đau đầu nhưng cũng không e ngại, dù sao bây giờ tu vi hắn cũng đã là tiên căn sơ kỳ, chiến lực có thể so với cao thủ tiên căn trung kỳ, thực lực rõ là mạnh hơn nàng thì lại có cái gì phải sợ nàng chứ? Nhị bá, vậy con ở trong gian phòng kia sao? Ánh mắt Phong Tùy Vũ nhìn chăm chú vào một căn phòng còn lại trong ba gian kia, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Con chỉ là con cháu hệ thứ, không có đủ tư cách ở nơi này. Trên mặt Phong Vạn Lý không mang theo chút tình cảm nào, liền quay người theo một hướng khác bước đi vừa vẫy tay nói. Đi theo ta, không có tư cách. Phong Tùy Vũ nắm thật chặt bàn tay, cố gắng ngăn chặn những bất mãn trong lòng, Phong Tiên Tuyết cũng không phải là con cháu hệ thứ sao. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Phong Phi Vân một cái rồi lúc này mới tức giận rời đi. Phong Phi Vân cười một chút nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, trong lòng không khỏi sinh ra một chút sảng khoái. Phong Tùy Vũ, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Hắn không nghĩ nhiều nữa, sải bước hướng về trong lầu các mà bước đi, định bụng trước tiên sẽ thu xếp cho ổn thỏa rồi lại tính tiếp. Bóng đêm đã đổ xuống hoàn toàn nhưng trong Tiềm Long biệt viện vẫn còn có đèn đuốc sáng trưng, có rất nhiều người cầm đuốc nói chuyện với nhau, hoặc là bàn về tình yêu, hoặc là nói về tu đạo. Xa xa có tiếng nổ mã tràng vang lên không dứt, là do có người điên đang luyện tập võ nghệ. Phong Phi Vân một thân một mình ngồi trên đỉnh lầu các đỏ thẫm, chân đạp trên ngói lưu ly ngồi đón gió đêm, hai mắt trông về toàn bộ Tiềm Long đại viện ở phía xa, khí vận của mỗi một người trong đó đều không chạy thoát khỏi hai mắt của hắn. Ngưng yên quan khí. Ở hướng đông nam của Tiềm Long biệt viện chợt dâng lên một cự ảnh phục hổ to lớn chiếm cả nửa bầu trời, hiện ra bảo quang màu tím đỏ, long hành hổ bộ, thần sắc diện lộ cao chót vót. Đây là nhất hổ đằng vân khí. Trong những người trẻ tuổi đời thứ năm ở Phong gia không ngờ lại có một người tài giỏi như vậy. Trên mặt Phong Phi Vân lộ ra vẻ kinh ngạc. Khí tượng của một người chính là đại diện cho thiên tư, khí tượng càng mạnh thì thiên tư cũng càng cao. Những khí tượng này tuy là khí phách to lớn nhưng lại chỉ có những nhân tài tinh thông quan khí thuật mới có thể thấy được, người bình thường dù cho tu vi cường đại cũng đều không nhìn thấy. Khí giả, hư giả. Nếu muốn xem khí, sẽ phải luyện nhãn trước đã. Phong Phi Vân tu luyện Phượng Hoàng Thiên Nhãn, chẳng những có thể quan sát khí tượng của người càng có thể quan sát khí tượng ở khu vực, khí tượng thiên địa vạn vật, khí tượng tinh không cuồn cuộn. Những hiểu biết về xem khí phần lớn cũng giống như trí sư xem tinh tượng ban đêm vậy. Chợt, ở một nơi sâu hút trong Tử Tiêu cổ thành có một luồng khí tượng kinh khủng xông thẳng lên 9 tầng trời, trong đó kèm theo hổ ảnh long hình, hiển hóa ra thần hoa ngũ sắc rực rỡ. Thực sự là chọc vào mắt làm cho người ta không thể mở mắt ra được. Hí, với khí tượng của bản thân vậy mà dẫn động được khí tượng của thiên vực tinh thần, đây là Long hổ khí, cửu ngũ chí tôn thân, trong Tử Tiêu cổ thành có nhân kiệt tuyệt thế. Phong Phi Vân đứng thẳng dậy, cơ thể đứng thẳng tập trung đưa mắt nhìn về nơi trời cao xa xa, lần đầu tiên bị kinh sợ, rốt cuộc là người nào mà đáng sợ quá vậy. Long hổ khí, cửu ngũ chí tôn thân. Đây chính là một trong những khí tượng đứng đầu trong thiên địa, phàm người có thể mang loại khí tượng này thì tương lai nhất định phi phàm, như trăng sáng nhô lên cao, không người nào có thể chống lại được. Nhất hổ đằng vân và cửu ngũ chí tôn thân đánh ra quả thực là không chênh lệch nhau mấy cấp. Hô khiếu, long hổ khí lượn vòng vòng ở trên trời trong thời gian uống cạn chung trà rồi mới từ từ biến mất, mất hẳn ở một góc trong Tử Tiêu cổ thành. Phong Phi Vân vốn muốn nhìn những nhân tài kiệt xuất đời thứ năm của Phong gia một chút xem thế nào nhưng thật trong ngờ trong Tử Tiêu cổ thành vậy mà có một vị cửu ngũ chí tôn thân, có sự tồn tại của một vị thiên tài này thì làm cho mọi nhân kiệt trong thiên hạ đều bị ép tới ảm đạm thất sắc. Một hồi tiếng bước chân nhốn nháo vang lên ở phía dưới kèm theo thanh âm huyên náo. Có người đến. Phong Phi Vân vội vàng thu hồi Phượng Hoàng Thiên Nhãn, nhìn xuống hướng phía dưới chỉ thấy hai người thanh niên mặc bạch y đang vác theo một người thanh niên khác. Vội vàng đi vào trong lầu các tiểu viện này. Mẹ kiếp, đám con cháu rùa này, vậy mà đánh nát đan điền của hạo tử, coi như là phế tu vi toàn thân rồi, ra tay rất là độc ác. Tu vi của hạo tử trong ba người chúng ta coi như là cao nhất, đã đạt đến linh dẫn đỉnh phong nhưng lại bị một quyền đánh bại, cao thủ mạch thứ ba quả nhiên là nhiều như mây, chúng ta chỉ là mạch thứ 12, chỉ sợ chỉ có Tiên Tuyết muội muội mới có thể liều mạng với bọn họ. Tiên Tuyết muội muội đã đạt đến tiên căn sơ kỳ, hơn nữa còn tu luyện linh thông song đồng toái nguyệt kiếm, đám mạch thứ ba kia có thể chống lại với nàng cũng chỉ có 3 hay 5 tên mà thôi.
Đáng tiếc là Tiên Tuyết muội muội không có ở đây, bằng không với tính tình của nàng không phải là đã giúp chúng ta trả mối thù này hay sao? Người thanh niên tên là Hạo Tử kia toàn thân đều là máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy đã ngất đi. Ba người này chính là con cháu mạch thứ 12 của Phong gia, chính là ba nghĩa tử của đại bá Phong Phong Vân, chia ra gọi tên là Phong Hạo, Phong Danh, Phong Lâm, bởi vì quan hệ thân thích cho nên ba người bọn họ cùng với Phong Tiên Tuyết, Phong Phi Vân ở cùng một chỗ để có thể tương hỗ giúp đỡ lẫn nhau. Con em trong gia tộc cũng có tranh đấu với nhau, trong lúc tranh đấu thì các đại mạch hệ có vẻ rất là quyết liệt, đây chính là cạnh tranh một cách tàn khốc. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, Hạo Tử làm sao vậy? Thanh âm của một cô gái từ bên ngoài vang lên. Thanh âm của nàng mang theo hơi thở của sự lạnh lẽo, phảng phất như một luồng gió rét thổi qua làm cho sàn nhà mùa hè đều kết thành một tầng xương trắng. Sau khi nghe được thanh âm này, Phong Danh Phong Lâm đều rất vui mừng, nhanh chóng đem Phong Hạo bị trọng thương đặt lên giường rồi đi ra, hai người đồng thời nói to. Tiên Tuyết muội muội, muội trở về rồi thì phải báo thù cho Hạo Tử nha. Bước chân của Phong Tiên Tuyết chậm rãi, nhẹ nhàng mà đi vào trong lầu các. Đã rất lâu không gặp tiểu cô nương bạo lực này rồi, dáng dấp duyên dáng yêu kiều, trên đầu tóc thắt bím đuôi ngựa cột nơ màu tím, mặc một bộ y phục luyện võ bó sát người làm cho hình cong của vóc dáng nhìn rất là sinh động, rất có hứng thú. Da của nàng cực kỳ trắng nõn, trắng đến mức quá đáng, ngay cả một tia huyết sắc cũng không có, thật giống như một người bị bệnh lâu năm. Tuy nhiên điểm thật sự thu hút được ánh mắt của Phong Phi Vân chính là đôi mắt tuyệt đẹp của nàng, trong con mắt là hai con ngươi đen nhánh thật to, ánh mắt thì sắc bén giống như kiếm bén vậy, tưởng chừng như cùng với bổ thiên tà nhãn có thể cùng liều mạng. Trong ánh mắt nàng rõ ràng có tu luyện xong đồng toái nguyệt kiếm. Khá lắm, linh thông rất khó tu luyện như vậy đều được nàng tu luyện thành công, hèn chi nhị bá đối với nàng có đánh giá cao như vậy. Người kia chính là thiên chi kiêu tử mạch thứ ba, Phong Vũ. Phong Vũ, đôi mỹ ngâu của Phong Tiên Tuyết do rút lại thật chặt, cái tên này nàng đã sớm nghe được, Phong Vũ chính là người làm mưa làm gió trong mạch thứ ba của Phong gia, hắn đã từng uống qua linh tuyền, thể chất tinh kỳ, thân thể cường đại như man thú. Phong Vũ hết sức kiêu ngạo, ở ngoài sân dựng nên võ đài luyện tập võ nghệ, tuyên bố. Ai có thể tiếp được ba chiêu trong tay của ta thì mới có tư cách tham gia Tiềm Long đại chiến. Lời nói này vừa nói ra nhất thời gây nên cơn sóng dữ vô cùng, người khiêu chiến tham gia nối liền không dứt, nhưng mà cho đến nay đã nửa tháng trôi qua lại không có một ai có thể tiếp được hai chiêu của hắn, hầu như đều bị hắn một quyền đánh bại. Việc này đã sớm kinh động đến lão bối của Phong gia, nhưng những lão bối cường giả này lại đều không quan tâm, hiển nhiên là thầm chấp nhận Phong Vũ làm như vậy. Dùng phương thức đánh võ đài kích động tiềm lực con em trong gia tộc, đó cũng không phải chuyện xấu gì. Thậm chí các cao tầng Phong gia đều có ý muốn sửa đổi lại phương thức của Tiềm Long đại chiến lần này, giống như Phong Vũ nói, ai có thể tiếp được ba chiêu của hắn thì mới có tư cách tham chiến, mà không tiếp được ba chiêu của hắn cũng chỉ là một người tầm thường, ngay cả tư cách tham chiến cũng không có. Muốn đánh một trận thành danh, như vậy thì bản thân phải có bản lĩnh thật sự chứ. Phong Tiên Tuyết nói, Phong Hạo cũng đi khiêu chiến với hắn. Phong Danh, Phong Lâm đều cúi đầu. Không nói một lời nào thì hiển nhiên là thầm chấp nhận. Phong Hạo tiếp được hắn mấy chiêu? Phong Tiên Tuyết tiếp tục hỏi. Một chiêu liền bại trận. Phong Vũ kia quả thực chính là một người điên. Một chưởng đánh ra làm cho một bức tường thành cũng bị đánh thành bột vụn. Phong Hạo căn bản ngay cả sức đánh trả cũng không có, liền ngã xuống trong vũng máu. Hai người bọn họ tức giận nói. Ánh mắt Phong Tiên Tuyết càng trở nên chăm chú, thực lực của Phong Hạo nàng biết rất rõ. Dù cho chính nàng toàn lực xuất thủ cũng phải cần ba chiêu mới có thể đánh bại hắn, nhưng mà Phong Vũ vậy mà chỉ dùng một chiêu liền đánh nát đan điền của hắn, thực lực như vậy thì chỉ cần mới suy nghĩ một chút cũng cảm thấy thật đáng sợ. Phong Vũ vậy mà mạnh như thế. Ngón tay mảnh khảnh của Phong Tiên Tuyết đan vào nhau, trên người sinh ra ý đồ muốn chiến đấu, một luồng linh khí như sóng lớn gào rít xông ra làm cho những cành lá trên cây quế to cỡ bằng miệng chén ở ngoài lầu các cũng bị đánh rơi xuống, nhẹ nhàng thổi tung đầy đất. Ai đó, ai ở trên nóc nhà? Đôi mắt như vì sao của Phong Tiên Tuyết chuyển động một cái, con người trong mắt liền trở nên sắc bén vô cùng, một đạo ô quang từ trong đôi mắt của nàng bay ra, dáng dấp giống như một thanh tiểu kiếm to bằng bàn tay bay ra. Vèo! Ô sắc kiếm quang vừa chuyển một cái liền phá vỡ màn đêm. A! À, một tiếng hét thảm thiết vang lên,
một bóng người từ trên nóc nhà bị rơi xuống, tay chân người này có vẻ vụng về, rơi xuống trên mặt đất cả buổi cũng không bò dậy nổi. Phong Tiên Tuyết vội vàng xông lên phía trước, chỉ thấy hắn mặc trên người bộ bạch y của con cháu Phong gia nhưng lại nằm trên đất không có nhúc nhích, trong lòng khôn khỏi run lên. Nguy rồi, vậy mà là người một nhà, chẳng lẽ đã chết rồi sao? Phong Tiên Tuyết cũng bị dọa, dù sao thì lão bối của Phong gia tuy là dung túng cho con cháu tranh đấu lẫn nhau nhưng điều kiện tiên quyết là không được tổn thương đến tính mạng. Trái tim Phong Tiên Tuyết cảm thấy bất ổn, xách theo cây kiếm ở trong tay rồi nhẹ nhàng khều khều vạt áo của con cháu Phong gia đang nằm ở dưới đất, nhưng đối phương vẫn không nhúc nhích, ngay cả thanh âm hô hấp cũng không nghe được. Tiên Tuyết muội muội, muội giết người rồi. Phong Lâm bị dọa sợ đến mức phải lùi ra phía sau hai bước, thiếu chút nữa đã ngồi bẹp xuống dưới đất. Song đồng toái nguyệt kiếm uy lực to lớn vô cùng, Tiên Tuyết muội muội, muội làm sao có thể sử dụng tùy tiện như vậy chứ? Phong Danh cũng bị hù dọa, hai tay không ngừng run rẩy. Lúc này Phong Tiên Tuyết hối hận cũng không kịp, nếu thật là đã ngộ sát con em trong gia tộc thì chính là phải đền mạng. Thừa lúc còn không có ai phát hiện, đem hắn đi chôn đi. Phong Tiên Tuyết đã rất nhanh ổn định lại tâm thần, quyết định đào hầm chôn tử thi. Nhưng vào lúc này người con cháu Phong gia đang nằm ở dưới đất đột nhiên giật mình, thanh âm suy yếu nói. Cứu, cứu mạng đi, tôi sắp chết rồi. Thanh âm này sao mà quen thuộc quá vậy? Phong Tiên Tuyết nhìn chằm chằm người con cháu Phong gia đang nằm như sắp chết trên mặt đất, càng nhìn càng cảm thấy rất quen thuộc. Chợt, đôi mỹ ngâu của nàng run sợ, trong đầu hồi tưởng đến một người, trong lòng mắng to. Không biết có phải là tên khốn kiếp Phong Phi Vân không nữa? Lẽ nào hắn đã đến Tiềm Long biệt viện rồi sao? Vị con cháu Phong gia nằm ở dưới đất vẫn còn đang hấp hối, dường như chỉ còn lại nửa cái mạng. Cứu mạng, ta sắp chết. Vị con cháu Phong gia kia toàn thân đều đang run rẩy, vẻ mặt thì đau đớn, chật vật lắm mới chìa ra một cánh tay, hình như muốn nắm lấy cái gì đó nhưng cái đó lại không bắt được. Hai người Phong Danh, Phong Lâm vội vàng tiến lên phía trước, đưa tay ra đỡ hắn lên. Tiên Tuyết muội muội, hắn còn chưa chết. Hai người vui mừng. Phong Tiên Tuyết quan sát tỉ mỉ cái người con cháu Phong gia vừa mới được nâng lên. Sau khi thấy lộ ra khuôn mặt quen thuộc thì sắc mặt nàng liền biến đổi, hai hàm răng cắn chặt, lớn tiếng hung dữ nói. Quả nhiên là tên khốn kiếp Phong Phi Vân này, mạng của ngươi vẫn còn quá lớn đấy, nếu chết thật thì tốt biết bao nhiêu. Nếu chết rồi thì mọi chuyện đều xong xuôi hết cả. Sắc mặt Phong Phi Vân tái nhợt, hơi thở mong manh, trong miệng không ngừng ho khan, nếu không phải có Phong Danh với Phong Lâm đỡ hắn lên, hắn tuyệt đối ngay cả sức lực đứng dậy cũng không có. Sắp phải chết, ta cảm thấy, tính mạng của mình đang rời bỏ đi, trước mặt là một màn đen như mực, hình như một con quỷ dạ xoa dữ tợn đang tới bắt hồn ta. Ánh mắt Phong Phi Vân mơ màng, hai tay duỗi về phía trước hình như muốn chạm đến cái gì đó, thật giống như một người đang chờ chết, hồi ức đã từng mất đi trong năm tháng đằng đẵng, nghĩ đến muốn nắm lại như sợ sau cùng sẽ phải hối hận. Ngươi nhìn thấy không phải là quỷ dạ xoa, là ta đây. Phong Tiên Tuyết tức giận trừng mắt liếc hắn, nhưng mà khi thấy trong miệng hắn ho ra máu tươi thì trong lòng nàng cảm thấy một chút hối hận, không khỏi nhớ lại khi còn bé hai người đã cùng nhau chơi đùa, lúc đó thật sự là rất vui, hai đứa trẻ rất là vô tư. Mà lúc này mình lại lỡ tay làm tổn thương hắn, nếu như hắn chết thật như vậy thì lương tâm của mình chẳng phải sẽ bị lên án cả đời sao? Hắn đã sớm không phải là một Phong Phi Vân ngây thơ khờ khạo như trước kia rồi, hắn chỉ là một kẻ khi nam phách nữ. Là một thiếu gia hư đốn háo sắc phong lưu, chết cũng chưa đền hết tội. Phong Tiên Tuyết trong lòng đối với hắn chính là thù hận tột đỉnh, lúc một năm trước, sau khi nàng tận mắt nhìn thấy Phong Phi Vân Ox với một đứa nha hoàn thì đã hoàn toàn tuyệt vọng với hắn, trong lòng xin thề chỉ cần gặp lại hắn thì sẽ đánh nát xương của hắn, làm cho hắn cả đời cũng không xuống giường được. Nhưng mà vào giờ phút này, Phong Phi Vân lại đứng ở trước mặt nàng, cũng đã trọng thương mà ngã gục. Nàng vốn đã siết chặt quả đám nhưng làm sao cũng không thể xuống tay. Thì ra là Tiên Tuyết muội muội, không nghĩ là trước khi chết ta còn có thể gặp được muội, đây là do lão thiên đã quá thương xót cho Phong Phi Vân ta rồi. Phong Phi Vân cũng không biết lấy sức lực từ đâu tới nữa mà từ trong tay của hai anh em Phong ra vùng chạy đi, thần tình kích động hướng về phía Phong Tiên Tuyết mà bổ nhào tới,
nhưng bởi vì hắn bây giờ thực sự đã bị thương quá nặng cho nên mới vừa chạy ra khỏi hai bước thì hai chân liền mềm nhũn, ngã nhào trên mặt đất. Hu hu, hắn lại nằm trên mặt đất mà khóc ồ lên, khóc đến tê tâm liệt phế, nghẹn ngào nói. Tiên Tuyết muội muội, ta biết, ta là gieo gió gặt bão, ta tội ác tày trời. Muội, muội muốn giết ta từ rất lâu rồi, có thể chết ở trong tay của muội, ta không oán không hối hận, nhưng mà có câu, ta nhất định trước khi chết phải nói với muội, không thì ta sẽ chết không nhắm mắt. Phong Tiên Tuyết kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Phi Vân đang nằm trên mặt đất, đôi mắt lóng lánh chớp chớp, bước chân hơi chuyển động một tí, nhưng mà cuối cùng cũng không hề đi tới đỡ hắn lên. Hàm răng của nàng cắn vào đầu lưỡi thật chặt, cố gắng quay đầu để cho mình không phải nhìn thấy hắn nữa. Ta, thực sự rất nhớ muội. Tiên, Tuyết, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ đến những ngày trước đây, khi đó ngày nào muội cũng là tân nương, ta là tân lang. Người làm chứng chính là con đại hoàng cẩu ở bên kia đường. Phong Phi Vân lệ rơi đầy mặt, thanh âm càng ngày càng yếu, đến cuối cùng gần như không có tiếng động nào nữa. Trong đôi mắt Phong Tiên Tuyết đã sớm nước mắt lưng tròng, lúc này cũng không kiềm chế được nữa nên nước mắt dọc theo mi mắt mà chảy xuống từng dòng. Phong Phi Vân, ngươi không thể chết được, ta không cho phép ngươi chết. Phong Tiên Tuyết trong lòng đau đớn vô cùng, giống như ngàn vạn cây kim đâm vào vậy, nàng vội vàng đỡ Phong Phi Vân từ dưới đất lên, ôm đầu của hắn vào trong lòng. Phong Phi Vân đã không nhúc nhích nữa rồi, trong người càng trở nên lạnh như băng. Đều là lỗi của ta. Dù cho là ngươi đứng ở trước mặt của ta thì ta cũng không hạ thủ giết ngươi được, tại sao ngươi lại nói ra những lời kia để dằn vặt ta chứ? Phong Tiên Tuyết ôm thật chặt thi thể của Phong Phi Vân, nước mắt dính ướt cả tóc. Tiên Tuyết muội muội, người chết không thể sống lại được, muội nên kiềm chế đau thương đi. Phong Danh cầm một chiếc khăn tay màu trắng đưa cho nàng. Đúng vậy, nếu đường đệ Phi Vân đã chết thật rồi, vậy thì cũng tốt, Phi Vân đường đệ đã không có tu luyện. Cơ thể lại suy yếu, đến lúc đó chúng ta nói do hắn không cẩn thận ngã từ trên nóc nhà xuống, là tự hắn té chết, như vậy thì Tiên Tuyết muội muội cũng không cần phải chịu trách nhiệm gì. Phong Lâm nói. Phong Tiên Tuyết ngẩng đầu lên, hung hăng trợn mắt liếc một cái, nhất thời làm cho hắn muốn nói gì đó cũng phải im ngay. Giết người thì đền mạng, đạo lý hiển nhiên, ta nhất định đem thi thể của Phi Vân đưa về thành Linh Châu, toàn bộ trách nhiệm một mình ta nhận hết. Thúc phụ nếu muốn ta đền mạng thì ta liền tự sát trước nấm mộ của Phi Vân. Trên mặt của Phong Tiên Tuyết viết đầy nỗi đau thương, trong lòng chợt cảm giác có chút trống rỗng. Khụ khụ, ta làm sao, còn chưa có chết vậy. Ngay lúc mọi người đều tưởng Phong Phi Vân đã chết thật rồi thì người này lại ho ra một ngụm máu tươi, trên mặt vậy mà có mấy phần huyết sắc, giống như sống lại vậy. Ngay cả Phong Tiên Tuyết cũng bị làm cho sợ hết hồn. Vội vàng buông Phong Phi Vân ra rồi lùi lại hai bước. Đông! Phong Phi Vân lại té đập đầu trên mặt đất, đầu trực tiếp đụng phải một tảng đá xanh. Đụng phải cũng rất tốt, cái va chạm này vậy mà làm cho hắn tỉnh lại được một chút, hắn xoa xoa trán, từ dưới đất chật vật lắm mới bỏ dậy được, vẻ mặt hoảng hốt nhìn ba người trước mặt, sau cùng ánh mắt mải miết nhìn đến Phong Tiên Tuyết. Tiên Tuyết muội muội, sao muội lại ở đây? Hai mắt Phong Tiên Tuyết chấn động. Trên mặt lộ vẻ kinh hãi, Phi Vân liền không có bất kỳ suy tính gì mà vội vàng xoay người bỏ chạy thật giống như gặp được quái thú vậy. Lúc này sinh khí Phong Phi Vân thật là dồi dào, dáng vẻ này không giống một người sắp chết chút nào. Những người khác bây giờ càng bị Phong Phi Vân dọa đến sợ khiếp vía, một người vừa tắt thở chết rồi vậy mà lại sống lại, sau đó thì như không có việc gì, đây rốt cuộc là tình huống gì đây? Trong lòng của Phong Danh đang suy tư điều gì, hai mắt chợt chấn động, nói. Nghe nói trên đỉnh đầu của mỗi người đều có huyệt vị sinh mệnh, có những người đã chết rồi nhưng vì muốn kéo dài tính mạng nên sẽ chọn cách kích động đến huyệt vị này, nếu như có thể hiểu rõ được lực độ và vị trí thì có thể làm cho người đó sống được thêm mấy năm nữa. Chẳng lẽ, vừa rồi Phi Vân không cẩn thận đụng vào trên tảng đá, vừa lúc đánh trúng cái huyệt vị này. Ta cũng nghe phụ thân nói qua, huyệt vị này cùng với tử huyệt trên cơ thể đối lập với nhau, được gọi là sinh huyệt. Vị trí sinh huyệt của mỗi người đều không giống nhau, hơn nữa lực dùng để kích động sinh huyệt cũng không giống nhau, một khi dùng sức có độ sai lệch rất nhỏ cũng làm cho người đó mất mạng ngay lập tức. Phong Lâm cũng thở dài nói. Nói như vậy thì vận khí của tiểu tử Phong Phi Vân này cũng quá tốt rồi,
tùy tiện đụng phải một tảng đá thì vừa lúc đụng trúng sinh huyệt, hơn nữa lực chạm chúng lại vô cùng chuẩn xác. Phong Thiên Tuyết nhìn thấy Phong Phi Vân đang bỏ chạy, áy náy trong lòng vẫn không giảm, dù sao thì khi kích động sinh huyệt của hắn thì hắn cũng chỉ có thể sống được mấy năm nữa thôi, tuổi hắn vẫn còn quá trẻ mà. Quay lại đây cho ta. Dáng người uyển chuyển của Phong Thiên Tuyết bay vọt lên, bước chân đạp trong không khí, rất nhanh đã đuổi theo kịp Phong Phi Vân, bắt lấy cánh tay của hắn, đem hắn bắt quay trở lại, ném ở trên mặt đất. Tại sao ngươi phải chạy trốn? Trong lòng Phong Thiên Tuyết vừa hận vừa tức. Nhị bá nói muội muốn đánh gãy chân của ta. Phong Phi Vân ngồi dưới đất, không dám đứng dậy, hai tay ôm đầu gối, nhìn bộ dáng rất là oan ức đáng thương. Dĩ nhiên đây hết thảy đều là hắn giả vờ, chẳng qua chỉ là không muốn cứng trọi cứng với Phong Thiên Tuyết, dù sao thì mềm mại với nữ nhân vẫn tốt hơn, so với cứng rắn thì chỉ càng làm cho phản tác dụng mà thôi. Phong Thiên Tuyết tuổi cũng không quá lớn, cũng chỉ mới 14 tuổi mà thôi. Diện mạo vẫn còn có vẻ rất trẻ con nhưng mà dáng vẻ tức giận so với nữ nhân 20 tuổi càng thêm sự lạnh lùng, trầm giọng nói. Phong Phi Vân, ngươi đứng lên cho ta. Ta không đứng lên, ta vừa đứng lên thì muội sẽ đánh gãy chân của ta. Phong Phi Vân nói. Ta không đánh gãy chân của ngươi, ngươi đứng lên ngay cho ta. Phong Thiên Tuyết nói. Phong Phi Vân chờ chính là những lời này, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, nói. Nói thế có thật không? Ta bây giờ không rảnh đánh gãy chân của ngươi, bởi vì ta còn muốn đi đánh gãy chân người khác. Phong Thiên Tuyết lạnh lùng liếc hắn một cái, ý nghĩ muốn chiến đấu lại lần nữa dâng lên, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm. Ai vậy? Phong Phi Vân hiển nhiên biết nàng nói đến ai, chính là biết rõ mà còn hỏi. Bên trong truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Hạo Tử, hắn đã tỉnh lại rồi, tiếng kêu thảm thiết đầy chân thực này tuyệt đối không phải là giả vờ. Một người tu luyện bị phế đan điền thì cái này chẳng khác nào là cả người đều bị phế đi, cho dù là ai cũng sẽ kêu thảm như vậy. Còn không phải là tên Phong Vũ khốn kiếp kia sao? Tiên Tuyết muội muội, hay là bây giờ chúng ta đi tìm hắn tính sổ ngay đi? Mối hận trong lòng Phong Danh, Phong Lâm cuồn cuộn ngút trời, lẽ ra bọn họ dự định đi tìm Phong Vũ báo thù nhưng lại xảy ra chuyện vừa rồi với Phong Phi Vân nên làm trễ nãi thời gian. Bây giờ đêm đã khuya nên võ đài diễn võ phỏng chừng cũng đã vắng người mà dừng lại rồi. Phong Thiên Tuyết nhìn tên Phong Phi Vân vẫn còn ngồi ở dưới đất một chút, không nhịn được lại thở dài, người này lá gan thực sự quá nhỏ, lại có thể sợ ta như vậy thì tương lai làm sao có thể có tiền đồ chứ. Phong Phi Vân, sáng mai theo ta cùng đi đến võ đài. Ống tay áo của Phong Thiên Tuyết run lên, sau đó không nhìn hắn một cái nào mà xoay người đi vào trong lầu các. Phong Phi Vân quay đầu, trên mặt nở một nụ cười khôi hài. Cái này là nàng muốn thử huấn luyện lá gan của ta đây mà, nữ nhân trong nóng ngoài lạnh. Đánh võ đài, đúng lúc nên đi xem những anh tài kiệt suốt đời thứ năm của Phong gia là những cái loại gì rồi. Hi hi. Phong Phi Vân giả bộ chết cũng mệt mỏi lắm, nhưng mà cuối cùng cũng đã vượt qua được cửa ải của Phong Thiên Tuyết, cả người rũ rũ bụi bậm một chút, dự định vào phòng ngủ một giấc thật ngon. Thực sự thì Phong Vũ có mạnh như vậy không? Tiềm Long biệt viện buổi sáng sớm vẫn còn một màn sương mù trắng xóa chưa được gột rửa sạch, trong không khí mang theo mấy phần lạnh lẽo. Phong Phi Vân mặc vào bộ áo La Vân Ti bào màu trắng, tóc trên đầu búi cao cột bằng một sợi dây màu trắng giống như một tài tử hào hoa phong nhã. Đây cũng là lần đầu tiên Phong Thiên Tuyết nhìn thấy dáng vẻ bên ngoài khôi ngô tuấn tú của hắn, không nghĩ tới tên khốn kiếp này vậy mà vẫn có một chút phong độ như vậy. Hoàn toàn được coi là một thiếu gia thanh tú. Phong Thiên Tuyết thu tâm trạng của mình lại, quay người đi không nhìn hắn nữa, lạnh mặt nói. Phong Vũ chính là thiên tài của mạch thứ ba Phong gia, đến nay đã 16 tuổi, tuy tuổi còn trẻ nhưng tu vi lại cao đến dọa người, từng có một thúc bối cường giả giao thủ với hắn nhưng lại bị hắn dùng một quyền đánh bại, thực lực của người này mạnh như là man thú. Một thiên tài dù cho là thiên phú mạnh như thế nào đi nữa, nếu như khí vận không tốt thì vẫn không thành cao thủ được, nhưng mà Phong Vũ này lại là một người có đại khí vận. Hồi nhỏ ở trong kính hoàn cổ sơn đã tìm được một chỗ mật địa, lấy được một giọt linh tuyền, sau khi uống linh tuyền vào thì thối cốt luyện thể, cơ thể cường hãn vô cùng, dù cho là đao kiếm cũng không đâm thủng được ra tay của hắn. Phong Phi Vân vốn là có chút xem thường những tài tuấn đời thứ năm ở Phong gia, nhưng mà sau khi nghe xong lời nói của Phong Thiên Tuyết thì lại trở nên thận trọng. Linh tuyền cùng với linh dược chính là thần tài cùng cấp bậc, uống một giọt linh tuyền hoàn toàn có thể thay đổi thể chất của một người đến mức không thể coi thường được.
Phong Vũ này tuyệt không phải là hạng người bình thường. Phong Hạo tối hôm qua đã được người hầu đưa đi, với một người tu luyện bị đánh nát đan điền mà nói thì đã không có tư cách được gọi là Tiềm Long, hiển nhiên cũng không có tư cách được ở lại Tiềm Long biệt viện. Đây chính là nỗi bi ai của người tu luyện, một khi bị phá hủy nền móng thì cũng sẽ bị phá hủy toàn thân. Trên mặt Phong Danh tràn đầy sự phẫn nộ, siết quả đấm thật chặt, nói: "Tiên Tuyết muội muội, trong chúng tôi chỉ có muội là người có tu vi mạnh nhất, muội nhất định phải làm cho Phong Vũ trả lại cả vốn lẫn lời. Từ giờ cho đến Tiềm Long đại chiến cũng chỉ còn 2 tháng nữa, tài tuấn đời thứ 5 của Phong gia cũng đã từ 4 phương 8 hướng kéo về gần hết, lúc này ở xung quanh võ đài đã sớm tụ tập đầy người. 18 cây trụ đồng đỏ thẫm to lớn như thùng nước cắm ở 18 hướng xung quanh võ đài, phía trên là ngọn lửa đang cháy bừng bừng, giữa cây trụ đồng có khắc lục chứ trận pháp để ngưng tụ thiên địa linh khí, làm nguồn để chống đỡ lại hỏa diễm bất diệt ở giữa trụ đồng. 18 cây trụ đồng này đều cao tới gần 100 trượng, vượt quá 10 vạn cân, trên mặt đều có điêu khắc hoa văn cổ thú dữ tợn, ở xung quanh lan ra ánh sáng màu đỏ nhợt nhạt như có như không tạo thành một tầng hào quang cháo. Một cái lồng bao trùm lên võ đài bằng ánh sáng. Trong võ đài có một đạo quyền ảnh ma bàn được đánh ra, đánh vào trên quang cháo nhưng chẳng qua chỉ va chạm ra từng vòng sóng lăn tăn mà không có làm cho quang cháo bị đánh nát. Một người thiếu niên có vóc dáng khôi ngô, chân đạp một đôi thiết hài màu đen từ trên không hạ xuống, một chân dẫm trên mặt đất thì nhất thời làm cho cả võ đài đều run lên. Một luồng khí lãng từ dưới chân hắn tràn ra, phán tán ra khắp 4 phương bên ngoài. Chẳng qua chỉ là sức mạnh của luồng khí lãnh mà đã làm cho một người con cháu Phong gia ở gần đó bị chấn động phải thổ huyết, cơ thể giống như là diều đứt dây, ngã ra ngoài. Lại là một chiêu, chẳng lẽ hôm nay ngay cả một người có thể tiếp được 2 chiêu của ta cũng không có sao? Giọng nói thô lỗ của Phong Vũ vang lên, hắn thu đôi thiết hài của mình lại, ánh mắt nhìn quét qua đám con cháu Phong gia đứng ở bên ngoài võ đài, lộ vẻ khinh thường rõ ràng. Phong Vũ quả nhiên không hổ là một nhân vật cấp thiên tài của mạch thứ 3, không ngờ ngay cả Phong Húc mạch thứ 5 cũng bị hắn một chiêu mà đánh bại. Đó không phải là một chiêu, tưởng chừng như chỉ có thể là nửa chiêu đó chứ. Phong Vũ năm nay mới 16 tuổi mà đã đạt đến tiên căn sơ kỳ, tu luyện xuất kỳ nhưu kính, ngay cả thúc bối có thể chống đỡ lại với hắn cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nghe nói gia chủ đã âm thầm bày mưu tính kế, trước mắt. Nếu như những tinh anh tham chiến Tiềm Long đại chiến có thể tiếp được 3 chiêu của Phong Vũ thì mới có tư cách gọi là Tiềm Long. Tu vi của Phong Vũ thật sự rất dị thường, đừng nói tiếp 3 chiêu của hắn, đời thứ 5 Phong gia dù cho có thể tiếp được 1 chiêu của hắn cũng rất ít rồi. Mọi người đều bàn tán xôn xao, thanh âm trong miệng đều phát ra tấm tắc, dễ nhận thấy thực lực của Phong Vũ rất mạnh mẽ đã làm cho bọn họ sợ hãi. Đương nhiên cũng có người tài cao lớn mật, cười lạnh nói: "Phong Vũ đích xác là rất mạnh, nhưng cũng không phải là người mạnh nhất của đời thứ 5 Phong gia." Nói lời này chính là một thiếu niên tay cầm thiết kiếm, dáng dấp mảnh khảnh, da rẻ nhợt nhạt, kiếm trong tay hắn cũng giống như người hắn vậy, trên thân kiếm dính đầy rỉ sắt, chỗ mũi kiếm còn có không ít chỗ nứt mẻ. Cái này không phải là một thanh kiếm mà quả thực là một cây thiết phiến gãy. Lúc này Phong Phi Vân đã chen vào trong đám người kia, vừa đúng lúc đứng ở bên cạnh người thiếu niên này. Quan sát người thiếu niên này một cách tỉ mỉ không khỏi nhịn được cười nói. Phong gia là một trong những gia tộc đứng đầu ở Nam Thái Phủ, đời thứ 5 của Phong gia được gọi là Hoàng Kim, dĩ nhiên là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, Phong Vũ cũng không hoàn toàn được coi là người mạnh nhất. Nhưng mà ta rất muốn biết, ai mới là người mạnh nhất ở Phong gia? Phong Phi Vân nói mà chẳng có chút nào áp chế thanh âm của hắn cả. Võ đài lúc này vốn rất ồn ào. Bây giờ lại bởi vì câu nói của hắn mà trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn hắn chăm chú, dáng vẻ của mỗi một người nhìn đều có chút hả hê. Phong Vũ đứng ở trên võ đài hiển nhiên cũng đưa mắt nhìn Phong Phi Vân chăm chú, hừ lạnh một tiếng. Ta cũng rất muốn biết ai mới là người mạnh nhất của đời thứ 5 ở Phong gia. Cho nên ta mới sớm dựng nên võ đài ở đây, nhưng mà đã nửa tháng trôi qua lại không có một ai có thể tiếp được 3 chiêu của ta. Phong Phi Vân cũng không có nghĩ tới tên này lại trả lời lại nhanh như vậy, vì thế bèn đưa mắt rời khỏi người thiếu niên Lạc Phách kia chuyển đến người đứng trên võ đài, khinh thường nói ầm ĩ, Lạc Phách là trông có vẻ nghèo nàn, túng quẩn. Ngươi nói như vậy, là muốn nói lên ngươi là người mạnh nhất của đời thứ 5 ở Phong gia. Kha kha, ta cũng không có nói như vậy,
nhưng mà cho tới bây giờ quả thực là không có ai đánh bại ta. Phong Vũ khoanh tay trước ngực, lộ ra hàm răng trắng bóng, mang theo một nụ cười lãnh thối. Ánh mắt Phong Phi Vân hơi nghiêng một chút, rõ ràng là đã nhìn thấy tay của tên thiếu niên Lạc Phách kia vừa mới giật giật khe khẽ, trong mắt hắn lưu chuyển một đạo sát ý không lộ ra ngoài. Luồng sát khí này hết sức tinh tế, ở đây có rất nhiều cao thủ nhưng chỉ có Phong Phi Vân mới nhận ra được. Phong Phi Vân tức miệng mắng to. Con mẹ nó, bổn thiếu gia ghét nhất chính là cái loại người như ngươi, bộ dáng như muốn làm cha thiên hạ, quả thực là rất ngứa mắt. Xem ta có ném hai chiếc giày vào mặt ngươi không? Nói xong thì Phong Phi Vân đúng thật là cầm giày trên chân mà tháo ra, sau đó hướng về võ đài mà ném đi. Tuy là Phong Phi Vân có vẻ rất lưu manh nhưng thực sự là đang chút giận, tại đây mà nói ra tiếng nói từ tận đáy lòng của rất nhiều người. Phong Vũ quả thực là rất bá đạo, xuất thủ thực sự quá ác, rất nhiều con em gia tộc đều bị hắn đánh vỡ đan điền, biến thành phế nhân. Giày của Phong Phi Vân hiển nhiên là không có nện trúng người của Phong Vũ nhưng lại so với việc nện trúng vào người hắn càng có thêm hiệu quả, tức khắc liền chọc cho một đám con cháu Phong gia ở bên ngoài võ đài cười ầm ầm lên, cũng không biết là đang cười Phong Phi Vân hay là đang cười Phong Vũ hắn nữa. Sắc mặt của Phong Vũ đã không nhịn được nữa, song quyền nắm chặt, nặng nề lạnh lùng nói. Tiểu tử, nếu như ngươi có can đảm tiến lên võ đài đánh với ta một trận, ta chỉ một quyền là có thể đánh nát xương cốt nhà ngươi. Có cái gì mà không dám lên, tiểu gia đây sẽ đến với ngươi. Tinh thần Phong Phi Vân chấn động, hăng hái, liền sải bước hướng lên võ đài phóng tới. Mọi người lúc này đều nín thở, vô cùng khẩn trương, dù sao thì tên tiểu tử không biết lai lịch này lại có can đảm khiêu khích Phong Vũ, như thế thì bản lĩnh nhất định rất phi thường. Một trận đại chiến kinh thế tựa hồ như sẽ bắt đầu. Ai ra? Nhưng mà Phong Phi Vân vừa mới bước đi được một nửa thì lại vấp phải một miếng thạch ngói ngã nhào xuống đất, hắn té lộn nhào cả buổi cũng không có bò từ dưới đất lên được. Phong Tiên Tuyết đứng ở sau lưng hắn cách đó không xa không biết nói gì hơn, ngón tay xoa xoa trán, thiếu chút nữa ngất xỉu vì tức. Cái tên ngu ngốc này không có tu luyện lại còn dám bắt chước người khác đi đấu võ đài, quả thực là mất mặt mà. Phong Tiên Tuyết di chuyển thân hình, giống như là một cái bóng màu trắng đi xuyên qua đám người kia. Trong nháy mắt liền đứng trước mặt của Phong Phi Vân, đỡ hắn dậy. Dưới sự giúp đỡ của Phong Tiên Tuyết thì Phong Phi Vân cuối cùng cũng đứng lên được, vẻ mặt nghiêm túc sửa sang lại quần áo, ánh mắt lại rất kiên định, nói. Tiên Tuyết, muội hẳn biết ta thực sự là một người nam nhi có tư tưởng kiên trì và nghĩ lực thực sự, vừa rồi chỉ là một chút sai sót, trận chiến này không thể tránh khỏi. Nói xong hắn lại sải bước về phía võ đài. Phong Tiên Tuyết quả thực là bị hắn chọc tức đến thiếu chút nữa phải thổ huyết. Đồ đần, cút về đi. Một thanh chiến kiếm không biết từ chỗ nào bay ra rơi vào trong tay của nàng, rồi thanh kiếm này đánh cho Phong Phi Vân bay trở lại, mà nàng thì mượn cơ hội này nhảy qua trụ đồng, đứng ở trong võ đài. Vèo. Nàng cầm kiếm đứng một cách ngang tàng, dáng người ngạo nghễ chỉ đứng cách Phong Vũ khoảng 10 bước chân nhưng lại cùng với thanh kiếm phong tỏa khí thế trên người của Phong Vũ lại. Đôi mắt của nàng đẹp càng thêm sự sắc sảo, hai đồng tử phát quang, có kiếm ảnh xuyên qua lại trong con ngươi của nàng. Cô là ai? Phong Vũ cảm giác được áp lực, trở nên thận trọng. Phong Tiên Tuyết vẫn không nói gì, bên ngoài võ đài lại vang lên giọng nói của Phong Phi Vân kêu gào. Là vợ của ta. Phong Phi Vân mới vừa rồi bị một kiếm của Phong Tiên Tuyết đánh bay trở lại, ngã nhào trên mặt đất, lúc này mới từ dưới đất bò dậy, trên trán vẫn còn dính bùn đất. Hi hi, vợ của ta. Phong Phi Vân quay về phía con cháu Phong gia ở xung quanh cười khúc khích, có vẻ như rất quen thuộc. Vẻ mặt Phong Tiên Tuyết lại lần nữa cứng đờ vì không biết nói gì, ngay cả kiếm ý trên người cũng thiếu chút nữa bị tức đến tan vỡ, nếu không phải đang đứng ở trên võ đài thì nàng đã cầm kiếm đi cắt bỏ cái lưỡi của tên Phong Phi Vân đó trước tiên. Cái trò đùa mất mặt này không biết khi nào mới có thể dừng lại. Sớm đã có tin đồn. Đời thứ năm Phong gia có mấy vị nữ tử thiên tư hoàn mỹ, diện mạo tuyệt đỉnh, lẽ nào nàng chính là một trong số những người đó? Có người ánh mắt sắc bén đã nhanh chóng nhận ra được Phong Tiên Tuyết. Lại là nàng, lãnh mỹ nhân mạch 12 hệ thứ Phong Tiên Tuyết. Tuy nàng là con cháu hệ thứ của Phong gia nhưng nàng lại rất có tư cách ở Tiềm Long Biệt Viện, nàng chính là mầm móng trọng điểm bồi dưỡng của mạch thứ 12. Ta cũng có nghe thấy nàng đã tu luyện thành công xong đồng toái nguyệt kiếm. Thiên phú rất cao làm cho người khác phải líu lưỡi.
Lần này Phong Vũ gặp phải đối thủ rồi, trận chiến này sợ là khá tuyệt vời nha. Tên tuổi của Phong Thiên Tuyết trong đời thứ 5 của Phong gia rất lớn, rất nhiều người nhìn thấy song đồng trong đôi mắt tuyệt đẹp của nàng thì liền biết nàng đã đến. Phong Thiên Tuyết đang ở lứa tuổi dậy thì, dáng người xinh xắn uyển chuyển, tư thế oai hùng hiên ngang đứng trên võ đài diễn võ, phía dưới là trụ đồng đỏ thẫm làm cho phong thái mê mẩn không gì hơn, giống như một gốc cây u lan ở trên đỉnh núi cao nhất mà nở rộ. Ngũ quan của nàng vô cùng tinh xảo, không có một chút thiếu sót nào, trên khuôn mặt to như bàn tay ấy luôn mang theo vẻ lạnh lùng. Còn nhỏ tuổi mà đã là một mỹ nhân băng. Loại khí chất này thật là làm cho người ta phải hướng về, giống như một thương sinh kiếm tiên tử ngạo mạn vậy. Mỹ nữ như thế thì xứng là đệ nhất mỹ nhân ở Phong gia đời thứ 5. Những con cháu Phong gia kia si mê mà nhìn chằm chằm Phong Thiên Tuyết đứng ở trên võ đài diễn võ, có người nước miếng đã chảy xuống dưới đất, ánh mắt gần như điên cuồng, thật giống như đang nhìn nữ thần trong lòng vậy. Hi hi, vợ ta mà. Phong Phi Vân cũng chăm chú nhìn Phong Thiên Tuyết một cách tỉ mỉ, cảm thấy lúc này đúng là rất có hứng thú đối với nàng à nha, khí chất trên người nghiêm túc mà lạnh như băng. Đối với nam nhân càng có thể mê hoặc đến chí mạng. Không phải là mê hoặc, chính là rất mê hoặc mới đúng. Xía, hiển nhiên không có ai tin lời nói của Phong Phi Vân, người này là một tên đần độn ngay cả đi đứng cũng không vững, nếu có dũng khí gọi Phong Thiên Tuyết là vợ thì quả thực là rất là vô sỉ. Đã có người xắn tay áo lên, nếu như Phong Phi Vân còn dám nói Phong Thiên Tuyết là vợ hắn thì liền tát hắn hai bạt tai thật mạnh. Phong Phi Vân hiển nhiên không có nói nữa. Bởi vì trên võ đài đã bắt đầu chiến đấu rồi. Đừng tưởng rằng dáng dấp cô xinh đẹp thì ta không dám đánh cô. Phong Vũ cũng bị vẻ đẹp của Phong Thiên Tuyết làm cho hơi cả kinh, sau khi mất hồn một lúc thì lại thu hết tâm trạng vào, khởi động thiết hài, chân đứng vững vàng, trầm giọng nói. Một luồng khí thế từ trong lòng bàn chân hắn dựng dục mà sinh ra, tiếp theo đó lan tràn ra không gian xung quanh. Kiếm trong tay Phong Thiên Tuyết hơi chuyển động một cái thì làm cho khí thế của Phong Vũ vô hình trung bị cắt đứt, tinh mâu sinh hàn, nói. Hôm nay ta chính là muốn báo thù cho Phong Hạo, người đánh vỡ đan điền của hắn, ta sẽ chém đứt một cánh tay của ngươi. Chỉ bằng cô, ha ha, một đứa con gái hệ thứ của Phong gia mà thôi, nhan sắc cũng không tệ, nếu không thì gả làm vợ của ta đi, chỉ cần theo ta vào động phòng, đừng nói là để cho cô chém đứt một tay. Dù cho là muốn cái đầu của ta thì ta cũng sẵn lòng. Con cháu Phong gia liền cười phá lên. Phong Vũ đã gặp mỹ nữ không ít, nhưng là một người con gái xinh đẹp như Phong Thiên Tuyết thì chưa từng, vì vậy không nhịn được mà muốn đùa giỡn nàng. Phong Phi Vân đứng ở ngoài võ đài diễn võ, hai tay vặn vẹo, hét lớn. Lại dám đùa giỡn vợ của ta, vợ ơi, mau dốc sức đánh hắn cho ta đi. Lời nói của Phong Phi Vân bị tiếng cười của mọi người bao trùm. Căn bản là không có mấy người có thể nghe được, mà tên thiếu niên Lạc Phách đứng ở bên cạnh hắn thì lại nghe được. Hắn đem thanh kiếm đầy rỉ sét cầm trong tay đưa vào trong ống tay áo, nhẹ nhàng liếc Phong Phi Vân một cái, không mang theo bất kỳ cảm tình nào mà nói. Nàng không phải là đối thủ của Phong Vũ. Phong Phi Vân hình như là đang một mực chờ hắn mở miệng vậy, cười hì hì, nói. Làm sao ngươi biết? Người thiếu niên Lạc Phách kia, Lạc Phách là nghèo nàn á? Nhưng để Lạc Phách có vẻ oách hơn mũ mũ, hình như cũng không thích nói chuyện, im lặng thật lâu, một hồi sau mới nói từ từ. Nhiều nhất thì nàng cũng chỉ có thể tiếp được Phong Vũ 10 chiêu, sau 10 chiêu thì thất bại. Tuy là dáng dấp hắn xanh xao vàng vọt, nhưng đôi mắt kia lại giống như dã lang, ánh mắt so với song đồng kiếm của Phong Thiên Tuyết còn sắc bén hơn. Phong Phi Vân lại nói, có thể tiếp được Phong Vũ 10 chiêu đã khá ghê gớm rồi. Đời thứ 5 Phong gia tìm không ra 20 nhân kiệt như vậy đâu. Hừ, thiếu niên Lạc Phách kia lần đầu tiên thay đổi vẻ mặt chuyển qua lạnh như băng, nhìn Phong Phi Vân chòng chọc, nói. Lẽ nào ngươi không sợ vợ của ngươi bị hắn đánh chết? Hay là nên nói nàng căn bản không phải là vợ của ngươi? Ánh mắt của hắn cũng rất chuẩn, chuẩn đến mức nhìn thấu được lòng người. Khà khà, ta đã không lo nàng có bị người ta đánh chết hay không? Càng không lo nàng có phải là vợ của ta hay không. Phong Phi Vân nở nụ cười, trừng mắt nhìn hắn, nói. Thành thật mà nói, đối với vợ của ta thì ta đối với ngươi càng có hứng thú hơn. Lời nói của Phong Phi Vân cũng là nói thật, từ lúc hắn tới võ đài diễn võ này thì đã chú ý đến tên thiếu niên Lạc Phách này,
hắn dù sao cũng cảm thấy tên thiếu niên lạc phách này so với Phong Vũ càng đáng sợ hơn, nhưng mà tên này lại giấu giếm rất kỹ, hơn nữa không chỉ là giấu kín tu vi mà hình như còn có thứ khác nữa. Đây là cảm ứng của Phượng Hoàng Linh Giác, hết sức kỳ diệu. Thiếu niên lạc phách không nói thêm gì nữa, đôi mắt lộ ra vẻ bắt đầu đục ngầu, lại chăm chú nhìn vào trên người Phong Vũ đang đứng trên võ đài. Phong Phi Vân lại tiếp tục hỏi. Gặp nhau đã là duyên số, ngươi tên là gì, có muốn kết giao bằng hữu không? Tên thiếu niên lạc phách vẫn không nói lời nào. Thành thật mà nói, ta biết rất nhiều người có danh vọng, nếu như ngươi cùng với ta kết giao bằng hữu, dám chắc ngươi kiếm quá hời rồi. Phong Phi Vân nói. Thiếu niên lạc phách trừng mắt liếc hắn, rốt cuộc cũng phải mở miệng, nói. Những người danh vọng ta biết so với ngươi tuyệt đối nhiều hơn gấp bội, nhưng mà bây giờ bọn họ đều đã chết hết. Phong Phi Vân hơi sửng sốt, chết hết rồi. Có ý gì chứ? Lai lịch người này rốt cuộc là như thế nào? Không để cho Phong Phi Vân suy nghĩ nhiều nữa, tiếng gào thét cùng với tiếng kiếm từ trên võ đài truyền tới, thanh âm sắc bén chói tai, giống như là tiếng thiết bố bị xé nát vậy. Phong Tiên Tuyết cuối cùng là không chịu được sự trêu ghẹo của Phong Vũ mà xuất thủ trước tiên. Chiến kiếm trên tay nàng dài khoảng 3 thước đang bốc lên ánh lửa, giống như một cái hỏa xà đâm vào tất cả mọi nơi, trong nháy mắt liền đến trước ngực của Phong Vũ. Phong Vũ chợt đem chân nhấc lên, một luồng linh khí gợn sóng xoay tròn trên thiết hải bắt đầu đánh ra làm cho chiến kiếm trên tay Phong Tiên Tuyết cũng bị làm cho run rẩy như muốn vỡ vụn. Thực lực thật là mạnh. Phong Tiên Tuyết sớm đã có chuẩn bị tâm lý do biết thực lực của Phong Vũ dũng mãnh, không thể nào đánh bừa được, nhưng mà sau khi giao chiến thì cảm giác được cánh tay rất là đau nhức, rất khó để ngưng tụ sức mạnh lại được. Phong Phi Vân híp mắt một cái, nếu như nói riêng về thực lực, Phong Phi Vân cảm giác rằng dù cho mình toàn lực xuất thủ cũng không có 10 phần nắm chắc có thể áp chế được hung uy của Phong Vũ. Dược lực của một giọt linh tuyền vậy mà mạnh như thế, nếu ta cũng có thể có được một giọt linh tuyền, như vậy thì thực lực nhất định sẽ lớn mạnh vượt bậc. Kha kha, xem ta trong vòng 3 chiêu sẽ tóm được cô. Phong Vũ ngầm suy đoán, cười một cái rồi nhảy lên trên không đánh ra một trường ấn ma bàn thật lớn. Thiết hài trên chân hắn chính là một món bảo binh nặng đến mấy trăm cân, bây giờ phối hợp với trường ấn đạp ra một cước, một đạo linh khí hỏa lãng từ trong thiết hài tản ra, phô thiên hạ địa rơi xuống. Phong Tiên Tuyết hiển nhiên cũng không phải hạng người dễ đối phó, cơ thể nàng bay vút ra ngoài, tốc độ nhanh như quỷ ảnh chạy vòng vòng trong võ đài, một đôi mỹ ngâu ám tụ linh khí, một đạo ô quang đen nhánh từ trong con ngươi bay ra. Ô quang biến thành kiếm ảnh, liên tục công suất đánh cho Phong Vũ trở tay không kịp. Oanh long long, uy lực của song đồng toái nguyệt kiếm hết sức kinh khủng, làm cho thiết hài trên chân Phong Vũ cũng bị đâm lũng một lỗ, thiếu chút nữa đã làm cho bàn chân của hắn cũng bị đâm thủng. Kỳ ngưu kính, hai người càng đấu càng hung hiểm, người nào mà sơ hở một tí thì có thể nguy hiểm đến tính mạng ngay, lúc này Phong Vũ cũng không che giấu gì nữa mà đem tuyệt học kỳ ngưu kính của mình đánh ra. Kỳ ngưu kính là một trong năm kình tuyệt học của đại nội Phong gia, xếp trên đại Phong kình một bậc. Không ngờ tới Phong Vũ tuổi còn trẻ như vậy mà đã luyện tới cảnh giới ngưng hình của kỳ ngưu kính. Một vị con em trẻ tuổi kinh hô thành tiếng. Trên lòng bàn tay của Phong Vũ bạo xạ ra một viên thần hoa thanh sắc, màu sắc càng lúc càng đậm hơn, có thêm từng luồng điện mang tinh tế xuyên qua trên thần hoa giống như một cái trứng gà to lớn. Ngao! Một tiếng man thú chu lên từ trong thần hoa truyền ra ngoài, thanh âm vang dội hướng thẳng lên 9 tầng trời. Tựa như bò giống. Tựa như kỳ lân gầm rú giận dữ. Kỳ ngưu kính vẫn chưa dựng dục thành hình nhưng bốn phía đã nổi lên từng trận gió lốc xung quanh võ đài, bão cát tẩu thạch, một luồng sức mạnh hào hùng đè lên trên thân hình mềm mại của Phong Tiên Tuyết làm cho nàng bắt buộc phải bước lùi về phía sau, không cách nào đứng vững được. Ngao! Một tôn thú ảnh sinh ra từ trong bàn tay của Phong Vũ, hình dáng tựa như kỳ lân. Mặc dù chẳng qua chỉ là một hư ảnh do linh khí ngưng tụ nhưng mà sức mạnh ẩn chứa trong đó lại là đại khí hùng hậu, từng luồng ánh sáng điện đan xen vào nhau phát ra nhiều âm thanh lốp đốp bùm bùm. Cả võ đài đều chấn động lên, 18 cây trụ đồng cỡ thùng nước kia lại càng bị chấn động không dứt, giống như thiên trụ lung lay. Phong Vũ vậy mà đánh ra nhất ngưu chi lực chính là một giới điểm, một khi đánh ra nhất ngưu chi lực là có thể được gọi là cao thủ VIP. Cho dù là tiến nhập quân doanh thần vũ cũng có thể ngồi lên vị trí vạn phu trường. Có người bị màn ở trước mắt làm cho kinh ngạc nói không nên lời,
tuy đều đã biết thực lực của Phong Vũ rất mạnh nhưng lại không ngờ tới trình độ của hắn lại cường đại như vậy. Cái gọi là nhất ngưu chi lực chính là nói đến sức mạnh của một con kỳ ngưu được bộc phát ra, hơn nữa là nói đến sức mạnh thuần túy. Kỳ ngưu được gọi là chiến tranh chi thú, kỳ ngưu trưởng thành cao đến 7 thước, dài 12, 13 thước, sinh trưởng và lớn lên ở nơi cổ cương mãng hoang, số lượng cực kỳ ít ỏi, thực lực được xưng là linh thú mạnh nhất. Vừa đâm đầu vào một cái là có thể phát sinh ra cự lực vạn cân. Chỉ cần trong lúc vương triều có chiến tranh quy mô lớn thì không thể thiếu kỳ ngưu dẫn đường, một khi để cho 9 con kỳ ngưu lấy tư cách chiến sĩ tiên phong xung phong ra trận thì căn bản là không có bất cứ đội quân nào có thể chống đỡ được mà trùng kích vào. Người có thể chiến thắng được một con kỳ ngưu có thể được gọi là cường giả, nói cách khác là có thể đánh ra nhất ngưu chi lực thì như vậy đã có thể được xem là cao thủ rồi. Lúc này Phong Vũ liền đánh ra một đạo kỳ ngưu ảnh, sức mạnh chừng vạn cân. Vẻ mặt Phong Tiên Tuyết biến đổi lớn, thực lực Phong Vũ quá mạnh, vượt qua xa đánh giá của nàng, nếu nói sức mạnh đơn thuần thì Phong Vũ không chỉ hơn hẳn nàng gấp 2 lần, ít nhất thì bây giờ nàng cũng không cách nào đánh ra nhất ngưu chi lực được. Kỳ ngưu hư ảnh gào rít bổ nhào tới trước, tuy là nàng có thể tránh khỏi nhưng mà ống tay áo của Phong Tiên Tuyết lại bị sức gió sắc bén xé nát một góc, trên cánh tay trắng nõn dính một ít vết máu. Đây là sức mạnh của một con kỳ ngưu, trốn cũng không tránh khỏi. Trường thứ hai của Phong Vũ lại đánh ra, lại một kỳ ngưu hư ảnh từ trong lòng bàn tay hắn bay ra làm cho đất đá trên võ đài đều bị xoắn lại thành bụi phấn. Tốc độ Phong Tiên Tuyết kinh người nhưng lúc này lại có cảm giác không chỗ tránh né, tất cả không gian thật giống như đều bị phong kín lại. Bốn móng của kỳ ngưu đều mang theo ngọn lửa làm cho bầu không khí như bị thiêu cháy đến vặn vẹo. Một đôi ngưu giác cong veo mà lại sắc nhọn như hai cây thần thứ ở khoảng không xa kia đang đâm tới. Liều mạng, một con đường chết. Trốn, lại trốn chỗ nào đây? Cho đến bây giờ Phong Tiên Tuyết cũng chưa từng có cảm giác tử thần càng ngày càng gần nàng đến như vậy. 18 cây trụ đồng niêm phong cả không gian, ngay cả cơ hội chạy trốn khỏi võ đài nàng cũng không có. Kỳ ngưu kính của Phong Vũ còn chưa tu luyện tới nơi, sức mạnh tuy là được rồi nhưng mà ngưu thân lại chưa hề ngưng tụ. Gió to vừa thổi một cái là có thể phá được thân ngưu. Nhưng vào lúc này, tiếng của Phong Phi Vân lại vang lên ở bên tai của nàng. Ánh mắt nàng hơi liếc qua bên kia một tí, vừa đúng lúc nhìn thấy Phong Phi Vân đang đứng ở ngoài võ đài nhìn nàng chăm chú, nhưng mà ánh mắt của nàng chẳng qua cũng chỉ hơi liếc sang liền lại nhanh chóng thu về, trong mắt sinh ra ánh sáng của sự cơ trí. Kình đúng là hư, Phong cũng là hư. Nếu như kình ngưng tụ thật thì Phong dĩ nhiên sẽ không có cách nào thổi tan. Nhưng mà kỳ ngưu chi lực do Phong Vũ đánh ra mặc dù có sức mạnh chừng vạn cân nhưng cũng không ngưng tụ lại thật, nếu có thể đánh ra Phong kình đủ mạnh là có thể vô hình trung phá được kỳ ngưu kính. Khóe miệng Phong Tiên Tuyết hơi cong lên, cánh tay hơi cong lại bắt đầu chuyển động cấp tốc trong hư không, năm ngón tay mảnh khảnh mang theo quy luật kỳ dị lôi kéo không khí lưu động, rất nhanh trong lòng bàn tay nàng đã tạo thành một luồng phong lực. Luồng phong lực này càng ngày càng mạnh, sau cùng biến thành nhất điều long quyển từ trong cánh tay bay ra. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Phong Phi Vân, phong lực của long quyển vậy mà thôn tính được kỳ ngưu hư ảnh hung mãnh không thể nào ngăn cản được kia, sau cùng hai thứ đó đều hóa thành vô hình, biến mất ở trên võ đài. Hí! Lúc này toàn bộ võ đài yên lặng, ánh mắt đều khó tin mà nhìn chằm chằm Phong Tiên Tuyết, ai cũng không ngờ rằng nàng có thể đem kỳ ngưu chi lực đánh cho tan nát. Dù cho là cao thủ thúc bối của Phong gia e rằng cũng không có mấy người có thể làm được. Thực lực của Phong Tiên Tuyết vậy mà mạnh như thế, nàng có thể đánh tan nát kỳ ngưu chi lực, như vậy thì ít nhất cũng có thể xem là bất phân thắng bại với Phong Vũ. Có người lắc đầu, nói. Ta cho rằng người thiếu niên xúi dục chiêu thức cho nàng mới thực sự lợi hại, ít nhất thì nhãn lực vô cùng lợi hại. Ai vậy, chính là hắn ta sao, ha ha. Tiểu tử kia vừa rồi ngay cả đường đi cũng không yên, e rằng chẳng qua chỉ là kẻ ngu dốt càn rỡ mà thôi. Vừa rồi chính hắn gọi Phong Tiên Tuyết là vợ, nói không chừng thực sự có mấy phần chân tài thực học. Mọi người quay về phía Phong Phi Vân chỉ trỏ, nhưng mà thái độ của người này chỉ cười mãi mà thôi, thật giống như là hoàn toàn không hiểu những người ở đây đang bàn tán về hắn vậy. Vợ à, Phong Vũ đã từng dùng qua linh tuyền, cho nên sức mạnh của hắn mới cao hơn những tu sĩ cùng cảnh giới. Nhưng mà dùng linh tuyển cũng có chỗ thiếu sót, đó chính là căn cơ bất ổn, một khi căn cơ bất ổn thì chắc chắn sức mạnh hạ bàn không đủ. Kha kha,
Sức mạnh toàn thân của tiểu tử Phong Vũ này đều tập trung ở nửa người trên, nửa người dưới cũng là trứng rỗng mà thôi, cho nên hắn mới đặc biệt luyện chế một đôi mẫu cương thiết hài mang ở trên chân, muốn để cho nửa người dưới ổn như bàn thạch. Nhưng mà cái này chẳng qua chỉ là biểu tượng mà thôi, nếu như vợ có thể công phá thiết hài trên chân hắn, như vậy thì trong vòng 3 chiêu hắn nhất định sẽ thua trong tay vợ thôi. Phong Phi Vân ngồi ở trên thạch đài bên cạnh võ đài, giữa lưng vào trụ đồng to lớn, hai chân bắt chéo, lớn tiếng nói. Lời nói này nhìn như là đang nhạo báng Phong Vũ vậy, nhưng mà nhãn lực sắc bén của người này lại nhìn thấu được mánh khóe của Phong Vũ rồi biểu lộ ra trong lời nói. Quả thực là sức mạnh của Phong Vũ đều tập trung ở nửa người trên, sức mạnh của hai chân tuy là vẫn rất mạnh nhưng lại làm cho người ta cảm thấy đó là miệng cọp gan thỏ. Trên võ đài, sắc mặt của Phong Vũ tuy là bất biến nhưng trong lòng cũng là run mạnh, Phong Phi Vân nói không sai một chút nào, nhược điểm của hắn chính là ở hai chân, sở dĩ hắn luyện chế một đôi thiết hài là muốn củng cố hạ bàn để cho sức mạnh của hai tay có thể phát huy đến mức tận cùng. Tiểu tử này làm sao lại khôn khéo như vậy? Trên trán Phong Vũ túa ra mồ hôi lạnh, dù sao cũng có cảm giác như là mình bị Phong Phi Vân nhìn thấu hiểu rõ vậy, không có bất kỳ một bí mật nào có thể che giấu. Phong Tiên Tuyết cũng đã cùng với Phong Vũ giao thủ mấy hiệp, hiển nhiên so với ai khác cũng là hiểu rõ được nội tình thực lực của Phong Vũ, lúc này nghe được Phong Phi Vân giải thích một loạt thì nhất thời như thể hồ xối lên đầu, trong đầu liền thấu suốt minh mẫn. Thì ra là vậy. Phong Tiên Tuyết nhịn không được bèn cười một tiếng mê người. Nụ cười giống như là linh hoa nở rộ làm cho vô số người có mặt ở đây phải thất thần. Không nghĩ tới tên đần này lại có thể nhìn thấu được, tuy là thực lực nát bét nhưng đầu óc coi như là nhạy bén lắm, khó trách lần này nghĩa phụ đối với hắn lại đánh giá cao như vậy. Phong Tiên Tuyết suy nghĩ một chút lại bật cười, cười thật là đẹp, không biết sát hồn phách của bao nhiêu người đi mất rồi. Phong Phi Vân vẫn ngồi trên thạch đài bên cạnh võ đài, tùy tiện nói. Thiết hài dưới chân Phong Vũ chính là luyện chế bằng mẫu cương vân thiết, nặng đến trên 200 cân, nếu muốn phá vỡ đôi thiết hài này thật ra khá là đơn giản, dùng lửa nướng là được rồi. Thiết hài quay móng heo, một phần ăn ngon à nha. Phong Phi Vân lại cho Phong Tiên Tuyết thêm một chủ kiến nữa. Phong Vũ đem chân hơi rụt lại, thiết hài cọ sát trên mặt đất phát ra tiếng suy suy càng dễ nhận thấy là đã bị Phong Phi Vân nói trúng. Ánh mắt của hắn càng ngày càng lạnh. Trầm giọng nói. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi là ai? Hắn xem ra Phong Phi Vân là một người không tầm thường, bởi vì một người đần độn thì không thể nào nhìn thấy tất cả kẽ hở của hắn chuẩn như vậy được. Hơn nữa ngay cả tâm tư muốn chiến đấu tất thắng của hắn cũng bị làm cho tan rã, bây giờ ngay cả một chút chiến ý cũng không có. Ngay cả chiến ý cũng đều mất đi, cái này còn có thể chiến đấu như thế nào đây? Phong Vũ cảm giác được mình hết sức là biệt khuất. Không chỉ có Phong Vũ, bây giờ còn có mấy người nữa đều cảm thấy Phong Phi Vân không tầm thường, đều muốn biết người này rốt cuộc là ở đâu xuất hiện. Khụ khụ, bổn thiếu gia thực ra là một trí sư. Phong Phi Vân đứng dậy, ưỡn ngực, vẻ mặt nghiêm túc nói. Một trí sư. Có người kinh hô thành tiếng, giọng nói kia thật giống như qua, mỹ nữ. Không sai, ta là một trí sư duy nhất của đời thứ 5 Phong gia trẻ tuổi tài tuấn. Hoàn toàn độc nhất vô nhị, thiên hạ có 102. Phong Phi Vân vỗ ngực nói. Con cháu Phong gia ở đây liền lặng ngắt như tờ, có người kinh ngạc, có người hoài nghi, có người tôn sùng, có cả những con cháu nữ tử dùng đôi mỹ ngâu liếc mắt đưa tình sướt mướt. Một gã trí sư so với một người tu luyện cường giả tuyệt đối càng được hoan nghênh hơn. Trí sư được gọi là một trong năm đại huyền sư. Trí sư cùng với tầm bảo sư chính là một trong năm đại huyền sư có số lượng ít nhất trong huyền sư. Một khi có thể xưng là trí sư, dù cho chẳng qua chỉ là nhất phẩm trí sư thì địa vị ở vương triều thần tấn cũng đã cao đến dọa người rồi, ít nhất có thể làm một trưởng lão ở một đại gia tộc như Phong gia. Mượn Phong gia mà nói, đây chính là thế lực cấp bá chủ ở Nam Thái Phủ nhưng số lượng trí sư trong cả gia tộc cũng chỉ có 3 người thôi, nhưng mỗi người đều đã là lão nhân sống đến gần 100 tuổi. Trí sư, chính là dùng trí tuệ vi sư, cần thời gian và tích lũy kiến thức, không đến mấy chục năm, trên 100 năm tích lũy tri thức qua sự từng trải thì liền không thể nào sinh ra một vị trí sư. Trí sư tuổi hơn 10 cũng không phải là không có, nhưng lại là phượng mao lân giác đồ vật quý hiếm cả thảy vương triều thần tấn cũng chỉ có thể tìm được một hay hai người thì đã rất tốt rồi. Nếu như người này thật sự là một trí sư thì việc hắn có thể nhìn thấu được kẽ hở trong tu luyện của Phong Vũ thì cũng chẳng có gì là lạ.
nhưng mà cũng có người không tin lời nói của Phong Phi Vân, dù sao nếu hắn thật sự là một trí sư trong lớp tiểu bối đời thứ 5 Phong gia thì e rằng từ lâu đã làm cả Nam Thái Phủ chấn động rồi, những người có mặt ở đây không thể nào không biết được. Có người la lên, nếu ngươi là một trí sư, vậy ngươi có trí sư thiết lệnh do Vạn Tượng Tháp ban thưởng hay không? Trí sư thiết lệnh, cái quái gì thế? Phong Phi Vân thật ra vẫn chưa từng nghe qua vật này, thậm chí ngay cả Vạn Tượng Tháp là ở đâu, cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Phong Vũ lạnh lùng cười, nói. Thậm chí ngay cả trí sư thiết lệnh cũng không biết là cái gì lại còn dám xưng mình là một trí sư, quả thực là khoác lác khoe khoang. Ngũ đại huyền sư có địa vị cao quý, địa vị trong tu tiên giới cũng không tầm thường nhưng muốn trở thành một huyền sư chân chính lại phải đến Vạn Tượng Tháp khẳng định. Nhận được thiết lệnh do Vạn Tượng Tháp ban thưởng thì mới có thể được gọi là huyền sư thật sự. Trí sư có trí sư thiết lệnh, tầm bảo sư có tầm bảo sư thiết lệnh, luyện khí sư có luyện khí sư thiết lệnh, ngự thú sư có ngự thú sư thiết lệnh, đan dược sư có đan dược sư thiết lệnh. Thiết lệnh của ngũ đại huyền sư chính là đại diện cho thân phận của người đó, chỉ cần trên người có tùy tiện một miếng thiết lệnh thì cho dù đi tới bất cứ nơi nào cũng đều sử dụng được, đều sẽ được người ta tôn sùng làm khách quý. Nếu như trên người không có thiết lệnh, như vậy thì dù cho người đó có trí tuệ thông thiên cũng không được gọi là trí sư. Sau khi nghe mấy người này nói chuyện với nhau thì Phong Phi Vân xem như cũng đã hiểu đại khái trí sư thiết lệnh gì vật gì. Trong khoảng thời gian ngắn thì cái mặt dày này đã đỏ ửng lên, ho khan hai tiếng, nói. Cái này, những vật cấp bậc cao như trí sư thiết lệnh này há có thể giấu ở trên người được, ta để ở trong nhà rồi. Nếu mọi người muốn mở mang tầm mắt thì hai ngày nữa nhất định sẽ để cho mọi người mở mang đầu óc một chút về món bảo bối trí sư thiết lệnh cấp bậc cao nhất này. Phong Phi Vân mặc dù nói âm vang hùng hồn nhưng không có lấy một người tin lời nói của hắn, mọi người đều cho rằng hắn đang khoác lác, dù sao mọi người cũng không phải loại đần, trí sư thiết lệnh là loại tượng trưng cho thân phận thì không thể nào không mang theo bên người được. Phong Phi Vân mới vừa nói ra như thế thì lại rước lấy một hồi thổn thức. Nhưng mà da mặt người này thật là dày, chẳng qua cũng chỉ chắp hai tay sau lưng, vẫn tỏ vẻ ung dung tự đắc, nhưng mà sau khi hắn đón nhận ánh mắt của Phong Tiên Tuyết thì phát hiện dáng vẻ cô gái nhỏ này vậy mà cũng rất là thất vọng, lòng tự ái của Phong thiếu gia chúng ta nhất thời không kiềm chế được nữa. Không phải chỉ là một miếng trí sư thiết lệnh sao, hai ngày nữa sẽ đi làm một miếng như vậy, nhất định làm cho cô gái nhỏ này cả kinh cười tâu tóe mới được. Trong lòng Phong Phi Vân nghĩ đến như vậy. Khụ khụ, cái đó, vợ à, không phải là vợ muốn chém đứt một tay của hắn hay sao, còn ngớ ra làm gì vậy? Phong Phi Vân quay về hướng Phong Tiên Tuyết đứng trên võ đài hét to một tiếng, thật giống như đang khiển trách tiểu nương tử của mình vậy, làm cho Phong Tiên Tuyết phải sửng sốt mà thét lên. Khốn kiếp! Phong Tiên Tuyết rất tức giận, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng bị người nào quát nạt như thế ở trước mặt mọi người, tên khốn kiếp Phong Phi Vân này thực sự là khinh người quá đáng. Kêu vợ giết rồi nghiện kêu hoài luôn mà, thật giống như ta thật sự là vợ của hắn vậy, hừ, hừ. Ta làm sao có thể là vợ của một người đần độn như vậy chứ, không phải chỉ là một tên đần mà còn là một tên phế vật tồi tệ. Phong Tiên Tuyết mặc dù tức giận đến mức muốn chửi má nó nhưng vẫn cố gắng áp chế lửa giận của mình, cũng không có lập tức bộc phát ra, nhưng mà trên người lại phát sinh một luồng hàn khí, nói. Phong Vũ, chúng ta đấu tiếp. Phong Tiên Tuyết lại cầm chiến kiếm trên đất lên, trên thân kiếm tuôn ra một mảng lớn linh khí, chợt, linh khí bắt đầu bùng cháy ầm ầm biến thành thanh kiếm nhất muội nguyên hỏa. Nàng dùng chính là nước cờ mà Phong Phi Vân đã dạy, phải dùng liệt hỏa phá thiết hài, chỉ cần phá nát thiết hài thì muốn chiến thắng Phong Vũ cũng không phải là vấn đề hóc búa gì. Đây cũng là chuyện mà giờ phút này Phong Vũ rất đau đầu. Phong Tiên Tuyết, chúng ta đã giao thủ 17 hiệp rồi. Thực lực của cô thật không thể nghi ngờ gì nữa, rất là cường mạnh, đã có tư cách tham gia Tiềm Long đại chiến, ngày hôm nay ta không muốn cùng cô giao thủ nữa. Phong Vũ quang minh chính đại mà nói, hiện ra bản sắc của một nam nhân. Phong Tiên Tuyết nói, cái này e là không thể thuận theo ngươi rồi. Phong Tiên Tuyết, ta biết là ngươi muốn báo thù cho Phong Hạo nhưng mà cũng phải chọn đúng thời điểm chứ. Thực lực của chúng ta đều như nhau. Nếu như muốn liều mạng một mất một còn thì cũng không ai nói được thắng bại như thế nào đâu. Tài tuấn đời thứ 5 Phong gia cũng chỉ có mấy người, chúng ta nếu như đang ở giờ phút quan trọng này là đều bị thương thì sẽ chỉ làm lợi cho những người đang đứng nhìn kia mà thôi. Phong Vũ hiển nhiên rất không nguyện ý muốn cùng Phong Tiên Tuyết giao thủ vào lúc này,
bởi vì bây giờ chiến ý của hắn đã sớm bị Phong Phi Vân làm cho tan tác, lúc này mà giao thủ thì phần thắng của hắn rất thấp. Hơn nữa mục tiêu của hắn chính là Tiềm Long đại chiến, có chút tuyệt chiêu cùng với hậu thủ nên hắn dự định sẽ dùng đến ở Tiềm Long đại chiến, nếu như bây giờ tất cả đều được sử dụng thì đến Tiềm Long đại chiến liền mất đi chiêu thức bất ngờ, ảnh hưởng đến một kích tất giết. Phong Tiên Tuyết hiển nhiên cũng hiểu đạo lý này, lúc này trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nàng tuy là nắm được điểm yếu của Phong Vũ nhưng vẫn không thể nào thắng hắn dễ dàng được, hơn nữa mỗi một người đều có sát chiêu sau cùng, cũng không ai biết một khi Phong Vũ dùng sát chiêu tối hậu thì uy lực bao lớn nữa. Phong Phi Vân thấy nàng lưỡng lự cũng bắt đầu trầm tư, suy cho cùng thì lúc này có nên liều mạng đánh một trận hay không? Ngươi đã không muốn chiến đấu nữa, vậy, theo ta đến đây đi. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, tuy là thanh âm rất lãnh đạm, hơn nữa còn không có bất cứ một tâm tình chấn động nào nhưng lại truyền đi ầm ĩ khắp cả võ đài diễn võ, truyền vào tai của từng người. Thanh âm này mang theo sự tín phục mà không cách nào kháng cự lại được, làm cho người ta cảm thấy giống như là Phong Vũ đã hoàn toàn kinh đoạn dưới kiếm của hắn vậy. Vừa rồi là ai mới nói? Tất cả mọi người nhìn xung quanh như muốn tìm cho ra người đã nói câu đó, nhưng mà những người ở đây thật sự là quá nhiều, làm sao biết được người nào đã mở miệng. Nhưng mà Phong Phi Vân lại biết là ai, hướng về trong đám người kia tìm cho ra tên thiếu niên lạc phách nọ, hắn vẫn ôm thanh thiết kiếm rỉ sắt của hắn, đứng nghiêm nghị trong đám người kia thật giống như một khối nham thạch hằng cổ bất động. Mà liền sau đó một khắc khối nham thạch này lại biến mất, khi hắn xuất hiện lần nữa trước mắt mọi người thì hắn đã đứng ở trên võ đài, vẫn đứng thẳng không nhúc nhích làm cho người ta cảm thấy như một cái cây khô tĩnh lặng. Phong Tiên Tuyết đã lui ra khỏi võ đài, ánh mắt của nàng lại nhìn chăm chú dồn dập vào tên thiếu niên lạc phách kia, thiên hạ sao lại có thể có người có tốc độ nhanh như vậy chứ? Hắn rõ ràng là đã đứng ở bên ngoài võ đài nhưng ngay cả một cái bóng cũng không thấy thì hắn đã tiến vào trong võ đài. Loại tu vi này thật sự có chút không thể tưởng tượng được, không giống như tu vi của một đám thiếu niên nên có. Ngươi biết hắn sao? Lúc trước rõ ràng là Phong Tiên Tuyết đã thấy Phong Phi Vân nói chuyện rất vui vẻ với tên thiếu niên lạc phách này cho nên mới có câu hỏi như vậy. Biết, nhưng không biết rõ lắm. Phong Phi Vân thờ ơ trả lời, lúc này ánh mắt của hắn hoàn toàn là đang tập trung vào tên thiếu niên lạc phách kia. Phong Tiên Tuyết đưa cánh tay ra nắm lấy cổ của Phong Phi Vân, kéo hắn từ trên thạch đài bên cạnh võ đài xuống hỏi. Rốt cuộc thì ngươi nhìn ra được manh mối gì rồi? Phong Phi Vân cũng không hề tức giận với nàng, từ trong cánh tay của nàng giãy giụa ra, nghiêm nghị nói. Đương nhiên là có manh mối rồi, muội xem tên thiếu gia kia quả thực là rất nghèo túng, quần áo mặc trên người ít nhất cũng giặt sạch hơn trăm lần, đôi giày rơm mang trên chân cũng xém thủng đến tận tim, còn có thiết kiếm trên tay, quả thực là ngay cả thiêu hỏa côn cũng không bằng, ít nhất thì ta tuyệt đối sẽ không dùng thanh kiếm hư như vậy. Nói nhảm, điều này cần gì ngươi nói? Chỉ cần ai có mắt cũng đều nhìn thấy, hắn đích xác là rất nghèo túng, hơn nữa nhất định là đã chạy một đoạn đường rất xa, ta dám khẳng định hắn là đi bộ tới Tử Tiêu Phủ Thành. Cái này cũng bị muội nhìn ra. Phong Phi Vân mang theo mấy phần kinh ngạc, hắn vốn cho Phong Tiên Tuyết nhất định là một mỹ nhân ngực to nhưng không có đầu óc, không ngờ nàng vẫn có mấy phần nhãn lực như thế. Phong Tiên Tuyết liếc hắn một cái, nói. Ngươi không nhìn thấy trên lưng hắn còn mang một túi lương khô sao? Quần áo trên người hắn vẫn dính đầy bùn đất và bụi bặm. Trên hông hắn vẫn còn treo một đôi giày rơm, vậy hẳn là hắn đã chuẩn bị vì phải lên đường gấp rút. Hiển nhiên là nhìn thấy, nhưng mà muội không cảm thấy thật kỳ quái sao? Phong Phi Vân hỏi ngược lại. Phong Tiên Tuyết hơi nhíu mày, ngạc nhiên nói. Cái gì kỳ quái chứ? Phong gia chính là đại gia tộc đứng đầu Nam Thái Phủ, phàm là con cháu Phong gia thì không người nào không phải giàu có cao quý. Coi như là con cháu hệ thứ cũng không có nghèo túng như vậy, cái này vẫn không kỳ quái sao? Phong Phi Vân nói, quả thực là có chút kỳ quái. Phong Tiên Tuyết gật đầu, lại nói, ngươi cũng chỉ nhìn thấu được một chút manh mối đó thôi sao? Đương nhiên không chỉ như vậy rồi, muội xem phía sau lỗ tai của hắn còn có in một vòng cổ văn, cái vòng cổ văn này trông thế nào cũng cảm thấy rất quen, hình như đã nghe nói qua ở đâu rồi. Phong Phi Vân nói, Phong Tiên Tuyết cũng nhìn chằm chằm về phía sau tai của tên thiếu niên lạc phách kia, càng nhìn chăm chú thì càng làm cho nàng hoảng sợ. Cái vòng cổ văn này có hình dáng như miệng của một con hung thú cổ nhãn, tuy là đen kịt nhưng lại hiện ra vẻ phức tạp rõ ràng, có một thanh ấn kiếm xuyên qua giữa vòng cổ văn thật giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng người.
Cái vòng cổ văn này ẩn sâu ở phía sau tai, nếu không quan sát tỉ mỉ thì căn bản là không cách nào phát hiện được, nhưng một khi nhìn ra được vòng cổ văn này thì lại làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Đây là ký hiệu của Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung. Phong Tiên Tuyết kinh hô thành tiếng, quay về trên võ đài kêu lên. Cẩn thận, có sát thủ. Nhưng cuối cũng đã muộn, thanh âm của Phong Tiên Tuyết vừa mới vang lên thì tên thiếu niên Lạc Phách liền xuất kiếm, nhưng thanh âm của nàng còn chưa hạ xuống thì tên thiếu niên Lạc Phách cũng đã thu kiếm. Thiết kiếm vừa xuất ra vừa thu lại, tốc độ mắt thường đều không cách nào bắt kịp. Phốc! Phong Vũ đã đạt đến cảnh giới tiên căn sơ kỳ, thậm chí ngay cả cơ hội gào thảm cũng không có, khí tức cũng đã đoạn tuyệt, yếu hầu bị một thanh kiếm cắt đứt, ngửa đầu ngã xuống trong vũng máu. Biến hóa này đều nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tài tuần đời thứ 5 Phong gia thực sự là rất buồn cười. Tên thiếu niên Lạc Phách lẩm bẩm, ngồi xổm xuống mà không coi ra gì, ở trên thi thể của Phong Vũ lục lọi, rất nhanh sau đó liền từ trong ngực Phong Vũ lấy ra một thẻ tre màu trắng. Miếng thẻ tre ấy dài khoảng một bàn tay, rộng hai ngón tay, trên thẻ tre hình như có ghi khắc huyền văn đồ khắc gì đó. Tên thiếu niên Lạc Phách cầm thẻ tre nhìn một chút, gật đầu rồi liền cất vào trong ngực, rất rõ ràng là mục đích hắn giết người chính là vì thẻ tre này. Hắn tuyệt nhiên không phải là con cháu Phong gia, mọi người mau xuất thủ bắt tên tặc nhân này lại. Một người con cháu Phong gia phản ứng lại, quát to một tiếng rồi cùng với ba con em trẻ tuổi có tu vi không tầm thường xông vào trong võ đài, cùng nhau đánh ra một đạo linh quang ngăn cản lối đi của tên thiếu niên Lạc Phách. Phốc, 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 phốc. Tên thiếu niên Lạc Phách ấy ngay cả kiếm cũng không xuất, bước chân cũng không dừng lại mà chỉ trực tiếp đi xuyên qua, xung quanh cơ thể hắn tản ra sát khí làm cho bốn gã con cháu Phong gia kia đều bị đánh chết toàn bộ. Bốn người thất khiếu lưu huyết gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng đều bị xuất huyết, trái tim bị nghiền nát, không có một chút cơ hội sống sót. Một luồng sát khí từ trong võ đài dâng lên, ngưng tụ thành đao phong kiếm ảnh, hàng nghìn hàng vạn sát quang xông thẳng lên chín tầng trời, cắt vỡ trường không. Những sát khí này đều từ trên người tên thiếu niên Lạc Phách tản giật ra. Chẳng qua chỉ là một luồng sát khí cũng đã khốc hàn băng xương, làm cho ngọn lửa trong 18 cây trụ đồng xung quanh võ đài thiếu chút nữa bị dập tắt. Trên thiết kiếm rỉ sắt trong tay hắn dính đầy máu đỏ tươi, chẳng khác nào quả mơ, từng giọt rơi trên mặt đất, thấm ướt cả bùn đất. Vòng cổ văn sau tai hắn bây giờ đã từ màu đen biến thành huyết sắc, tựa như một con ma nhãn huyết sắc, làm cho khí tức người ta phải sảng giọng. Muội muốn làm gì, muội muốn tìm cái chết phải không? Phong Tiên Tuyết muốn xông lên phía trước ngăn cản tên thiếu niên Lạc Phách kia nhưng lại bị Phong Phi Vân nắm lấy vạt áo, bắt nàng quay trở lại. Tu vi tên thiếu niên Lạc Phách quả thực là quá mạnh mẽ, vô hình trung mang theo lãnh lệ chi khí làm cho tảng đá đều có thể đông lạnh thành bụi phấn. Tu vi Phong Vũ đã đủ mạnh rồi, nhưng mà ở trong tay tên thiếu niên Lạc Phách này ngay cả thực lực đánh trả cũng không có, nếu như Phong Tiên Tuyết xông lên thì chắc chắn chỉ có một con đường chết. Sát thủ Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung lại dám xông vào địa bàn Phong gia giết người trắng trợn, thân là con cháu Phong gia đáng lẽ phải đồng tâm hiệp lực tiêu diệt kẻ này. Phong Tiên Tuyết hung hăng trợn mắt liếc Phong Phi Vân, trong mắt mang theo khí thế thể sống thể chết muốn đánh một trận. Phong Phi Vân cũng không biết nói gì, trong đầu nghĩ thì ra nàng đúng là một nữ nhân ngực lớn không có đầu óc, biết rõ chắc chắn sẽ chết nhưng vẫn muốn đâm đầu vào nơi đó, quả là vô cùng ngu xuẩn. Phốc, phốc, lại có hai gã con cháu Phong gia ngã trong vũng máu, chết trong tay tên thiếu niên Lạc Phách kia nhưng lại không ngăn cản được bước chân của hắn. Hắn thật giống như một bức tượng tử thần, chỉ cần có người can đảm đứng trước mặt hắn thì hắn sẽ làm người đó phải chết, không có người nào là ngoại lệ. Rốt cuộc là tặc tử phương nào vậy mà dám xông vào Tiềm Long biệt viện, người có biết đây là chỗ nào không? Lại dám ở trên địa bàn của Phong gia mà trắng trợn giết chết anh kiệt Phong gia, quả thực là động thủ trên đầu Thái Tuế mà, con cháu Phong gia liên thủ cùng nhau đánh chết hắn, lấy thanh uy Phong gia ta mà chấn động hắn. Giết! Nhân tài đời thứ 5 Phong gia xuất hiện lớp lớp, tuy là trong lúc các mạch đều đang tranh đấu gay gắt nhưng mà gặp phải kẻ thù bên ngoại lại có thể đoàn kết không chia rẽ, cùng nhau ứng đối. Đây chính là lực ngưng tụ, mỗi một thế lực lớn đều tuyệt đối không thể thiếu lực ngưng tụ. Tám gã con cháu Phong gia đạt cảnh giới linh dẫn đỉnh Phong đứng tám hướng, trong tay đều cầm tám tờ hạnh hoàng phù màu trắng, lấy linh khí rót vào trong hạnh hoàng phù lục nhất thời chớp động ra ánh sáng quang hoa. Một luồng linh vụ từ trong phù lục tràn ra ngoài ngưng tụ thành hình dạng một con cổ thú.
8 tờ hạnh hoàng phù, đó chính là 8 con cổ thú, mỗi một con đều không hề giống nhau, chúng cao chót vót mà thần dị, cùng nhau hợp thành một tòa sát trận. Bát hoang man thú đồ. 8 gã con cháu Phong gia liên thủ tạo thành hình dáng sát trận ngưng tụ, thanh uy quả thật là giống như 8 ngọn núi đang bay múa làm cho tên thiếu niên lạc phách bị bao vây bên trong. Bát hoang man thú đồ bắt đầu chuyển động muốn làm cho tên thiếu niên lạc phách kia bị luyện chết ở bên trong. Kiếm của tên thiếu niên lạc phách lại động, hắn chẳng qua chỉ đâm ra một kiếm nhưng trong nháy mắt lại làm cho bát hoang man thú đồ bị đâm vỡ, mà 8 gã con cháu Phong gia bảy trận càng dùng mình hơn, khí tức trên người hoàn toàn không có, cứng còng đứng ngay tại chỗ. Một kiếm xuất thủ, tuyệt không đường sống. Nơi xa, vẻ mặt Phong Phi Vân trở nên lúng túng, tự lầm bầm nói. Nhất kiếm bát xuất, lệ vô hư phát, kiếm thật là nhanh, sát ý thật là thâm. Kiếm của tên thiếu niên lạc phách đích xác là rất nhanh, nhanh đến mức mắt thường không cách nào tóm lại được, chỉ trong vòng hơn 10 hơi thở mà đã có hơn 10 nhân kiệt Phong gia chết ở trong tay hắn, mỗi một người đều là một chiêu mà toi mạng, hoàn toàn không có bất kỳ một người nào sống sót. Nếu không phải Phong Phi Vân hết sức ngăn chặn Phong Tiên Tuyết thì cô gái ngốc này e là bây giờ cũng đã biến thành nữ nhân chết bầm rồi. Phong Phi Vân cũng không cho là tên thiếu niên lạc phách kia là một người thương hoa tiếc ngọc. Ở một nơi sâu hút trong Tiềm Long biệt viện có một đạo lôi điện chạy trong không khí, giống như một quả cầu điện hình người, trong chớp mắt vẫn còn đứng ở trên đỉnh lầu các phía xa, trong nháy mắt kế tiếp đã đứng trên trụ đồng bên võ đài. Lôi điện này ngưng tụ thành hình một người, thân mặc bạch khải, đầu đội ô quan, tuổi chừng khoảng 60, khí tức làm cho người ta cảm thấy vừa tang thương vừa vĩ ngạn. Cao thủ lão bối Phong gia đến rồi. Phong Phi Vân là người đầu tiên phát hiện ông già này này đứng trên trụ đồng, đây chính là trưởng lão Phong gia trấn giữ Tiềm Long biệt viện. Tiềm Long biệt viện chính là nơi trọng địa của Phong gia, không thể nào không có tiền bối cường giả trấn thủ. Sát thủ Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung đã đến Tiềm Long biệt viện thì tiền bối Phong gia rốt cuộc cũng bị kinh động. To gan, lại dám đến Tiềm Long biệt viện gây rối, chết cho ta. Vị cao thủ tiền bối này trực tiếp hóa thân thành một đạo lôi điện màu tím, từ trên đỉnh trụ đồng bay vút qua, hướng về đầu của tên thiếu niên lạc phách bổ tới. Tài tuấn Phong gia đã chết hơn chục người, hơn nữa nay cả nhân tài kiệt xuất như Phong Vũ cũng đã té ngã, vị cao thủ tiền bối Phong gia là nổi giận hoàn toàn, tư thế như muốn lấy tính mạng hắn ngay. Đó là một trong tứ đại trưởng lão trấn thủ Tiềm Long biệt viện, có hắn xuất thủ thì tên sát thủ kia sẽ đền tội. Vẻ mặt Phong Tiên Tuyết vui mừng. Phốc! Một tiếng kiếm vang lên xé nát bầu trời, tiếp theo đó chính là máu tươi đầy đất, giống như một trận huyết vũ nóng hổi vậy. Ngươi! Vị trưởng lão Phong gia kia đưa ngón tay chỉ vào tên thiếu niên lạc phách, trên gương mặt già nua kia tràn đầy sự kinh ngạc, nhưng lão cũng chỉ mới nói một chữ, tiếp sau đó tựa như bị người ta cắt đứt hiết hầu, cũng không nói được từ nào nữa. Đâm rồi! Cơ thể trưởng lão Phong gia trực tiếp phân thành hai nửa. Hướng về hai bên trái phải mà tách rời ra, trên mặt đất chỉ còn đầy xương vụn. Hả? Tất cả con cháu Phong gia đều bị kinh sợ, không thể tin được vào hai mắt của mình. Thậm chí ngay cả trưởng lão cũng chết ở trong tay của tên thiếu niên lạc phách, tên thiếu niên này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Mỗi một trưởng lão Phong gia đều là cao thủ đứng đầu, ở Nam Thái Phủ hoàn toàn được cho là nhân vật nhất đẳng, còn có thể xưng vương ở tu tiên giới nhưng lại bị người này một kiếm mà bâm thây. Kiếm này quá nhanh, kiếm này quá ác. Lúc này Phong Tiên Tuyết cũng bị dọa đến tái mặt, cũng không dám bước về phía trước thêm một bước nào, ngay cả một trưởng lão Phong gia cũng có thể bị sát thủ giết trong nháy mắt thì nàng căn bản không thể chống lại được. Những người mà gọi là thiên tài Phong gia ấy thì ở tại đây so với tên thiếu niên lạc phách kia quả thực ngay cả một con dế cũng không bằng, đây mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Phong gia bất quá cũng chỉ như vậy, tiền bối, tiểu bối không có một người có thể gọi là đối thủ. Tên thiếu niên lạc phách thu hồi thiết kiếm, mang trên mặt vẻ hờ hững, không coi ai ra gì mà hướng về phía bên ngoài Tiềm Long biệt viện rồi rời đi, không còn có người nào dám ngăn hắn lại. Buồn cười, hôm nay ngươi đừng mơ còn sống mà rời khỏi đây. Ba vị trưởng lão khác của Tiềm Long biệt viện mang đầy sát khí xuất hiện, ba vị trưởng lão này đều là lão nhân sống gần trăm tuổi, trên đỉnh đầu ám tụ thần quang, thần cơ trong đan điền ngưng tụ kiên cố tựa như bàn thạch. Ba người cùng giống lên một tiếng, thanh âm chẳng khác nào ba tiếng sấm rền vang dội cả bầu trời bao la. Bùn đất trên mặt đất bị bóc lên một lớp thật dày,
bay thẳng đến trước mắt tên thiếu niên Lạc Phách. Bịch bịch, thực lực của ba vị trưởng lão vô cùng mạnh, chẳng qua chỉ là thanh âm lực gào thét mà đã làm cho tên thiếu niên Lạc Phách bị chấn động phải lùi về phía sau đến 7 bước, trên cánh tay xuất hiện một vết máu, nơi cổ tay phải máu đã chảy thành giọt xuống thân kiếm, rồi rơi xuống đất. Dù sao thì tuổi hắn vẫn còn quá trẻ, cũng không phải là vô địch thiên hạ. Lúc này hắn đã bị thương. Hừ, tên tuổi thái thượng đoạt mệnh cung thật lớn, nhưng mà dám đến Phong gia ta giết người vậy thì phải chuẩn bị tâm lý bị giết đã. Một vị trưởng lão Phong gia thi triển linh thông di hình hoán vị, thân thể hóa thành một trận gió lớn, thân ảnh biến hóa thành mấy chục người phong kín hoàn toàn lối đi của tên thiếu niên Lạc Phách. Nếm thử một chút ngũ hồn dị đỉnh của ta đi. Một vị trưởng lão khác đang cầm trong tay một cái cự đỉnh vạn cân, chợt đập cự đỉnh ở trên mặt đất, nhất thời chấn động ra một đạo khí lãng kinh khủng giống như là biển nổi giận nổi cơn sóng lớn, xuất ra công sát. Ngũ Ngưu chi lực. Vị trưởng lão thứ ba càng khó lường, hai chân dẫm thẳng xuống dưới mặt đất, hai tay nắm thành trường, song trường đánh ra là xuất ra kỳ ngưu hư ảnh, mỗi một cái đầu kỳ ngưu đều cao 7 thước, thật giống như 5 tòa núi nhỏ lao nhanh tới. Nhất Ngưu chi lực tương đương với sức mạnh vạn cân, Lưỡng Ngưu chi lực sức mạnh 2 vạn cân, Tam Ngưu chi lực tương đương với sức mạnh 4 vạn cân, Tứ Ngưu chi lực tương đương với sức mạnh 8 vạn cân, Ngũ Ngưu chi lực tương đương với sức mạnh 16 vạn cân. Cự lực 16 vạn cân tưởng chừng như rời núi lấp biển, có thể di sơn đoạn hà. Đây tuyệt đối là một vị siêu cấp cường giả thật sự. Bị ba vị trưởng lão vây chặt tại chỗ, đừng nói chỉ là một thiếu niên. Coi như là lão ma thân kinh bách chiến e rằng cũng bị dọa đến kinh hồn bạt vía. Nhưng mà tên thiếu niên Lạc Phách vẫn ung dung như trước, vẫn nắm chặt kiếm trong tay, chợt một luồng khí tượng dâng lên từ sau lưng của hắn, bao trùm cả đỉnh đầu hắn lẫn không trung giống như là tiếp đón hắn tới một tòa dị thế khác. Luồng khí tượng này chiếu rọi ra quang mang tinh tú khắp bầu trời giống như một viên thần tinh đang chuyển động trên màn trời đêm, tổng cộng có 360 tinh tú, dựa theo đại chu thiên mà sắp xếp. Ở trên màn đêm lóe lên quang hoa rực rỡ. Tô vẽ khắp bầu trời, vật đổi sao rời. Đây là, tinh la mà thế khí tượng, không hề ở dưới cửu ngũ chí tôn thân. Hỏa diễm trong hai mắt Phong Phi Vân nhúc nhích, hắn nhìn ra được khí tượng dâng lên sau lưng tên thiếu niên Lạc Phách là một loại khí tượng đằng không đứng đầu, quang hoa vạn trượng làm cho người ta có cảm giác không cách nào ngẩng đầu lên được. Thái thượng đoạt mệnh cung chính là nơi hung địa chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Chỉ cần là người tu luyện thì có rất ít người không biết đến sự tồn tại của nơi này. Nhưng mà trong thiên hạ, người biết chính xác về Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung cũng là ít lại càng ít. Cho nên mới được gọi là hung địa trong truyền thuyết, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết của mọi người, nhưng lại thực sự tồn tại. Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung có lúc khiêm tốn, có lúc phách lối. Lúc khiêm tốn, có thể 10 năm cũng không có một gã sát thủ xuất thế, mà lúc phách lối thì xuất thế chính là một tôn sát thần. Thái thượng đoạt mệnh chung rốt cuộc có bao nhiêu tên sát thủ, vấn đề này e là không có người nào có thể trả lời. Nhưng chỉ cần là sát thủ từ trong thái thượng đoạt mệnh cung tẩu xuất thì mỗi một người đều là anh tài VIP, người này nhất định danh chấn thời đại. Mà tên sát thủ thiếu niên Lạc Phách kia tẩu xuất từ thái thượng đoạt mệnh cung, tuổi hắn tuyệt đối không quá 20 nhưng mà tu vi của hắn có thể đủ lực chém chết tu sĩ lão bối. Phía trên Tiềm Long biệt viện răng đầy cuồng phong mây tản. Ngũ đầu cự ảnh của kỳ ngưu hư ảnh bay lượn trong không khí mang theo chiến uy hủy thiên diệt địa, chẳng qua chỉ là dư âm mà đã làm cho ba tòa cổ mộc bên cạnh lầu các bị nghiền thành bột mịn. Một vị trưởng lão người mặc áo bào màu trắng, cầm trong tay một cái cự đỉnh, dường như là muốn xoay thần thạch đến một phương nào đó, liếc qua liếc lại khắp bốn phương tám hướng, từng vòng chiến uy và khí lãnh biến thành từng ngọn long quyển đại phong. Ba vị đại trưởng lão đồng thời xuất thủ tưởng chừng như ba vị thần hạ xuống. Áp bách lên bọn tiểu bối Phong gia làm cho chúng ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn. Tên thiếu niên Lạc Phách kia thì ngược lại, tuy là cùng lúc chống lại với ba đại trưởng lão nhưng vẫn thản nhiên, khí tượng trên người càng phát ra dày đặc hơn. Một mảnh tinh không sáng chói ở trên đỉnh đầu hắn xoay vòng, 360 tinh tú xoay tròn không ngừng mang theo vận luận thiên đạo cùng thôn vệ vô hạn khí sát phạt. Hắn lại muốn xuất kiếm. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm tay của tên thiếu niên Lạc Phách. Đó là cánh tay nguy hiểm của một tên sát thủ. Làm sao ngươi biết? Phong Tiên Tuyết tỏ vẻ không tin, ngay cả nàng cũng không cách nào nhìn thấy rõ bóng dáng của bốn người kia, Phong Phi Vân thì càng không thể thấy được. Phốc! Vừa dứt lời, một tiếng kiếm phá vỡ không gian, tiếp đó lại kèm theo một tiếng thét thảm,
một mảng huyết vũ rơi vẩy trên mặt đất. Thình thịch, vị trưởng lão thi triển di hình hoán vị kia bị hắn một kiếm đâm rách mi tâm, từ trên rớt xuống, tại nơi mi âm có một cái lỗ nhỏ như ngón tay, có chất lỏng bạch sắc cùng hồng sắc chảy ra. Lại một vị trưởng lão chết trong tay của hắn. Tên thiếu niên lạc phách này nhất định là ma quỷ, đánh chết thêm một vị nhân vật cấp trưởng lão khác cũng chỉ dùng đến một chiêu. Một đứa con cháu phong ra đời thứ năm bị dọa đến co quắp trên mặt đất, cả người đều giống như bị mất đi khí lực. Những tên con cháu phong gia khác cũng không khá hơn là mấy, mỗi một người đều cảm thấy da đầu ngứa ran giống như là tận thế đang quá bộ đến vậy, thật là làm cho người ta muốn phát điên. Tên thiếu niên lạc phách lại xuất kiếm một lần nữa, như một đạo cầu vòng kinh sợ phá vỡ trường không, kiếm nhanh nhưng lại bị một vị trưởng lão khác dùng cự đỉnh cản lại phát sinh ra tiếng âm vang. Thình thịch, nụ cười trên mặt vị trưởng lão kia còn chưa biến mất cũng đã cứng đờ, hóa ra là thanh thiết kiếm kia đã chém nát cự đỉnh. Một kiếm mà xuyên qua tim của hắn. Vị trưởng lão thứ hai bị mất mạng. Giờ khắc này, sát khí trên người tên thiếu niên lạc phách càng ngày càng thịnh, thật giống như mặt trời giữa buổi chưa tỏa ra ánh sáng không có gì sánh kịp. Vị trưởng lão cuối cùng kia, người mà có tu vi cường đại nhất lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh sợ, thực lực trên người ngưng tụ, hiện ra khí thế không có gì sánh kịp, một trưởng đánh ra ngũ đạo thần hoa, ngưng tụ thành ngũ trích kỳ nghiêu. Vèo. Một đạo kiếm quang quét qua ngang trời, đem ngũ trích kỳ nghiêu chém thành khói xanh. Một cái đầu của người già bay lên, rơi xuống cách đó mấy trăm trượng, rơi ra từng mảnh vụn huyết nhục. Xào xạc. Một luồng gió lạnh đập vào mặt làm cho Tiềm Long biệt viện vốn sầm uất hưng thịnh trở nên hiu quạnh mấy phần. Trên chóp mũi mỗi người đều lượn lờ mùi máu tanh, phóng tầm mắt nhìn lại thì giống như đang đi tới trận tu la. Tên thiếu niên lạc phách đứng ở giữa máu và xác chết. Cơ thể đứng thẳng, y phục trên người dính đầy vết máu, 7, 8 vết thương trên người đang có huyết dịch chảy nhỏ giọt xuống đất. Hắn vẫn nắm chặt kiếm, thật giống như một tôn tử thần. Tứ đại trưởng lão trong Tiềm Long biệt viện đều chết trong tay hắn, đều là một chiêu mà mất mạng, một phát trúng ngay chỗ hiểm. Phong Tiên Tuyết cũng đã sớm bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, có vẻ như muốn nôn mửa, lúc ánh mắt của tên thiếu niên lạc phách nhìn nàng chăm chú thì càng làm cho nàng không kiềm chế được mà phải lùi về phía sau hai bước. Đây là một loại bản năng sợ hãi. Nàng không phải là vợ của ngươi mà. Tên thiếu niên lạc phách lạnh lùng nói. Phong Phi Vân vội vàng đứng chắn trước người của Phong Tiên Tuyết, nói to. Nhìn cái gì vậy, nàng càng không phải là vợ của ngươi mà. Ta không thích trêu ghẹo nữ nhân có chồng. Tên thiếu niên lạc phách nhẹ nhàng lau chùi thanh kiếm trong tay, thanh âm mang theo hàn khí. Phong Phi Vân nhất thời tỉnh táo tinh thần, cười nói. Nàng vẫn cam tâm tình nguyện bị ta trêu chọc, mắc mớ gì tới ngươi, tiểu tử, ngươi có muội muội hay không? Lần sau ta sẽ trêu ghẹo nàng ấy thử xem. Muội muội. Tên thiếu niên lạc phách sờ sờ miếng thẻ tre trong ngực, trong mắt lóe lên một tia nhu sắc rất có tình người, nhưng mà tia nhu sắc này rất nhanh đã bị sát ý thay thế. Hừ lạnh một tiếng rồi thu tầm mắt lại, xoay người rời đi. Ngươi thật sự là một người rất đáng ghét, nếu như lần sau ta gặp lại, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thân hình tên thiếu niên lạc phách lóe lên, sau một khắc đã đứng trên đỉnh tường rào thật cao của Tiềm Long biệt viện. Tại sao không phải là giết ngay bây giờ? Phong Phi Vân cười nói. Bởi vì không có thời gian. Tên thiếu niên lạc phách tựa như là rất gấp, ánh mắt của hắn nhìn về nơi xa xa. Hình như muốn đi gặp người nào đó. Hắn liền bỏ đi, nhưng mà sau lưng hắn lại truyền tới thanh âm lải nhải của Phong Phi Vân. Này, gặp nhau chính là duyên số, để lại danh tính, thế nào? Phong Phi Vân đuổi theo. Nếu tìm sát nhân đao, lại tìm đỗ thủ cao. Tên thiếu niên lạc phách giống như một con chim lớn mà bay đi vậy, xông thẳng lên bầu trời cao, biến mất giữa những mái hiên lầu các mênh mông. Thanh âm của hắn vẫn quanh quẩn không không chí, hồi lâu không dứt. Đỗ thủ cao, cái tên này nhất định sẽ vang dội khắp Nam Thái Phủ trong một thời gian ngắn. Phong Phi Vân nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, trong miệng lẩm bẩm, vẫn còn mang theo một nụ cười. Rõ ràng xách theo thanh kiếm, lại nói sát nhân đao, người này chẳng lẽ đầu óc bị va vào cửa hay sao? Đầu của hắn hiển nhiên không có bị va vào cửa, chẳng qua là ngươi chỉ thấy kiếm của hắn. Vẫn còn không nhìn thấy đao của hắn. Hoặc là nên nói người còn chưa có tư cách thấy hắn dùng đao. Phong Tiên Tuyết đi tới, trong mắt mang theo sự khó hiểu nồng đặc, nói.
hắn thật sự bởi vì không có thời gian mới không giết ngươi. Mẹ kiếp, muội rất muốn ta chết dưới kiếm của hắn sao? Phong Phi Vân nói, cái miệng bị ổi giống như của ngươi mà có thể sống sót thật là một kỳ công. Phong Thiên Tuyết cười nói, vẻ mặt Phong Phi Vân ngưng trọng, nói, thật ra hắn không có giết ta thì tổng cộng có hai nguyên nhân, thứ nhất, hắn đích xác là không có thời gian, hắn đến Tiềm Long biệt viện kích sát Phong Vũ rất hiển nhiên vì trong ngực Phong Vũ có miếng thẻ tre kia, còn trên thẻ tre kia rốt cuộc có khắc cái gì thì không biết được. Nhưng mà có thể khẳng định một chút, người muốn miếng nợ này nhất định không phải là hắn, mà là thuê hắn tới giết người. Thuê người? Phong Thiên Tuyết kinh ngạc. Đỗ Thủ Cao là một gã sát thủ muốn giết người thì điều kiện tiên quyết chính là phải có người bỏ tiền. Phong Phi Vân nói. Hắn phải đi gặp người thuê hắn sao? Ánh mắt Phong Thiên Tuyết lóe lên một tia thần thái khác thường, nhìn Phong Phi Vân chăm chú, song đồng trong mắt mập mờ sát ý. Cả người Phong Phi Vân hơi run lên, nhẹ nhàng quay người đi, ánh mắt hướng về bốn phía mà nhìn chăm chú, Đỗ Thủ Cao cũng đã đi rồi, làm sao mà mới vừa rồi hắn còn cảm giác được một tia sát khí, chẳng lẽ là hắn sản sinh ảo giác? Chắc là ảo giác. Phong Phi Vân gật đầu, nói. Hắn chắc là đã đi gặp người thuê hắn rồi, nhưng mà cái này chẳng qua chỉ là nguyên nhân thứ nhất là hắn không giết ta, còn có nguyên nhân thứ hai. Là gì? Phong Thiên Tuyết nói. Hắn bị thương rất nặng, đừng nói là giết người, coi như là hắn ở lại đây thêm một khắc nào nữa thì hắn đều có thể sẽ ngã xuống đất mà không dậy nổi. Phong Phi Vân nói. Hắn bị thương rất nặng sao? Nhất định là bị thương rất nặng. Phong Phi Vân nói rất khẳng định. Đã như vậy thì tại sao ngươi không thừa cơ bắt hắn lại, chẳng phải sẽ nổi danh thiên hạ sao? Phong Thiên Tuyết càng không hiểu được tên tiểu tử Phong Phi Vân càng ngày càng kín đáo này. Phong Phi Vân lắc đầu nói. Trước hết, tu vi Đỗ Thủ Cao thực sự rất đáng sợ, dù cho là lúc sắp chết thật thì dám chắc cũng có thể kéo thêm một người đệm lưng, ta không muốn làm cái chuyện nguy hiểm đó. Thứ hai, so với việc bắt hắn lại thì ta lại càng muốn biết người thuê hắn giết người là ai. Trên mặt Phong Phi Vân mỉm cười một chút, không nói ra được là tự tin và cơ trí thế nào. Ý của ngươi là muốn theo dõi hắn, tìm xem người thuê hắn giết người là ai. Phong Thiên Tuyết lúc này cũng trở nên nghiêm túc, mang theo một chút ý nghĩ sâu xa nhìn chăm chú Phong Phi Vân. Dĩ nhiên là vậy, ta luôn cảm thấy phía sau việc này có gì đó không tầm thường. Phong Phi Vân nói, nhưng mà trong thiên hạ căn bản cũng không có người có thể theo dõi một tên sát thủ, đừng nói là ngươi, coi như là trưởng lão Phong gia cũng không có thể. Phong Thiên Tuyết nói, Phong Phi Vân cười nói, muội đừng quên, ta cũng là một trí sư. Muốn theo dõi một người thì cũng không phải là việc khó, muội có muốn cùng đi theo với ta không? Muốn theo dõi một sát thủ đứng đầu, cũng không phải là một chuyện đùa. Phong Thiên Tuyết hiển nhiên không tin Phong Phi Vân thật sự là một gã trí sư, nhưng mà tên tiểu tử này lại tự tin như vậy thì có chút không bình thường, lẽ nào hắn thật sự có chiêu gì đó để có thể tìm được tung tích của Đỗ Thủ Cao? Cái này, xảy ra chuyện lớn như vậy. Ta phải lập tức chạy tới bản bộ Phong gia để bẩm báo với mạch chủ của mạch, làm sao có thời giờ cùng ngươi đi làm bậy. Phong Thiên Tuyết nghĩ một đằng nói một nẻo. Phong Phi Vân gật đầu, cũng không vạch trần nàng, nói. Cũng đúng, Đỗ Thủ Cao này thật sự quá hung ác, muội không dám theo dõi hắn cũng rất là bình thường. Ngay cả tứ đại trưởng lão cũng chết dưới kiếm của Đỗ Thủ Cao, con cháu trẻ tuổi của Phong gia cũng đã sớm bị dọa sợ đến không đứng thẳng người được. Bây giờ đừng nói là để cho bọn họ đuổi theo hành tung của Đỗ Thủ Cao, coi như là nhắc đến cái tên Đỗ Thủ Cao thì đã hù dọa họ sợ đến bể mật. Cũng chỉ có thằng nhãi Phong Phi Vân không sợ trời không sợ đất, trên người lại mang theo một món linh khí cho nên mới dám đuổi theo Đỗ Thủ Cao, những người khác bao gồm của Phong Thiên Tuyết cũng không có can đảm lớn như vậy. Phong Phi Vân. Phong Phi Vân chạy tới bên ngoài đại môn Tiềm Long biệt viện, Phong Thiên Tuyết đuổi theo, gọi hắn lại từ phía xa. Phong Phi Vân dừng bước, xoay người lại, kinh ngạc mà nhìn nàng chằm chằm. Người vẫn không nên đi, có thể thuê được loại sát thủ cấp bậc như Đỗ Thủ Cao thì tu vi người này tuyệt đối sẽ không yếu hơn Đỗ Thủ Cao đâu, ngươi dù sao cũng không biết tu luyện, nếu bị bọn họ phát hiện, ngươi chỉ sợ là không về được. Phong Thiên Tuyết muốn nói rồi lại thôi, trong ánh mắt có vẻ rằng co. Phong Phi Vân hơi sửng sốt một lát, tiếp đó nhếch môi cười. Khụ khụ, vợ à! Đây là vợ đang quan tâm ta sao? Người đi chết đi.
Phong Thiên Tuyết nghiến chặt răng, tức bực dậm chân, nói tiếp. Chết là đáng đời. Tử Tiêu Phủ Thành chính là tòa thành trì lớn nhất ở phía Nam Vương Triều Thần Tấn, lịch sử so với Vương Triều Thần Tấn còn phải lâu đời hơn, giống như tòa thần bi cổ lão, vĩnh viễn bất diệt. Tử Tiêu Phủ Thành xây dựng qua 8 lần, cũng đã xây thành 8 bức tường thành, chia ra làm ngoại thành, phúc thành, cẩm thành, nội thành, hoành thành. Về phần Tiềm Long Biệt Viện thì là ngoại thành thứ nhất, cả tòa cổ thành thuộc về khu vực phía ngoài cùng, dù vậy nhưng vẫn đông nghịt, ngựa xe như nước, dòng người qua lại như dệt cửi, bởi vậy có thể tưởng tượng phúc thành, cẩm thành, nội thành còn phồn hoa hưng thịnh bực nào nữa. Phong Phi Vân đi ở trên đường lớn, từng cổ xe xa hoa phong cách cổ đại đi qua đi lại bên cạnh hắn, còn có một thiếu niên cưỡi cổ thú cao lớn, mang theo đại đội gia nô rêu rao khắp nơi. Ở Tử Tiêu cổ thành không thiếu nhất chính là con em nhà giàu, danh môn quý tộc, kẻ có tiền thật sự là quá nhiều, người có thế cũng tuyệt đối không ít. Tiến vào Phúc Thành, Phong Phi Vân đứng ở trên đường đưa mắt nhìn về nơi xa xôi, chỉ thấy một mảnh khí tượng tinh vũ đang nhanh chóng chạy tới một nơi sâu hút trong Tử Tiêu cổ thành. Đỗ Thủ Cao tuy là có thể che giấu thân tích nhưng lại rất khó che giấu khí tượng trên người. Chỉ cần là người tinh thông quan khí lại biết rõ về khí tượng trên người hắn là có thể truy tìm ra hành tung của hắn. Đỗ Thủ Cao tuyệt đối là một người cẩn thận, mặc dù có hiểu biết về quan khí thì cũng rất khó lần theo dấu vết của hắn. Phong Phi Vân đi theo hắn ròng rã một ngày đêm mới tìm được vị trí xác thực của hắn. Lúc này trời đã bắt đầu tối, có ánh trăng khuyết sắc xám xanh đang vắt trên bầu trời, chiếu xuống ánh sáng như dãy lụa phấp phới. Phong Phi Vân ngồi ẩn nấp trên đỉnh một tòa cổ lâu mộc điêu khắc, ở quán rượu đằng xa thì Đỗ Thủ Cao đang uống rượu, hắn đã ở nơi này uống rượu suốt một canh giờ, hơn nữa vẫn không có ý muốn rời đi. Hắn vừa uống rượu, trong miệng hắn vừa ho ra máu, thậm chí có mấy lần ngay cả thiết kiếm trong tay hắn cũng nắm không ổn, tựa hồ bất cứ khi nào cũng có thể ngã lăn xuống đất, nhưng mà một canh giờ đã trôi qua, hắn vẫn ngồi ngay thẳng ở đó mà uống rượu, vẫn là ho ra máu, vẫn cứ uống rượu. Phong Phi Vân không dám đến quá gần, chỉ ngồi ở trên nóc nhà cách xa mấy trăm trượng, chân đạp trên ngói lưu ly, hai chân bắt chéo, trong tay ôm một con gà quay không biết tìm được ở nơi nào, vừa ăn đùi gà vừa nhìn chằm chằm Đỗ Thủ Cao ở nơi xa xa. Hai người dường như đang dây dưa. Ta cũng có dư thời gian vậy, ta cũng không tin ngươi lại ở chỗ này uống rượu cả đời. Phong Phi Vân lại ngửa đầu nằm trên nóc nhà, không nhìn mục tiêu đang uống rượu nữa. Bởi vì dù cho không cần dùng mắt để nhìn thì cũng có thể cảm giác mơ hồ được Đỗ Thủ Cao có còn đó hay không. Đây là một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích, giống như thần thức của những người tu tiên cường đại kia vậy, nhưng mà hắn không có thần thức cường đại đến như vậy mà thôi. Chợt, trên đỉnh đầu xuất hiện tinh không răng đầy trời, một ngôi sao óng ánh rực rỡ xẹt ngang qua bầu trời như một đạo lưu tinh phá vỡ trường không, làm cho toàn bộ ngôi sao trên bầu trời cũng hơi bị náo loạn. Ngôi sao này tới từ phía nam, xuyên phá rất tàn khốc rồi tan rã ở giữa cung trời. Phong Phi Vân vội vàng trở mình lộn nhào trên nóc nhà rồi đứng lên, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, trong lòng nhanh chóng tập suy luận, rất nhanh đã cho ra kết quả, tự lẩm bẩm. Cô Tinh từ hướng bắc tới, không đường trốn rồi, chẳng lẽ bà nương chết bầm Đông Phương Kính Nguyệt đã đuổi theo tới Tử Tiêu Phủ Thành. Phong Phi Vân hiểu một chút về linh thông xem tinh tượng ban đêm. Tinh tú vừa rồi mới vượt qua nửa tinh không cứ như đao nhọn đâm vào lòng người, làm cho hắn có cảm giác sợ hết hồn hết vía, hơi suy tính một chút thì liền biết có cường địch từ phía nam tới rồi. Phía nam chính là hướng của thành Linh Châu. Bóng đêm càng lúc càng mênh mang, Đông Phương Kính Nguyệt hạnh mục hàm yên, đôi cánh quang bạch sắc trên lưng đã thu hồi lại, đang dẫm trên ngọn sóng mà bước qua sông hộ thành của Tử Tiêu cổ thành. Vẻ mặt của nàng lãnh đạm như tiên cơ mỹ quyến. Dù cho có mang theo chiếc khăn che mặt màu trắng có lam điệp bên trên cũng không mảy may che đậy được vẻ đẹp của nàng, làm cho những tên binh sĩ bảo vệ ở cổng thành đều sáng rỡ hai mắt, giống như là nhìn thấy tiên nữ từ trên trời hạ xuống trần gian. Người kia dừng bước, đêm xuống rồi nên không thể tiến vào Tử Tiêu cổ thành. Một vị binh lính phản ứng lại, cầm trong tay trường thương chĩa về phía Đông Phương Kính Nguyệt. Đông Phương Kính Nguyệt cũng không thèm nhìn hắn một cái. Từ trong ống tay áo bay ra một tấm lệnh bài quăng dưới chân tên binh lính kia, sau đó hướng vào Tử Tiêu cổ thành mà bước thẳng vào. Tên binh lính kia cầm lệnh bài trên đất nhặt lên, chỉ thấy trên có khắc chữ ngân câu, in Đông Phương, lệnh bài cầm trong tay nặng khoảng mười mấy cân. Tiểu nhân có mắt như mù, tội đáng muôn chết. Tên binh kính kia giống như bị trụt rút vậy,
bị dọa đến co quắp trên mặt đất, không ngừng dập đầu lại. Đây chính là lệnh bài Ngân Câu, dù cho là thành chủ Tử Tiêu Cổ Thành cũng không dám đắc tội với gia tộc Ngân Câu, huống chi hắn chỉ là một tên thủ vệ nho nhỏ. Đông Phương Kính Nguyệt đã đi vào rất xa, tiến vào trong Tử Tiêu Cổ Thành thì lại đem Hạo Thiên Linh Kính ra tế liễu, cứ như một vầng trăng sáng chậm rãi bay lên không trung, mang theo quang hoa rực rỡ mênh mông. Phong Phi Vân, ngày chết của ngươi đến rồi. Đông Phương Kính Nguyệt nhẹ giọng thì thầm, sau đó thu hồi Hạo Thiên Linh Kính, trực tiếp hướng về trong Phúc Thành mà chạy tới. Đã không có Cảnh Phong Đại Chí Sư che chở, Đông Phương Kính Nguyệt tự tin có thể dễ dàng thu thập được Phong Phi Vân. Quả thực không được thì nàng liền trực tiếp đến tìm gia chủ Phong gia để cho Phong gia điều động cường giả đuổi bắt hắn. Đêm xuống, Tử Tiêu Cổ Thành đèn đuốc sáng trưng, tiếng động ồn ào không dứt. Đỗ Thủ Cao cuối cùng cũng không ho ra máu nữa, hình như cũng đã uống đủ rượu rồi, cầm miếng vải bố trên bàn lên lau chùi vết máu nhuốm trên thanh thiết kiếm ở trong tay. Lúc này có người đi vào quán rượu, đây là một người có vóc dáng thon dài. Bởi vì quán rượu che mất đầu của hắn nên không thấy rõ rốt cuộc là nam hay nữ. Thậm chí ngay cả Phong Phi Vân cũng không thấy hắn đã đi vào quán rượu như thế nào, trong lúc Phi Vân lơ đãng thì hắn cũng đã đứng ở trong đó rồi. Phong Phi Vân vội vàng phun xương gà đang nhai trong miệng ra, vẻ mặt chăm chú nhìn chòng chọc về hướng quán rượu, muốn thấy rõ dáng vẻ của người đang ngồi đối diện với Đỗ Thủ Cao nhưng mà trong tay người này luôn cầm một cây quạt che mặt của hắn lại. Chỉ có con cháu Phong gia mới mang giày ô xác, lẽ nào người thuê Đỗ Thủ Cao giết người chính là con cháu Phong gia? Tuy là không nhìn thấy mặt của đối phương, hơn nữa hắn còn cố ý mặc trường bào che giấu dáng người nhưng mà lại lộ ra đôi giày mang trên chân làm cho Phong Phi Vân nhìn thấy được một chút manh mối. Phong Vũ đã chết rồi, đồ đâu? Người kia nói. Đỗ Thủ Cao vẫn ngồi ngay thẳng, nhàn nhạt liếc nhìn người đối diện, mang theo vẻ mặt phức tạp. Từ trong lòng ngực sờ soạng rồi từ từ rút ra một miếng thẻ tre, để lên bàn. Người kia liền muốn lấy thẻ tre ở trên bàn, nhưng mà kiếm của Đỗ Thủ Cao lại đặt ở trên cổ tay của hắn, chỉ cần hắn dám di chuyển thẻ tre thì thanh kiếm này liền có thể chặt đứt tay của hắn. Đưa tiền thù lao trước, 10 vạn lượng vàng ròng. Thanh âm của Đỗ Thủ Cao lạnh như băng, làm cho rượu trên bàn cũng biến thành băng. Tay của người kia bỗng nhiên giơ lên trên không trung, phát ra tiếng cười khó đoán. Được, ta đây liền cho ngươi. Trên cổ tay của người kia liền sáng lên một mảng bạch quang lớn, huyễn hóa thành một tầng vảy giáp trụ, chặn lấy thanh kiếm của Đỗ Thủ Cao, mà tay kia của hắn thì lại ngưng tụ thành song chỉ kiếm, đâm thẳng vào mi tâm của Đỗ Thủ Cao. Đỗ Thủ Cao hiển nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, bàn chân chợt đạo một cái lên mặt đất, cả người liền lộn ngược ra ngoài, mà cùng lúc đó hắn vẫn còn chém được một kiếm vào khoảng không, kéo ra một đạo kiếm lãng. Thình thịch, một kiếm liền làm cho toàn bộ quán rượu bị chém tan nát, kiếm khí đem vại rượu, bầu rượu, chén rượu đều làm cho bị bể nát, trong lúc nhất thời mùi rượu liền tràn ngập, hơi rượu bốc lên tinh khiết và thơm tho bao trùm cả nửa con phố. Nhưng mà miếng thẻ tre đặt ở trên bàn lại không bị tổn hao gì, người kia thì vẫn ngồi ở trên băng ghế, cây quạt trong tay thì luôn phe phẩy, vẫn là không thể nhìn thấy mặt của hắn. Động thủ, Phong Phi Vân cũng là mài quyền soàn soạt. Đưa mắt nhìn chăm chú vào trên miếng thẻ tre kia, hai người cao thủ tột đỉnh này đều ở đây tranh đoạt thứ này thì nó tuyệt đối không tầm thường, nếu có thể thừa nước đục thả câu mà đoạt lấy thẻ tre kia, vậy thì tốt quá rồi. Đỗ Thủ Cao, người đã bị thương rồi, không thể nào là đối thủ của ta. Người kia cũng không vội, nhẹ nhàng nói. Đỗ Thủ Cao một tay cầm kiếm, đứng ở một nơi ngoài 10 trượng, xung quanh người là từng vòng chiến khí, khí thế kinh ngạc tạo thành từng đợt gió xoáy. Dáng vẻ này là của một người bị trọng thương. Đời thứ 5 Phong gia lại có cao thủ như ngươi vậy, lúc trước ta thật là nhìn không ra. Đỗ Thủ Cao nói dụ ý thâm sâu, hình như có chỉ tay. Thứ ngươi nhìn không ra vẫn còn rất nhiều. Người kia nói, vì 10 vạn lượng vàng dòng ít ỏi này mà đối địch với ta, đây tuyệt đối là cách làm không sáng suốt nhất của ngươi. Lời của Đỗ Thủ Cao ngày hôm nay đặc biệt nhiều, ít nhất so với thường ngày thì phải là nhiều hơn. 10 lượng vàng dòng đối với ta mà nói cũng không coi là nhiều lắm. Giết ngươi, chỉ vì ngươi biết quá nhiều mà thôi. Người kia nói không rõ ràng. Loại chuyện giết người diệt khẩu này ta đã làm nhiều lần, không ngờ hôm nay lại bị giết ngược lại. Qua mỗi một câu nói của Đỗ Thủ Cao thì khí thế trên người liền cao hơn một phần, khi hắn nói đến chữ cuối cùng thì khí thế đã đạt đến đỉnh điểm,
mà đúng lúc này, thân ảnh của hắn đã biến mất ở chỗ kia. Không, chẳng qua là tốc độ quá nhanh cho nên mới có cảm giác rằng hắn đã biến mất. Kiếm quang và nhân ảnh cùng nhau biến thành con thoi di chuyển, muốn một kiếm lấy mạng của đối phương. Kiếm của Đỗ Thủ Cao cực nhanh, có thể làm cho trưởng lão cấp bậc tiền bối cũng phải bị đánh chết bởi một kiếm. Kiếm của hắn cho tới bây giờ đều là lệ vô hư phát, nhưng mà lúc này hắn lại đâm phải một khoảng không. Tốc độ của người kia cũng không hề chậm hơn so với hắn. Đùng! Thân ảnh của người kia chồng chéo lên nhau tạo thành những cái bóng liên tiếp, một chưởng vỗ vào trên kiếm của Đỗ Thủ Cao, đánh ra một mảng tia lửa lớn. Một tiếng âm vang vang lên. Kiếm trong tay Đỗ Thủ Cao bị đánh nát, sinh ra vết nứt như là mạng nhện vậy. Đùng! Thiết kiếm vỡ vụn. Vụn thiết rớt xuống đầy đất làm lộ ra một mảng quang hoa huyết sắc, có bóng một thanh đao thon dài hiện ra. Trong thiết kiếm vậy mà cất giấu một cây đao. Vèo. Đao nhanh hơn, ác hơn, mạnh hơn. Vung lên nhẹ nhàng, chính là kéo ra một đạo hỏa diễm, đao khí mang theo hỏa diễm. Đây là, một cây đao cấp bậc linh khí. Trong thanh âm người kia mang theo vẻ kinh ngạc, dễ nhận thấy một món linh khí vẫn rất có thể làm người khác phải khiếp sợ. Uy lực của một món linh khí nếu có thể thi triển ra hoàn toàn thì có thể chống chọi lại 10 vạn đạo quân lớn, có thể chiến đấu với tu sĩ vượt qua cảnh giới. Hừ, Đỗ Thủ Cao ngươi đã bị thương rất nặng, căn bản là không cách nào dẫn động được uy lực linh khí, dù cho nắm một món linh khí trong tay thì hôm nay ngươi cũng nhất định phải chết. Người kia rất nhanh liền định tâm lại, nếu như là thời kỳ toàn thịnh của Đỗ Thủ Cao cộng thêm một món linh khí, như vậy thì hắn chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Nhưng mà bây giờ Đỗ Thủ Cao cũng không biết được lúc nào sẽ ngã xuống, hắn chẳng mảy may sợ hãi. Vậy thì ngươi đã sai lầm rồi. Hả, thẻ che đâu rồi? Trong thanh âm của Đỗ Thủ Cao cũng sinh ra sự kinh ngạc. Người kia cũng đưa mắt nhìn chòng chọc qua đó, thẻ che trên bàn không còn đâu nữa, trên bàn trống không, chỉ còn lại xương của nửa con gà để ở trên. Bọ ngựa tóm ve sầu, hoàng tước ở phía sau, một con hoàng tước tốt. Đỗ Thủ Cao hiển nhiên cũng biết giá trị của thẻ tre, đôi mắt quét khắp nơi, cuối cùng phát hiện một chút manh mối, sách đao ở trong tay rồi hướng về nơi xa trong màn đêm mà đuổi theo, chân đạp trên gạch ngói vụn làm chúng bắn lên cao mấy chục thước. Cây quạt của người kia vừa thu lại, trên mặt bao bọc bởi một tầng sương mù dày đặc làm cho người ta cũng không nhìn thấy rõ hắn là nam hay nữ, thậm chí ngay cả tuổi tác của hắn cũng không nhìn ra, trong miệng của hắn phát ra tiếng tấm tấc. Lại có thể đoạt lấy thẻ tre ở dưới mắt của ta, thủ đoạn của người này không phải là thông minh bình thường. Nói xong lời này, hắn cũng nhẹ phẩy quần áo, chân đạp trên nóc nhà rồi hướng về phía Đỗ Thủ Cao mà đuổi theo. Phong Phi Vân chạy rất gấp, bất luận là đường lớn hay là khe rãnh chật hẹp hắn đều không có chút do dự mà từng bước vượt qua, giống như là gặp cướp chặn đường mà bỏ chạy vậy. Không có cách nào cả, ở phía sau là hai vị sát thần đang đuổi theo rất nhanh. Nếu như chậm hơn một chút thì phỏng chừng đều sẽ chết dưới kiếm bọn họ. Đuổi theo, lại đuổi theo thì đuổi tới nội thành. Đỗ Thủ Cao và người thần bí kia càng ngày càng tới gần, bên tai cũng có thể nghe được tiếng xé gió do bọn họ đang cấp tốc truy đuổi phát ra. Vèo. Đỗ Thủ Cao vung đao trong tay, một đạo đao khí xuất ra ngang trời như một con hỏa long mảnh khảnh bay tới. Phốc. Vạt áo của Phong Phi Vân bị cắn nát một góc. Nếu không phải hắn nhanh chóng thoát được thì không phải là cắt nát vạt áo của hắn mà là cổ của hắn. Lại một luồng hàn khí từ trên đỉnh đầu dâng lên, mang theo sát khí nồng nặc, trong lòng Phong Phi Vân run rẩy vô cùng, cơ thể bỗng nhiên hướng về bên cạnh mà nhảy một cái qua bức tường cao, tiến vào trong một tòa phủ đệ, tránh thoát khỏi một kích tất tử kia. Vừa rồi mới ra tay không phải là Đỗ Thủ Cao mà là người con cháu Phong gia thần bí kia, tu vi người này không hề dưới Đỗ Thủ Cao. Phong Phi Vân trốn trong một góc tối om, trên lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi vẩn đục, trong miệng thở hổn hển, lưng thì dán chặt vào bức tường lạnh như băng, không dám nhúc nhích. Trong tòa phủ đệ này có âm thanh múa hát ồn ào truyền ra, cho thấy chủ nhân của nó là người phú quý và xa hoa, nhưng mà lúc này hắn lại mắt điếc tai ngơ, chẳng qua chỉ là chăm chú nghe ngóng tiếng bước chân ở ngoài phủ đệ đang càng ngày càng gần. Trên người Đỗ Thủ Cao sát khí đặc hữu, càng ngày càng gần. Dường như làm cho cả bầu không khí bị ngưng kết đông lạnh lại. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong đầu Phong Phi Vân hiện lên hàng vạn hàng ngàn kế sách nhưng tất cả đều bị hắn bác bỏ từng cái một. Đối mặt với loại cao thủ cấp bậc cao như Đỗ Thủ Cao thì loại kế sách gì cũng có vẻ mong manh dễ vỡ cả.
Hắn đưa mắt xoay đầu về phía chỗ sâu hút trong tòa phủ đệ này, chỉ thấy dọc theo đường mòn phía trước có trồng 9 cây cổ liễu khỏa chát long cổ kính kéo dài về phía xa. 9 cây cổ liễu lại đối ứng với 9 tòa tháp miếu màu xanh làm cho một góc phủ đệ được bao trùm ở bên trong, phảng phất khí sát phạt dày đặc. Tòa phủ đệ này nằm ở trong nội thành, trong tình thế cấp bách và để bảo toàn sinh mệnh nên hắn mới phải vào đây, nhưng mà bố cục bên trong lại khác hẳn so với bên ngoài, mang theo một loại kiến trúc phong cách dị vực. Nước ngoài. Toàn phủ đệ này thật là lớn, nhưng tại sao ngay cả một đứa nha hoàn, một tên gia nô cũng không có. Phong Phi Vân đưa mắt nhìn lại, trước mắt tuy là đèn đuốc sáng trưng, âm thanh múa hát không dứt nhưng ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy, có vẻ quỷ dị vô cùng. Một trận gió lớn thổi tới, 9 cây cổ liễu khỏa chát long như 9 vị cự nhân gánh những cái đỉnh đang bắt đầu lay động nhẹ nhàng, giữa những lá cây ma sát lẫn nhau phát ra tiếng sàn sạt. Hô! Một đám sương mù màu trắng lớn từ trong tán lá cổ liễu đang xuất hiện dày đặc, tựa như từng cây mang theo tia bạch sắc, rất nhanh đã tràn ngập cả thảy phủ đệ. Sương mù ngăn cản tầm mắt người nhìn, ngoài 10 bước khó có thể nhìn thấy được vết chân người. Trời cũng giúp ta! Phong Phi Vân tuy là không hiểu tại sao trong lá cây của 9 cây cổ liễu lại tràn ra sương mù, nhưng không thể không nói đây đối với hắn mà nói chính là tránh thoát được truy sát của đổ thủ cao và người con cháu phong gia thần bí kia, có ưu thế vô cùng. Một đạo đao khí dáng dấp chừng mấy thước giống như một làn phiến hỏa từ ngoài bay tới, đem bức tường mới vừa làm chỗ ẩn nấp của Phong Phi Vân bị chém vỡ, từng cục cự thạch xây nên cũng bị đánh thành bột mịn. Phong Phi Vân cũng lợi dụng thời cơ này. Cơ thể bay vọt lên trước, bay vào chỗ sâu trong phủ đệ, nhảy tới ngọn của một trong những cây cổ liễu khỏa chát long cực đại rồi ẩn núp. Hiu hiu. Vì theo sát Phong Phi Vân nên hai người này cũng bay vút vào đây. Đỗ thủ cao tay cầm trường đao, một bước dài 10 trượng xông vào trong phủ đệ, ánh mắt lãnh trầm, sát khí trùng tiêu làm cho sương mù mênh mông mờ mịt kia cũng bị chấn động thiếu chút nữa phải tản ra vụn vỡ. Mà gã con cháu phong gia thần bí kia bây giờ đã lộ ra bóng dáng. Cũng mang khăn lông vũ, thắt lưng quấn đại ngọc, trong tay phe phẩy một cây quạt thanh cốt bạch, tác phong có vẻ nhẹ nhàng. Trên mặt của hắn mặc dù có một lớp sương mù dày đặc bao phủ làm cho người ta khó có thể thấy rõ bộ dáng của hắn nhưng phượng hoàng thiên nhãn của Phong Phi Vân đã đạt đến sơ kỳ rồi nên vẫn nhìn thấu được một chút đường nét dung mạo của hắn. Người này mắt ngọc mày ngài, ngũ quan tinh xảo vô cùng, quả thực là đẹp trai ngời ngời đến mức có chút quá đáng, làm cho người khác phải đố kỵ. Phong Phi Vân tự nhận là tướng mạo mình coi như cũng hạng nhất, làm biết bao thiếu nữ phải nhớ nhung mê đắm nhưng cùng với người thiếu niên này mà nói thì quả thực là kém xa vạn dặm. Chỉ cần là một nữ nhân, nếu như nhìn thấy hắn sợ rằng đều phải phạm cuồng si. Úi chà, tại sao thiên hạ lại có thể có một người nam nhân đẹp trai như vậy chứ? Hèn chi trên mặt phải bao bọc bởi một lớp sương mù dày đặc, cảm tình như sợ hãi điều gì vậy, nam nhi thật tốt như ta xem cũng không vừa mắt. Tiện tay sẽ hủy dung nhan của hắn. Thời khắc này Phong Phi Vân thật kích động muốn đi hủy hoại nhan sắc của tên yêu nam kia, nhưng mà cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, dù sao tu vi của tên yêu nam kia cũng khá đáng sợ cũng chỉ có đỗ thủ cao mạnh mẽ tài năng mới có thể áp chế được hắn. Kỳ quái thật, làm sao mà cứ có cái cảm giác quen thuộc thế này ấy. Phong Phi Vân quan sát tỉ mỉ tên yêu nam kia, dù sao cũng cảm thấy phảng phất một chút khí tức quen thuộc. Đặc biệt là đôi mắt kia, toát ra thần sắc, quả thật làm cho Phong Phi Vân cảm thấy miêu tả rất sống động. Nhưng mà Phong Phi Vân cũng hiểu rõ, mình tuyệt đối chưa từng gặp qua hắn, vậy thì cái loại cảm giác quen thuộc này lại từ đâu mà tới chứ? Bỗng dưng, tên yêu nam kia bước về phía trước một bước, cái cổ trắng ngần thon dài khẽ ngước lên, đôi mắt trống không hướng về phía trên nhìn chăm chú. Ánh mắt hắn hết sức sắc sảo, thật giống như có hai thanh lợi kiếm từ trong con người hắn bay ra. Nguy rồi, bị hắn phát giác. Phong Phi Vân cảm giác được một luồng sát khí xông thẳng lên đỉnh đầu thiên linh. Tên yêu nam cảm nhận được ánh mắt của Phong Phi Vân nên phát hiện ra hắn, cánh tay thon dài trắng ngần dơ lên đánh ra một trường ô quang cự ấn, đánh thẳng về chỗ ẩn nấp của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không ngừng đánh ra 9 đạo trường ấn, cơ thể giống như biến thành 9 cánh tay la hán, muốn đón lấy trường này. Nhưng mà hắn vẫn là xem thường tu vi của tên yêu nam này. Một trường ô quang cự ấn này vậy mà hóa thành 3, ngưng tụ thành tam đầu kỳ ngưu, gào thét một tiếng thật dài, dã ngưu xông thẳng tới trước. Lực của tam đầu kỳ ngưu chừng 4 vạn cân, trùng trùng điệp điệp, tiếng chân như sấm sét rung trời.
Một trưởng tùy ý của tên yêu nam là có thể đánh ra tam nghiêu chi lực, tu vi thật sự không dưới những trưởng lão ở Phong gia, tuyệt đối là anh kiệt có 102 trong đời thứ 5 Phong gia. Tam nghiêu chi lực cuồn cuộn nghiền nát mọi thứ mà nó đi qua, trực tiếp đạp vỡ chín trưởng ngưng tụ của Phong Phi Vân, đụng phải hắn rồi làm cho hắn bay xa mười mấy trượng. Sát, mạnh dữ vậy. Phong Phi Vân tuy là bị đánh bay đi nhưng cũng không có bị thương, ngược lại lại mượn luồng sức mạnh này mà lén đi đến một tòa tháp miếu màu xanh bên cạnh Trát Long cổ liễu, tiếp theo lại mở một cánh cửa rồi đi vào trong. Chín cây cổ liễu, chín tòa tháp miếu. Cổ liễu tráng kiện chẳng khác nào long trụ, cần phải có 3 hoặc 5 người mới có thể vòng tay ôm trọn lấy, lá cây ở trên rũ xuống, nhánh rườm rà lá tươi tốt, hơn nữa còn có khói mù màu trắng lượn lờ, tựa như chín gốc cổ thụ tu hành đắc đạo. Chín tòa tháp miếu cũng dị thường quái dị, chính là dùng đàn mộc nguyên chất mà xây thành, phía trên ấn đầy phản văn, khắc đầy thân ấn Phật, nhưng mà lối kiến trúc này lại hoàn toàn bất đồng so với miếu thờ ở Nam Thái Phủ, làm cho người ta có cảm giác giống như Phật không phải Phật. Tuy là khắp nơi ở đây đều lộ ra vẻ quỷ dị nhưng mà vì mạng sống Phong Phi Vân cũng chỉ có thể kiên quyết xông vào. Thình thịch, Phong Phi Vân mới vừa nhảy qua cửa sổ thì cửa sổ liền đóng mạnh lại, trước mắt trở nên u ám kỳ lạ, chỉ có thể mơ hồ trông thấy 3 luồng ánh sáng từ ánh trăng ở bên ngoài chiếu rọi qua song cửa sổ. Phong Phi Vân hít một hơi thật sâu, từ dưới đất bò dậy, nhìn xuyên qua song cửa sổ hướng về phía bên ngoài, chỉ thấy Đỗ Thủ Cao và tên yêu nam kia vẫn đứng ở bên ngoài. Hai người này một trái một phải đều không phải là hiền lành gì, họ đang nhìn Phong Phi Vân ở trong tháp miếu. Bọn họ cũng không có xông tới ngay lập tức, rõ ràng là bọn họ cũng đã nhận ra nơi đây rất quỷ dị, cũng không dám tùy tiện xuất thủ, huống chi hai người bọn họ cũng kiêng kỵ đối phương, trước khi thăm dò ra được manh mối gì thì càng không dễ dàng đặt mình vào chỗ nguy hiểm. Giao thẻ che ra thì giữ cho ngươi được toàn thây. Thanh âm của Đỗ Thủ Cao vô cùng lạnh nhạt. Trong lời nói mang theo một luồng hàn khí nhào ra làm cho cả tòa tháp miếu cũng bị bao phủ bởi một tầng băng xương. Phong Phi Vân, ta cũng không muốn giết ngươi, ngươi đừng ép ta phải động thủ lấy tính mạng của ngươi. Tên yêu năm kia hơi dừng lại một chút, lại nói. Nếu như ngươi giao thẻ che cho ta, ta nhất định bảo toàn cho ngươi một mạng. Phong Phi Vân hiển nhiên không tin những lời nói ma quỷ này, lấy nửa con gà quay trong lòng ngực ra gặm. Căn bản cũng không để ý tới hai tên hung ác này. Nhưng mà gặm được lại cái lại dừng lại, không đúng nha. Tại sao tên yêu nam này lại biết tên của ta? Phong Phi Vân tuy là tự nhận mình tài hoa hơn người, danh tiếng khắp thiên hạ nhưng mà chẳng qua cũng chỉ là tự nhận thế thôi. Dù sao hắn cũng chỉ mới tới Tử Tiêu Cổ Thành ngày hôm qua, người trong Tử Tiêu Cổ Thành có thể gọi tên của hắn cộng lại đoán chừng cũng không quá 10 người. Tên yêu nam này tại sao lại có thể một mực gọi ra tên của hắn? Phong Phi Vân càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, vì vậy đem nửa con gà quay đang cầm trong tay buông xuống, đặt trên cái bàn bên cạnh cửa sổ, hai tay đặt trên song cửa sổ, trong hai mắt sinh ra 2 luồng hỏa diễm, lần nữa nhìn chòng chọc về hướng tên yêu nam kia, muốn đem lớp sương mù dày đặc trên mặt tên yêu nam kia nhìn xuyên thủng, hoàn toàn thấy rõ được bộ dáng của hắn. Mà đang lúc Phong Phi Vân nằm bò bên cạnh song cửa sổ, nín thở để quan sát chăm chú tên yêu nam kia thì một cánh cửa nằm ở phía sau căn phòng trống trải tối tăm này lại mở ra, nhưng không có bất kỳ tiếng mở cửa nào, sự yên lặng có chút khác thường. Một tiếng thở dài già nua truyền đến làm cho người ta cảm thấy một loại âm trầm xa xăm, thật giống như tiếng than thở của thi ma được phát ra từ thi thể được chôn ở dưới lòng đất vậy. Giống vậy, Phong Phi Vân vẫn không có nghe được tiếng thở dài đó, trong tòa tháp miếu này thật giống như có một luồng sức mạnh thần bí. Phong bế bộ phận giác quan của hắn lại. Mẹ nó, tên yêu nam này rốt cuộc là ai? Phong Phi Vân quan sát cả buổi cũng không có kết quả gì, đưa tay mò mò muốn lấy con gà đặt trên cái bàn cạnh ở cửa sổ nhưng lại mò thấy một cái tay lạnh như băng, khô quắt, hình như không có một tia huyết nhục. Vậy mà mò thấy một cái tay. Phong Phi Vân sờ qua tay của người khác thật sự cũng không ít, nhưng phần lớn đều là tay của nữ nhân xinh đẹp thanh xuân. Cái này vẫn là lần đầu tiên sờ tới cái tay lạnh lẽo khô quắt như thế. Má ơi, cái quái quỷ gì vậy? Phong Phi Vân đột nhiên lùi về phía sau, cơ thể nhìn thẳng vào trên tường, chẳng lẽ là gặp phải quỷ? Loại chuyện gặp quỷ hiển nhiên không hù được Phong Phi Vân, dù sao thì hắn cũng là người từng chết một lần rồi, nhưng mà vật quỷ này xuất hiện thực sự rất là kỳ quái, quả thực là so với quỷ còn phải dọa người hơn. Đây là một cái tăng y màu xanh xám cho. Vải vóc đã trở nên trắng bệch,
bạch tuyến thêu ở chỗ trước ngực cũng phải chế tạo từ mấy ngàn năm trước, đan xen thành một cây hoa bỉ ngạn, một nhóm chữ nhỏ cổ xưa xinh đẹp thêu ở bên cạnh hoa bỉ ngạn. Hoa bỉ ngạn, 1000 năm mới nở, 1000 năm mới tàn, hoa lá vĩnh viễn không gặp nhau. Tình duyên không vì nhân quả, nhân duyên đã định trước sinh tử. Đây là một hàng chữ nhỏ được thêu ở trên tăng y, kiểu chữ ôn nhu ẩn chứa đạo kính, tuy là đã qua mấy ngàn năm nhưng trên hàng chữ nhỏ kia vẫn mang theo sự bi thương và thê uyển, vẫn phô diện Như Lai như cũ. Chẳng qua chỉ nhìn qua một cái cũng đủ để làm cho người ta cảm thấy muốn rơi lệ. Cái tăng y này lại trôi lơ lửng ở trước mặt Phong Phi Vân, thật giống như một vị cổ tăng đang đứng ở trước mặt hắn, nhưng trên thực tế thì cái này chẳng qua chỉ là một cái tăng y. Tăng y này như được một khí chống đỡ thiên cổ bất diệt, có thể trôi lơ lửng trong không khí. Thật giống như có một thân thể trong suốt của vị tăng nhân nào đó đang mặc y phục tăng y đứng ở trước mặt Phong Phi Vân, mặt mỉm cười theo dõi hắn. Trên tăng y có dính một chút vết máu, tuy là đã mấy ngàn năm trôi qua nhưng vết máu vẫn tiên diễm chẳng khác nào hồng mai. Hoa bỉ ngạn, lá sinh hoa chưa nở, hoa nở lá lại rơi, gần nhau trong gang tấc, suốt đời không gặp nhau. Phong Phi Vân dường như có thể cảm nhận được ý cảnh thê lương từ trong tăng y truyền ra, không kiềm chế được mà đọc ngạn ngữ về hoa bỉ ngạn, trong lòng có một chút bi thương dâng lên mà không nói ra được, hình như đã bị Phật cảm hóa. Chủ nhân của cái tăng y này nhất định là một người có cố sự. Trong lòng Phong Phi Vân bớt đi sợ hãi mấy phần mà sinh ra vài phần hiếu kỳ. Cái tăng bào này cũng đã gần như muốn mục nát, bên trong trống rỗng, chủ nhân đã chết không rõ năm tháng. Chỉ có bộ y quan này là bất diệt. Không, còn có một cánh tay phải bạch cốt u mịch nữa. Trong ống tay áo bên phải có một cánh tay đưa ra, đang nắm thật chặt, huyết dịch trên đó cũng đã sớm mất đi, ngay cả xương khớp cũng đã bị đục ruỗng hàng trăm hàng ngàn lỗ nhỏ, tựa như vừa đụng nhẹ cũng sẽ hóa thành cho cốt. Trong thời gian mấy ngàn năm đủ để cho huyết dịch và xương khớp trong người đều bị hủ thực thành cho bụi, nhưng mà cái cánh tay này lại không có bị ma diệt. Điều này làm cho người ta không khỏi tò mò về nguyên nhân trong đó. Trong tay của hắn hình như đang nắm thứ gì đó. Trong cánh tay bạch cốt u mịch kia, năm ngón tay nắm thật chặt, hình như nắm chắc một món gì đó, dù cho mà đã trải qua mấy ngàn năm nhưng vẫn không nỡ buông tay. Suy cho cùng thì là vật gì mà có thể để cho một người chết phải lưu luyến đến như vậy? Sự hiếu kỳ của Phong Phi Vân gần đây rất nặng, gặp cái tăng y này cũng không có thù địch gì thì đánh bạo. Muốn mở banh cái tay bạch cốt kia ra xem thử rốt cuộc trong tay của hắn là đang nắm cái quái gì. Tu vi của Phong Phi Vân đã đạt đến tiên căn sơ kỳ, lực cánh tay cũng hết sức mạnh, coi như là một khối thiết đính cũng có thể vặn mở ra được, nhưng mà bất luận hắn dùng bao nhiêu sức lực cũng không cách nào mở ra được dù chỉ là một khớp xương của cánh tay bạch cốt kia. Nhất niệm sinh, vạn thủy thiên sơn, nhất niệm diệt, thương hải tang điền. Vừa niệm sinh, khó khăn gian khổ, vừa niệm diệt. Thế sự xoay vần. Có âm thanh tang thương ở đằng xa vang lên, có vẻ tràn đầy lưu luyến với trần gian nhưng lại mang một sự bất đắc dĩ mãnh liệt làm cho người nghe cũng phải trở nên thần thương. Hình như có người đang đứng dựa vào lan can ngắm trăng, nhớ lại hồi ức. Thật lâu sau đó lại là một tiếng thở dài. Hai ống quần tăng y kia bị gió tà thổi lất phất, bước chân nhẹ nhàng xoay đi, lại đi trở về cánh cửa màu xám xanh kia. Cánh cửa lại nhẹ nhàng đóng lại. Vẫn không có một chút tiếng động nào. Phong Phi Vân ngây ngẩn cả người, xoa xoa hai mắt của mình, dù sao cũng cảm thấy mọi chuyện mới phát sinh vừa rồi đều như mộng, thực sự là rất không chân thật. Tăng y mấy ngàn năm lại có thể tự đi lại, bởi vậy có thể thấy được chủ nhân của nó trước đây cường đại bực nào, một người cường đại như vậy thì có quá khứ như thế nào đây? Tháp miếu, tăng y nhuốm máu, hoa bỉ ngạn, tay bạch cốt. Phong Phi Vân dù sao vẫn cảm giác mình xông vào một nơi không nên xông vào, hơn nữa trong lúc vô tình còn làm cho một thứ bị kinh động, thật giống như làm cho một người chết đang ngủ say mấy ngàn năm bị đánh thức vậy. Phong Phi Vân, người suy tính như thế nào? Thanh âm của tên yêu nam kia lại từ bên ngoài truyền vào, thanh âm có chút nũng nịu, Phong Phi Vân nghe được sự nén giận trong đó. Việc này không có cân nhắc, có bản lĩnh thì tự mình vào đây mà lấy, bổn đại gia ở chỗ này chờ cái người đây. Phong Phi Vân hiển nhiên sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của bọn họ, dù cho là đem thẻ che giao ra thì bọn họ cũng nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Đúng rồi, cái thẻ che này rốt cuộc là vật gì? Từ khi trộm được thẻ che này cho tới giờ Phong Phi Vân cũng chưa có nhìn kỹ lắm,
nhưng mà nếu có thể làm cho Đỗ Thủ Cao cùng với tên yêu nam kia đều coi trọng như thế thì trên cái thẻ tre này e rằng có cất giấu đại bí mật. Ngay lúc Phong Phi Vân dự định kiểm tra bí ẩn trên thẻ tre thì ở ngoài tháp miếu có một luồng gió lạnh rít tới. Vậy ta sẽ tới lấy. Cuối cùng Đỗ Thủ Cao cũng không nhịn được mà xuất thủ, không có cách nào khác, hắn là người mang trọng thương, căn bản cũng không chống đỡ nổi với Phong Phi Vân hay tên yêu nam kia, mỗi một phút qua đi thì thực lực của hắn sẽ càng bị tiêu giảm một phần. Hắn chỉ có thể mạo hiểm xuất thủ, nếu không thì càng lâu đối với hắn càng bất lợi. Đao trong tay Đỗ Thủ Cao chính là một món linh khí, tuy là bây giờ hắn không cách nào kích hoạt được uy lực linh khí nhưng mà với lưỡi đao sắc bén thì binh khí cấp bậc bảo khí không thể so sánh được. Đừng nói là một tòa miếu thờ, coi như là một tòa cung điện hắn cũng có thể dùng một đao mà bổ ra. Phong Phi Vân hiển nhiên không thể nào bó tay chờ chết, cách nhau một cái cửa sổ, một trường nghênh đón, miểu quỷ ban chỉ trên lòng bàn tay chuyển động. Một luồng huyền khí màu đen bay ra biến thành một cái trưởng ấn to lớn nhô lên cao vỗ xuống. Tu vi Đỗ Thủ Cao vô cùng mạnh, đao pháp càng là dày công tôi luyện nhưng lại bị một đạo trưởng ẩn trước mắt này đánh cho quay trở lại, cơ thể rụng vào trên chát long cổ liễu ở sau lưng. Thình thịch, thân cây cổ liễu chấn động, lá liễu rơi xuống đầy trời. Cơ thể Đỗ Thủ Cao rơi vào thân cây rồi rớt xuống, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, bị thương nặng hơn. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, một đạo trưởng ấn mới vừa rồi quả thực quá cường đại, tuy là trưởng này đánh thắng là do bất ngờ mới đánh lui được hắn nhưng mà cũng cho thấy đạo trưởng ấn này rất mạnh mẽ. Thực lực Phong Phi Vân tuyệt đối không đạt được trình độ mạnh như vậy. Đây là uy lực của linh khí, trong tháp miếu có cao nhân khác. Đỗ Thủ Cao chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Nghị lực của hắn thật kinh ngạc, tuy là đã bị thụ thương nhiều lần. Sống chết trong gang tấc nhưng hắn lại lấy đao chống đỡ cơ thể đứng lên, giống như một người nam nhân mãi mãi không bao giờ ngã xuống. Khó trách tên tiểu tử Phong Phi Vân không ra đây, thì ra là bên trong có cao nhân trấn thủ. Tên yêu nam cũng trở nên thận trọng. Hai người bọn họ cũng không biết Phong Phi Vân có mang theo bên mình một món linh khí, dù sao uy lực của linh khí cũng thực sự quá lớn, số lượng thật ra lại quá ít, một người con cháu Phong ra đời thứ năm thì tuyệt đối không thể có được. Cho dù là Đỗ Thủ Cao cường giả như vậy, hơn nữa với thân phận tân tú đệ nhất ở Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung cũng mới có thể cầm được một món linh khí hỏng. Đao trong tay hắn tuy là một món cấp bậc linh khí nhưng đã có chỗ tổn hại, uy lực tuy là so với chuẩn linh khí đều phải mạnh mẽ hơn nhưng lại thua kém linh khí chân chính. Phong Phi Vân không có khả năng giữ linh khí, như vậy thì giữ linh khí lại là một người khác, người này rất có thể chính là chủ nhân của tháp miếu. Phong Phi Vân lấy được sự che chở của chủ nhân tháp miếu, làm cho Đỗ Thủ Cao và yêu nam càng thêm kiêng kỵ, không dám manh động nữa. Giá trị của một món linh khí thực sự quá lớn, đủ làm cho một gia tộc cũng trở mặt chém giết nhau, không phải vạn bất đắc dĩ thì hiển nhiên Phong Phi Vân sẽ không phải lấy miểu quỷ ban chỉ ra dùng. Lúc này hắn trốn ở trong tháp miếu, Đỗ Thủ Cao và yêu nam đều không thấy rõ bên trong rốt cuộc là có cái gì, dùng được linh khí làm cho hai người bọn họ khiếp sợ. Dĩ nhiên là quá tốt rồi. Chỉ cần bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ thì ta liền có cơ hội sống sót. Trong lòng Phong Phi Vân có mưu tính, chợt quỳ mọp trên mặt đất, hướng về phía nửa con gà quay trên cái bàn gần cửa sổ mà dập đầu, hét lớn. Đa tạ tiền bối xuất thủ trượng nghĩa, vãn bối vô cùng cảm kích, sao? Tiền bối người nói thiên tư ta sáng suốt nên muốn thu ta làm đồ đệ. Vậy thì làm sao mà không ngượng chứ? Cái gì chứ? Tiền bối người chính là đạo nhân sát sinh đại danh lẫy lừng 300 năm trước, vãn bối đã sớm nghe qua đại danh của người, nghe nói người đã từng danh chấn một thời, chiến uy hiển hách, ngay cả một vị cung chủ của Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung cũng bị đóng đinh ở trên núi Mạn Bắc. Phong Phi Vân nói chuyện rất nhiệt tình logic, thanh âm khi thì mang theo sự cảm thán, lúc lại tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ. Đáng lẽ Đỗ Thủ Cao còn muốn đi vào lần nữa để thăm dò thử xem thật hư thế nào. Dù sao mới vừa rồi cũng là do hắn sơ suất mới thua ở dưới đạo trưởng ấn kia, nhưng mà nghe được Phong Phi Vân kêu cha gọi mẹ một hồi thì liền làm cho tên sát thủ này hơi bị ngừng chân, không dám tùy tiện bước về trước một bước. Ngược lại thì đôi mắt đan phượng của tên yêu nam kia lại mang theo vài phần mỉa mai, thì thầm. Đạo nhân sát sinh, ngươi lại có thể nghĩ ra được. Trong tháp miếu thì một vị đạo nhân làm sao có thể ở chứ, Phong Phi Vân ngươi khoác lác quá rồi. Hình như hắn đối với Phong Phi Vân hiểu biết rất rõ, cũng không tin trong tháp miếu thật sự có cao nhân tuyệt thế, đi từ từ lại gần tháp miếu,
bước chân nhẹ nhàng không có một chút tiếng động. Nguy rồi, tên yêu nam này hình như hiểu rất rõ về ta, nhìn thấy được mánh khóe rồi. Trong lòng Phong Phi Vân nảy sinh cảm giác bất an, chợt ánh mắt hướng về cánh cửa màu xám xanh ở sau lưng. Cánh cửa này lại khắc đầy phù văn, xung quanh có vô số mạng nhện, rất dễ nhận thấy là đã lâu rồi không có ai đi qua cánh cửa đó. Nhưng mà lúc trước Phong Phi Vân lại tận mắt thấy một cái tăng bào đi vào trong. Phía sau cánh cửa kia rốt cuộc là nơi nào? Sột soạt, tiếng bước chân nhẹ nhàng ở bên ngoài đang chậm rãi đến gần, yêu nam hình như đã đứng ở bên ngoài cửa sổ gỗ. Phong Phi Vân không do dự nữa, nhảy thẳng tới, đưa tay ra đè cánh cửa đá, hai tay nhấn xuống, chợt, cánh cửa bị đẩy ra. Ùm ùm, lần này tiếng động mở cửa có vẻ hết sức lớn. Cửa đá mạ sát với sàn nhà phát ra âm thanh chói tai. Bên trong cửa đá đen như mực, một luồng hàn khí đập vào mặt. Những phù văn kia đều nhanh chóng chuyển động theo, phát sinh ra ánh sáng nhàn nhạt, sau đó ánh sáng lại dần dần biến mất, chìm vào trong bức tường. Phong Phi Vân không do dự, bước thẳng vào trong, nhưng mà mới vừa bước vào thì hắn đã hối hận, lúc hắn muốn quay trở lại thì đã muộn, cửa đá đã ầm ầm đóng lại. Một tòa trận pháp hình cung khác ở trên thạch môn, giống như là dùng đao thương in vào trên, khó mà đem mở thạch môn ra được. Trước mắt thì đen như mực, đưa tay ra không thấy được ngón nào, không thấy bất cứ thứ gì, cũng không nghe được bất cứ âm thanh nào, Phong Phi Vân chỉ có thể sờ bức tường mà đi về phía trước. Đi lần này là đi suốt một canh giờ. Phải biết rằng tháp miếu cũng không lớn, muốn đi một vòng quanh gian phòng thì nhiều nhất chỉ mất 3 phút. Nhưng mà Phong Phi Vân lại đi dọc theo bức tường suốt một canh giờ cũng không có mò tới được thạch môn, thậm chí đi tới nỗi trong lòng sinh ra một chút ớn lạnh, thật giống như đang từng bước đi vào vực sâu dưới lòng đất vậy. Trước mắt vẫn là một màu đen kịt vĩnh hằng, tựa như không nhìn thấy được ánh sáng nữa vậy. Tuy Phong Phi Vân có lá gan khá lớn nhưng lúc này cũng không dám tiếp tục đi về phía trước, hắn xoay người lại, vẫn sờ vách tường mà hướng quay trở về, chỉ cần có thể trở lại chỗ thạch môn. Như vậy thì coi như nhờ vào uy lực linh khí, hắn sẽ đánh cho thạch môn kia mở ra. Tình huống bây giờ thật sự làm cho trong lòng người ta phải hoảng sợ. Trong lòng không khỏi nhớ lại cái tăng bào nhuốm máu kia, hồi tưởng lại thì dường như càng sinh ra mấy phần quỷ dị, thật giống như lúc này nó đang đứng ở sau lưng hắn vậy, còn có cả cánh tay bạch cốt kia hình như cũng đã mò tới sau lưng hắn. Nghĩ đến đây Phong Phi Vân không nén nổi mà bước đi nhanh hơn. Nhưng mà lúc này đây, trái tim Phong Phi Vân càng thêm nguội lạnh bởi vì hắn đã dọc theo đường cũ hướng quay trở về nhưng đã đi khoảng 2 canh giờ mà cũng không cách nào sờ đến được thạch môn kia. Càng ngày càng kỳ lạ, càng ngày càng làm cho người ta cảm thấy bất an. Rốt cuộc đây là cái chỗ quỷ quái gì chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 3.